Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 16. Chính vào khoảnh khắc đó, Triệu Bân đã rơi vào trong rừng. Trước khi rớt xuống đất, hắn đã dùng bùa lơ lửng, cố gắng cố định cơ thể rồi từ từ rơi xuống đất. Hắn chệch choạng, đi vào trong rừng sâu. Vốn dĩ hắn đang yếu ớt, lại dùng nhiều bùa chú như thế, chân nguyên tích lũy trong đan hải lại khô cạn. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, thứ làm hắn khó chịu là ma đạo phản phệ, chân tay xương khớp, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều đau đớn vô cùng, hắn run lên cầm cập, thất khiếu đã chảy máu, đến ý thức cũng trở nên mơ hồ. Lên trời cũng không được, xuống địa ngục cũng không xong đâu. Thanh niên áo đen đã đứng vững lại, giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của hắn ta từ trên trời vọng xuống. Chủ yếu là sự tức giận, đường đường là cao thủ cấp huyền dương, có từng chịu thua thiệt trước cấp chân linh kiểu này bao giờ đâu. Rơi xuống cùng hắn ta còn có mưa kiếm vô tình. Lần này, hắn ta không còn nương tay, những luồng kiếm khí sắc lạnh vô cùng, hàng loạt cây lớn bị chém gãy, dường như các những tảng đá lớn cũng biến thành đậu phụ, nhẹ nhàng bị chém đứt. Ù! Triệu Bân nghiến răng, cố gắng điều khiển kiếm để phòng thủ. Triệu Bân đã đánh giá thấp thanh niên áo đen, chân nguyên của hắn ta dồi dào hơn bình thường, cũng tinh túy hơn bình thường. Nhìn kiếm khí thì có thể đoán ra đó là bí thuật để quần công, nhưng tùy tiện chọn ra một tia thôi cũng đủ để cảm nhận sự bá đạo của nó. Với trạng thái hiện giờ của hắn, nếu trúng một kiếm mà không bị chém chém tươi thì mới là chuyện lạ. Vậy cũng còn đỡ. Thứ mà hắn sợ là mắt phải của đối phương. Nếu như nó hồi phục thị lực, thì triển bí thuật kỳ dị thì hắn sẽ bị thiêu thành than thật sự. Đều là thiên nhãn mà sao lại có sự khác biệt lớn đến thế? Nguyệt thần chỉ dạy hắn cách tu luyện thiên nhãn nhưng lại chưa hướng dẫn hắn làm sao để dùng tấn công bằng thiên nhãn. Hắn nắm rất rõ cách tạo huyễn thuật bằng thiên nhãn nhưng cũng phải ở trong cự ly gần, chỉ nói đến phạm vi thôi thì đó đã là một điểm yếu rồi. Soạt. Hắn không dám dừng lại, nhanh chóng uống linh dịch, nuốt dược hoàn rồi liều mạng chạy trốn. Không phải hắn sợ thanh niên áo đen mà là tình trạng lúc này thật sự không ổn. Nếu như hắn biết trước rằng có người vào địa cung thì đã không đứng nói chuyện ở đó rồi. Tâm trạng của hắn cũng giống như tâm trạng của lão già dâu chữ bát và vương trác. Hạ được lão già mặc mãng bào thì nên nhanh chóng rời khỏi đó đi, mẹ kiếp, còn lo tán phét nữa. Ta đã nói là ngươi không thoát được đâu. Thanh niên áo đen hừ một tiếng lạnh lùng, đáp xuống đất và cũng rơi vào trong cánh rừng. Hắn ta dán bùa tốc hành vào thì chẳng khác nào một cái bóng đen, bám giết lấy Triệu Bân không tha, hiếm khi gặp được một chân linh thú vị thế này, sao hắn ta có thể bỏ qua được. Quạc! Huyết ưng không đáp xuống mà bay lòng vòng trên không. Nó cũng đuổi theo, giám sát chặt chẽ Triệu Bân, để tránh mất dấu hắn. Ầm, đùng, ầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên trong khu rừng dưới ánh trăng, nó khiến chim chóc khiếp sợ bay tán loạn. Là mìn mà Triệu Bân gài trong khi bỏ chạy. Tất cả số mìn đó đều là bùa nổ, cứ đi một đoạn thì hắn lại giải 4-5 lá, thanh niên áo đen bị nổ tới mức tơi tả. Hắn ta đúng là cao cấp huyền dương nhưng vẫn chưa tu luyện được đến mức tránh được bùa nổ. Đợi ta bắt được ngươi thì nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Thanh niên áo đen nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Hắn ta vừa dứt lời thì lại nghe thấy tiếng nổ. Đúng là số hưởng, hắn ta đã đạp lên một lá bùa nổ. Vụ nổ này đã làm hắn ta lộn nhào ra sau. Hắn ta vẫn chưa kịp đứng dậy thì lá bùa thứ hai đã nổ, đến cả chân nguyên hộ thể cũng bị tiêu tán không ít, đừng nói tới người ngoài, đến cả tọa kỵ của hắn cũng thấy xót xùm. Keng, keng. Triệu Bân giơ tay, hai thanh phi đao phóng ra. Lần này hắn đã nhắm vào con huyết ưng đang bay trên bầu trời, trên phi đao có treo bùa lôi quang. Quạc! Ghế ngồi đó chưa nhớ đời, đã bị nổ cho hoa mắt. Khi hai mắt nhìn rõ được trở lại thì đã có một thanh phi kiếm phóng từ dưới lên, là Triệu Bân dùng hồn điều khiển kiếm Long Uyên. Hắn phải diệt con chim này, có nó theo dõi thì dù hắn có lên trời hay chui xuống đất, cái thân nát của hắn cũng không tránh được sự theo dõi. Bụp! Long Uyên đâm thủng bụng của huyết ưng từ vị trí từ dưới lên. Chiếc tòa kỵ đó đã không còn vỗ cánh nữa mà rú lên thảm thiết, sau đó rớt xuống rừng cây. Soạt! Giết huyết ưng xong thì Triệu Bân liền trốn ngay. Trước khi đi hắn còn rắc rất nhiều bùa chú. Ầm, bùm, ầm.
Không lâu sau thì nghe tiếng nổ vang lên. Có thể nhìn thấy dáng vẻ tơi tả của thanh niên áo đen qua đám đá vụn bay tung tóe. Dù đã phòng bị trước nhưng hắn ta vẫn bị nổ đến mức không kịp trở tay, suốt chặng đường đuổi giết còn lại, hắn ta đều phải cẩn thận trong từng bước đi. Chính vì như vậy nên tốc độ mới chậm lại, khuôn mặt của hắn ta còn đáng sợ hơn cả ác ma. Khi đến một rừng cây rậm rạp thì hắn ta mới đứng lại. Không phải là không đuổi theo nữa mà là hắn ta không biết nên rượt theo hướng nào. Hắn đuổi theo một lúc thì không thấy bóng dáng Triệu Bân đâu nữa, cứ như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế gian, không tìm thấy chút hơi thở nào, quỷ mới biết hắn đã chạy đi đâu rồi. Đáng chết thật! Thanh niên áo đen nổi giận, tung hết trưởng này đến trưởng khiến tảng đá lớn nát vụn. Hối hận rồi, hắn ta đã hối hận rồi. Lúc đầu hắn ta không nên đánh con chim tạp đó mà nên nhắm thẳng vào tên võ tu đó mới đúng. Bây giờ thì hay rồi, Huyết Ưng bị giết, hắn ta thì không bắt được người, còn tiêu hao rất nhiều sức mạnh đồng tử nữa. Đừng để ta gặp lại ngươi. Thanh niên áo đen không tìm được Triệu Bân thì hừ một tiếng lạnh lùng rồi bỏ đi. Đến giờ khu rừng mới yên tĩnh trở lại, đến giờ Triệu Bân mới chui từ dưới đất lên, máu me đầm đìa khắp người, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Hơi thở cực kỳ yếu ớt. Hắn loạng choạng, đứng không vững, đôi mắt khôn ngoan và sâu thẳm giờ đã trở nên mơ màng, ý thức đang không còn tỉnh táo, chân cứ như đang giảm trên bạt biển, tất cả mọi thứ đều dần trở nên cuối cùng, khi một cơn gió nhẹ thổi qua thì hắn cũng ngã xuống theo, hắn lăn từ trên sườn đồi xuống dưới, mãi cho đến khi gặp một con đường dài và hẹp thì mới dừng hẳn rồi lại ngất lịm đi. Bầu trời xa xăm, trời sao lại như ở trước mắt. Bên cạnh con đường lớn dưới chân núi, Triệu Bân ngủ rất ngon, vẻ mặt mệt mỏi và đầy đau đớn, khó che được sự bi thương hiện lên giữa hai chân mày, khóe miệng chảy máu, máu tươi vẫn đang chảy ròng. Không ai biết hắn đã ngủ ở đó bao lâu rồi, chỉ biết trạng thái của hắn rất tệ. Gào gào. Trong rừng núi âm u, có âm thanh rất nhỏ vang lên. Nghe kỹ thì mới biết là tiếng thú gầm, có thể nhìn thấy một đôi mắt to đầy hung dữ. Đấy là một con huyết lang, chắc là nó đã ngửi thấy mùi máu tanh. Lúc nó nhìn thấy Triệu Bân thì còn thè chiếc lưỡi màu hồng ra liếm, nước dãi rất lộp bộp và còn có cả mùi hôi kỳ lạ. Nhưng, vào lúc đó, một luồng ánh sáng trắng phóng tới. Con huyết lang vừa mới xuất hiện bị bắn trúng, lê cái thân đầy máu trốn vào rừng lại. Linh Nhi, quay lại đây. Cha, hình như bên kia có người. Đừng lo chuyện bao đồng. Sau đó là tiếng trò chuyện lớn tiếng. Giọng nói vừa dứt, một cô gái áo xanh cưỡi ngựa đến, ánh sáng trắng vừa nãy là do cô gái này đánh ra, nếu như không có cô gái này ra tay thì chắc Triệu Bân đang hôn mê đã bị huyết lang tha đi, ăn mất rồi. Theo sau cô ta là một đoàn xe ngựa. Nhìn bề ngoài có vẻ là những người đi áp tiêu, từ rất xa đã có thể nhìn thấy một cây cờ được cắm phía trước, trên lá cờ có viết hai chữ với nét chữ rất có lực hổ uy. Cũng tức là tiêu cục hổ uy. Này! Cô gái áo xanh xuống ngựa, nhẹ nhàng lắc Triệu Bân nhưng không thấy hắn có phản ứng. Rất nhanh sau đó, Diệp Thanh Sơn phóng nhanh đến, giật dây cương ngựa, khắp người đầy bụi bặm. Cha, người này vẫn còn sống. Đừng lo chuyện bao đồng. Diệp Thanh Sơn hạ giọng nói, đầy vẻ uy nghiêm của một người cha. Vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm nay? Ông ta đã gặp những chuyện như thế này quá nhiều rồi. Người này bị thương nặng như thế, chắc là bị truy sát, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Mẹ con đã nói người tốt sẽ được báo đáp. Con! Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Cô gái áo xanh cười hi hi, giơ một tay kéo Triệu Bân dậy rồi nhanh chân chạy khỏi đó, đặt hắn vào trong một chiếc xe ngựa. Diệp Thanh Sơn thấy vậy thì than thở, thật hối hận khi dắt con theo. Chung sống hòa bình. Sau tiếng hô hào, đoàn người ngựa lại khởi hành. Khẩu hiệu của tiêu cục được hô rất vang, thể hiện đi đến đâu cũng giữ vững hòa khí. Sáng sớm, ánh mặt trời hiền hòa chiếu rọi khắp mặt đất. Triệu Bân đã tỉnh lại, hắn mệt mỏi mở mắt ra, khóe miệng vẫn còn chảy máu, đập vào mắt là cảnh tượng rất lạ lẫm. Hắn có thể nghe thấy tiếng bánh xe đang lăn, tình trạng tròng trành suốt dọc đường khiến hắn chóng mặt, hoa mắt. Cũng phải trách hắn quá yếu và bị thương quá nặng, mà đạo phản vệ khiến hắn kiệt sức như một người tàn phế. Hắn bị thanh niên áo đen truy sát, cố dùng đến chân nguyên hết lần này đến lần khác, ảnh hưởng đến căn cơ. Ế,
Người tỉnh rồi sao? Lúc Triệu Bân ngồi dậy thì rèm xe đã được vén lên, để lộ ra nửa khuôn mặt của cô gái áo xanh. Cô gái đang ngồi trước xe ngựa, vùng roi đánh ngựa, một cô gái lương thiện, mỉm cười cũng rất dịu dàng. Đây là đâu? Giọng Triệu Bân khàn đặc, hắn còn nôn ra một ngụm máu. Bọn ta áp tiêu, cô gái áo xanh mỉm cười và khẽ nói, tối qua chúng ta nhìn thấy ngươi hôn mê trong rừng nên đã cứu ngươi, nếu không thì ngươi đã bị con huyết lang đó tha đi mất rồi. Cảm ơn cô nương đã cứu giúp, Triệu Bân vội chắp tay cảm ơn. Chuyện nhỏ ấy mà, cô gái mỉm cười. Phải rồi, ta tên Tịch Linh. Người phía trước là cha ta, tên Diệp Thanh Sơn. Cơ ngân, Triệu Bân tự xưng tên họ. Sao ngươi lại ngất bên đường ở nơi hoang vu thế này, Tịch Linh chớp đôi mắt xinh đẹp. Té ngã, Triệu Bân cười ngược. Vậy thì ngươi, té cũng nặng lắm đấy, Tịch Linh ho gượng một tiếng. Đương nhiên cô ta biết Triệu Bân có chuyện giấu giếm, là võ tu, cô ta đã nhìn thấy vết thương của Triệu Bân. Đó không phải vết thương do bị té mà là nội thương rất nghiêm trọng. Cô ta không gặng hỏi mà im lặng cưỡi ngựa. Trên xe, Triệu Bân bụng ngực, định đứng dậy nhưng ngặt nỗi hắn không đủ sức. Thế là hắn ngồi xếp bằng, uống mấy ngụm linh dịch và nuốt vài viên dược hoàn rồi im lặng trị thương. Tiếng xương cốt vang lên rắc rắc khiến Tịch Linh cứ liên tục nhìn về sau, tên nhóc này đang rèn luyện cơ thể sao. Trong khoảng thời gian đó, Diệp Thanh Sơn có ghé lại mấy lần, ông ta muốn nói nhưng rồi lại thôi. Con gái của ông ta chưa trải đời nhiều, không biết được thế giới hiểm ác. Có điều, nếu như đã cứu rồi thì đương nhiên cũng sẽ không nói thêm gì, cũng đâu thể vứt người ta xuống lại. Đến khi màn đêm buông xuống, Triệu Bân mới mở mắt ra. Việc đầu tiên hắn làm là triệu hồi đại bằng, kỳ lạ là thông linh đã bị ngăn cách, không biết vì lý do gì, chỉ biết là đại bằng vẫn còn sống, chắc là nó đã bị thương nặng vì ngọn lửa đen đó. Hắn nhớ đến ngọn lửa đen đó thì trong lòng không khỏi sợ hãi. Đến giờ hắn vẫn không biết đó là loại thần thông gì, liếc nhìn thôi là bốc lửa ngay, mà còn không thể dập tắt nữa. Chiến đấu với nó thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị đốt cháy thành than. Võ đạo không có giới hạn, đúng là có thể mở rộng tầm mắt. Cơ ngân, có lẽ vì đang tập trung nên lúc Tịch Linh vén rèm xe lên thì hắn đã không phát hiện ra. Có điều ánh mắt của Tịch Linh hơi kỳ lạ, lúc nãy Triệu Bân vẫn còn máu me đầy người, mới chưa bao lâu mà giờ gần như đã không thấy thương tích nữa, khả năng hồi phục như thế thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Cô ta nhìn mấy giây rồi không nhìn nữa mà đưa qua một cái bánh lớn và nói, đói lắm rồi phải không? Cảm ơn nhiều, Triệu Bân mỉm cười, nhận lấy, không phải đói mà là đói đến run rồi. Hừ! Lúc hai người họ đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét. Cây là do ta trồng, đường là do ta mở, muốn qua đây thì phải để lại tiền. Sau đó là những lời bất hủ trong nghề của dân xã hội đen. Bọn chúng nối đuôi nhau kéo ra một đám rất đông từ trong rừng, tổng cộng cũng có đến mười mấy người, chặn đường phía trước lại, trên sườn đồi, vách đá, trong các bụi cây, đến cả trên cây cũng có người. Tất cả đều là võ tu, ai cũng cầm đao đầu quỷ, mặt mày hung tợn, biểu cảm phấn khích, nghe cách hô hào thuần thục như thế thì biết chúng đã chặn đường cướp của không ít lần rồi. Đội người ngựa hoảng loạn, tiếng ngựa hí vang lên liên tục. Tịch Linh thấy vậy thì sắc mặt liền trắng bệch. Cô ta thật sự chưa trải đời nhiều, chưa từng gặp qua cảnh này bao giờ. Các vị hảo hán, ra ngoài làm ăn không dễ dàng gì, cho chúng tôi qua đi. Diệp Thanh Sơn chắp tay lại, ông ta đã gặp rất nhiều trường hợp thế này nên đã quen từ lâu rồi. Ai cũng cho qua thì bọn này lấy gì ăn? Kẻ cầm đầu bọn cướp hét lớn lên khiến cây cối trong rừng chấn động đến mức xào xạc, khí tức khá mạnh mẽ, vết thẹo trên mặt rất nổi bật, thần thái hung dữ. Sặc mùi máu tanh, đúng bản chất của một tên cướp. Tu vi của hắn ta không thấp, đã vượt qua cấp huyền dương tầng 5 rồi, tu vi như vậy mà lại làm chuyện chặn đường cướp bóc, đúng thật là lãng phí năng lực, với khả năng đó thì đi đâu cũng có thể kiếm sống. Chút quà mọn tỏ lòng thành. Diệp Thanh Sơn mỉm cười, vứt ra một túi tiền, chuyện có thể giải quyết bằng ít tiền thì kiên quyết không đánh nhau, nếu như thật sự phải đánh nhau thì ít nhất 80% là họ phải mất mạng. 100 lượng, bố thí cho ăn mày sao hả? Tên cầm đầu bọn cướp vốn không thèm nhận, hắn ta càng cười càng đáng sợ,
để lại tài sản trên xe thì các người có thể an toàn rời khỏi đây, nếu không thì không cần phải đi nữa. Hắn ta vừa dứt lời thì mặt của thanh niên áo đen liền tối sầm, đây là một chuyến tiêu lớn, để lại hết cho bọn cướp thì bọn họ quay về cũng không sống nổi nữa, bán hết gia sản cũng không thể đền đủ. Rõ ràng đối phương không muốn thương lượng đàng hoàng mà đang muốn ép họ vào đường cùng mà. Đại ca, có phụ nữ. Không biết tên cướp nào đã hét lên. Phụ nữ trong lời của hắn ta đương nhiên là đang chỉ Tịch Linh, cả đoàn người ngựa chỉ có mỗi cô ta là nữ. Xem ra hôm nay nhất định sẽ có một vụ bội thu. Đầu sỏ băng cướp sờ cằm, cũng trông thấy rồi nở nụ cười bẩn thỉu không thể tả nổi. Không chỉ mình hắn ta mà đám cướp bóc cũng lộ ra vẻ mặt dâm tà, tiểu cô nương đó trông rất đáng yêu, chờ bắt về rồi, lão đại dùng xong thì bọn họ cũng có thể thoải mái một chút. Thật hào hứng. Tịch Linh sợ hãi, hai má lại trắng bệch. Ánh mắt Diệp Thanh Sơn lại lạnh hơn một phần, rút kiếm ra. Người của mã đội cũng đều là những người phải ra đường kiếm miếng cơm manh áo từ sớm, một đám bắn ra chân nguyên cuồn cuộn. Ở đây chẳng có ai sợ chết cả, thích đánh thì cứ lên. Bầu không khí, cực kỳ áp lực, cả cơn gió thổi qua cũng lạnh như băng. Đã nể mặt rồi vẫn còn không biết điều. Giết! Tên cầm đầu còn chưa ra lệnh thì một tên vạm vỡ chọc đầu đã cầm thanh đao lớn lên. Keng! Hai bên còn chưa khai chiến thì đã thấy một thanh kiếm bay từ chiếc xe ngựa ra, tất nhiên đó là kiếm ngự hồn của Triệu Bân, đúng là hắn đang bị thương, nhưng giải quyết một đám tôm tép cũng không phải là chuyện gì quá sức. Phập! Kiếm Long Uyên nhanh như một tia sét. Tên đầu bóng lưỡng gào to nhất bị một kiếm đâm xuyên qua ngực, một kích tất sát. Gì thế? Tên cầm đầu bỗng giật mình, một giây trước vẫn còn bình tĩnh hống hách lắm nhưng mới chớp mắt đã phải thẳng người dậy. Tên đầu bóng lưỡng đó chính là cảnh giới huyền dương, dù chỉ có tầng thứ nhất nhưng cũng không thể bị giết trong vòng một giây như thế. Cả hắn ta còn kinh ngạc nữa là đám tay sai, một đám cùng lùi về sau, tay cầm đao cũng run run, cảnh giới huyền dương tầng thứ nhất, nói giết là giết, trong tiêu đội này còn che giấu một kẻ đáng sợ đến mức nào. Diệp Thanh Sơn cũng ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn lại theo bản năng. Cũng giống hệt như ông ta. Người của mã đội cũng quay đầu, có vẻ đã biết ai là người ra tay. Mạnh, mạnh thật. Trái tim nhỏ của Tịch Linh như đập thình thịch. Khoảnh khắc lúc nãy, cô ta đã tận mắt nhìn thấy một vệt sáng lướt qua người mình, biết rõ là Triệu Bân ra tay, thế nhưng rõ ràng hắn chỉ là cảnh giới chân linh, thế mà một nhát kiếm của hắn lại mạnh đến thế, một võ tu cảnh giới huyền dương bị giết ngay trong chớp mắt, thế thì sức mạnh đó phải lớn đến mức nào? Chắc sầu não nhất chính là tên đầu bóng lưỡng kia. Chỉ muốn thể hiện sự trung thành của mình, thế mà lại thành kẻ hy sinh để giết người dọa khỉ. Cũng không biết từ đâu có thanh kiếm bay tới nên hắn ta bất ngờ không kịp phòng ngự, còn chẳng kịp hét lên, giờ thì hay rồi, đúng là thể hiện được lòng trung thành nhưng phải bỏ cả mạng vào, cái giá đó có hơi thảm. Keng! Cuối cùng hiện trường yên tĩnh đã bị tiếng kiếm phá vỡ. Sau khi giết chết tên đầu bóng lưỡng, Kiếm Long Uyên không hề dừng lại, cứ như một vệt sáng lướt tới lướt lui, đi tới đâu thì nơi đó lại có một tên cướp bị giết, có thể là một kiếm cắt cổ, cũng có thể là một nhát đâm thủng tâm mạch, nhát nào cũng nhanh nhẹn và dứt khoát, những vệt máu bắn ra ngày càng chói mắt, từ xa nhìn lại sẽ thấy khung cảnh khá là đẹp, đó không phải là đánh nhau, mà là một thanh kiếm đang chém dưa hấu. Rầm. Diệp Thanh Sơn và người mã đội đều nuốt nước miếng thật mạnh. Lẽ ra họ đã chuẩn bị tinh thần để liều mạng chém hết mình, thế mà bây giờ cả đám lại thành quần chúng vây xem, đây không phải là đánh nhau, rõ ràng là đơn phương chém giết. Cảnh giới chân linh trở nên mạnh như vậy từ bao giờ? Hình ảnh, ngày càng máu me. Tiếng la hét thảm thiết cũng vang lên liên tục. Mấy tên cướp giống họng gào thét trước đó nhanh chóng ném đồ ném đạc lại vừa trốn vừa né, cả tên cầm đầu cũng không phải ngoại lệ. Chẳng biết đó là ai nhưng lực chiến này thật sự quá đáng sợ, còn chưa thấy mặt mũi đâu, chỉ có mỗi thanh kiếm đã giết đến nỗi bọn họ phải tháo chạy. Cắn chúng cục xương cứng rồi. Tên cầm đầu thầm mắng chửi, mã đội nho nhỏ thế mà lại có cao thủ ẩn nấp. Không cướp, bọn ta không cướp nữa. Tên cướp hét lên, đó là nỗi sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn. Hành nghề bao nhiêu lâu nay rồi? Đây là lần đầu tiên họ đụng phải tảng đá cứng như thế. Tất nhiên,
Kiếm Long Uyên vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục gặt hái mạng người. Ép người quá đáng. Tên cầm đầu hét to, xoay người, nhấc đao đầu quỷ lên. Keng. Kiếm Long Uyên chém tới bị hắn ta dùng một đao hất bay ra ngoài. Vì thế, hắn ta cũng bị đánh lùi về sau, không còn tu vi huyền dương, lực chiến của hắn ta yếu kém đến mức thảm hại. Keng, keng. Tiếng đao và kiếm chạm vào nhau cực kỳ trong trẻo. Đó là tên cầm đầu, đang đánh nhau với Kiếm Long Uyên. Cảnh tượng đó chính là sự mỉa mai to lớn nhất, nói lên rằng con người trên đời, một cảnh giới huyền dương là thế, cũng chỉ xứng đánh nhau với một thanh kiếm thôi. Muốn đánh nhau với chủ nhân nó, thì tu vi của hắn ta vẫn còn non lắm. Keng. Không biết đây là lần thứ mấy tên cầm đầu bị đánh lùi. Soạt. Hắn ta còn chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân đã đánh tới như một hồn ma. Ngự kiếm không thể giết được tên cảnh giới huyền dương này thì phải để hắn ra đánh, một trường uy long khiến tên cướp phun máu, giữa khe hở, khí huyền hoàng bắn ra như một vầng sáng đâm xuyên qua mi tâm tên cướp. Màu của vệt máu đó chính là thứ chói mắt nhất. Tên cầm đầu ngã ầm xuống đất, hai mắt trợn ngược. Ít ra cũng là cảnh giới huyền dương, bị giết sau một giây thế này có hơi uất ức. Phụt. Triệu Bân cũng phun máu, lảo đảo suýt chút nữa đã ngã quỵ, vết thương của hắn chưa khỏi, nội thương rất nặng, tùy tiện đụng vào chân nguyên và võ hồn sẽ bị cắn trả, mặt hắn lập tức tái nhợt không còn một hột máu. Tiểu Hữu, Diệp Thanh Sơn vội vàng đi tới. Không sao, Triệu Bân cười mệt mỏi, lại phun một ngụm máu. Mau, đi thôi. Diệp Thanh Sơn đưa Triệu Bân quay về xe, vội vàng ra lệnh. Nơi hẻo lánh hoang vu này không phải là danh lam thắng cảnh gì, nói không chừng vẫn còn cướp bóc. Ngựa vội vàng phi nhanh, chiến trường lúc nãy cũng chẳng kịp dọn. Cứ để đó, rồi cũng sẽ có kẻ dọn thôi, núi rừng nhiều thú hoang hung dữ, chúng nó sẽ chạy tới tìm thức ăn. Trong xe ngựa, Triệu Bân ho dữ dội. Ân tình này, báo đáp hơi máu me một tí, chẳng những với bọn cướp mà còn với hắn nữa. Làm thế rất tổn hại đến căn cơ. E là rất nhiều ngày sau hắn vẫn phải chịu cảnh ho ra máu này, vết thương quá nặng. Cảm ơn. Tịch Lịch vừa ngồi bên cạnh truyền chân nguyên vừa nói với sự biết ơn từ tận đáy lòng. Tiện tay thì làm thôi. Những lời Tịch Linh nói trước đó, hắn lặp lại một lần, trả cho một cái ơn mà thôi. Đúng là, người tốt sẽ được trời thương ư. Diệp Thanh Sơn vẫn thì thào tự hỏi suốt dọc đường. Sự thật chứng minh con gái ông ta cứu Triệu Bân là quyết định cực kỳ sáng suốt. Nếu không có hắn giúp đỡ thì có lẽ lần này cả đội bọn họ đã không còn bao nhiêu, đám cướp bóc đó cực kỳ hung hãn, nếu không tận mắt nhìn thấy chắc ông ta vẫn không dám tin trên đời này có một cảnh giới chân linh mạnh đến thế. Bên này, Tịch Linh đã bước ra. Diệp Thanh Sơn cười hiền lành, người này cứu rất đáng. Trong xe, Triệu Bân lại khoanh chân, cố gắng đè nén nội thương. Đến khi nào vết thương mới khỏi hẳn thì hắn không biết, chỉ biết rằng sắp tới hắn không thể tùy tiện đụng đến chân nguyên, tình trạng của hắn bây giờ không thể chịu nổi một hồi sóng to gió lớn nào nữa. Khi hắn mở mắt ra lần nữa thì bầu trời đã tối sầm. Hắn ngồi bên xe ngựa, lặng lặng ngẩng đầu ngắm lên bầu trời sao, mượn ánh trăng và sao để bồi bổ cho thiên nhãn, để đôi mắt được bình phục. Cách đó vẫn khá là hiệu quả, vì không biết tự lượng sức mình. Nhìn lén quan tài của vua Man nên hắn mới bị cắn trả, đến nay thiên nhãn vẫn tối om. Nhắc đến thiên nhãn, hắn lại nhớ tới ngọn lửa đen kỳ lạ đó. Hắn nghĩ, mà cũng nhất định phải nghĩ đến cái ngày xui rủi nào đó lại đụng phải thanh niên áo đen thì sẽ thế nào. Một trận chiến là không thể tránh khỏi, hắn phải chuẩn bị trước mới tốt. Suy nghĩ một lúc lâu hắn mới nghĩ ra một cách, nói chính xác hơn thì đó cũng không phải là cách gì mấy. Nếu hắn không muốn bị ngọn ly ca đó thiêu đốt và không bị nhắm trúng, thì đó chính là cách trực tiếp nhất. Nguyệt thần từng nói, chẳng có thích gì chắc chắn đến mức không thể phá nổi. Phải xem tốc độ có nhanh không. Chỉ cần dùng tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức hai mắt đối phương không thể nắm bắt được thì sẽ tránh được. Tất nhiên, cũng phải tùy theo tình hình, bí thuật thiên nhãn quỷ dị đó rất khó đề phòng, nếu âm thầm đánh lén, cộng thêm tốc độ rất nhanh thì hẳn là không kịp phản ứng. Chờ tới khi phát hiện ra thì chắc đã trúng đòn. Hắn nghĩ mình cũng có thiên nhãn, liệu có thể làm được những điều đó hay không? Màn đêm sáng tỏ. Triệu Bân lại chìm vào suy nghĩ, cố gắng tìm hiểu thiên nhãn.
Vấn đề là hắn vẫn chưa tìm thấy điểm mấu chốt, có lẽ do thiên nhãn với thiên nhãn cũng khác nhau, thiên phú của mỗi người cũng khác nhau, chẳng hạn như thiên nhãn của hắn, từ cái ngày bắt đầu tu luyện, ngoài những thứ được truyền thừa thì đến nay, ngoài thấu thị và ảo thuật thiên nhãn ra thì hắn thật sự chẳng ngộ ra được bí thuật nào nữa. Lộc cộc. Tịch Linh cưỡi ngựa đi, đi song song với xe ngựa nhìn Triệu Bân, cũng theo hắn nhìn lên trời, không biết rốt cuộc tên đó đã nhìn cái gì suốt cả đường đi, ngắm trăng ư. Hay là đang đếm sao, cô ta không biết, nhóm Diệp Thanh Sơn cũng không biết, khi nhìn sang Triệu Bân thì ánh mắt đầy ẩn ý. Tiểu bối cảnh giới chân linh này tạo cho con người ta cảm giác thần bí, cộng với thần thái của hắn, bình tĩnh đến mức người ta phải thấy lúng túng, nhất là ánh mắt đó, tĩnh lặng như mặt hồ, hắn đã phải trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn mới có thể luyện ra được. Tâm trạng vững vàng như núi lớn và lạnh lẽo như băng giá, chẳng có tí cảm xúc nào như thế. Khỏi rồi. Triệu Bân khẽ nói, con người không thể nhìn thấy gì vì bị cắn trả, trải qua một đêm tẩm bổ, cuối cùng cũng khỏi. Đôi mắt như ánh sao, rạng rỡ sáng ngời, cẩn thận nhìn lại, đồng tử rực rỡ như ánh mặt trời. Ngươi, đang nhìn cái gì thế? Cuối cùng Tịch Linh cũng không thể nén nổi sự tò mò, nhỏ giọng hỏi. Không có gì. Triệu Bân nghiêng đầu cười, vội vàng xoay đi ngay. Vì quên thu thiên nhãn nên hắn đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Khả năng thấu thị khiến hắn vô tình trông thấy một số hình ảnh tươi mát. Chẳng hạn như cô gái bên cạnh, tuy có mặc quần áo nhưng một giây trước đó, với hắn mà nói cũng chẳng khác gì không có mảnh vải che thân. Tịch Linh không biết gì, cứ thấy ánh mắt Triệu Bân là lạ. Hợp ngô. Cách một khoảng thời gian thì khẩu hiệu của Tiêu Cục lại vang lên một lần. Đoạn đường sau đó bình yên vô sự, dù không có cướp bóc gì nhưng lại có mấy tên trộm vặt, thấy đoàn người ngựa đông đúc lại sợ không dám dây vào. Nếu không họ đã thành quả hồng mềm mặc cho người ta nắm rồi. Màn đêm lại buông xuống. Cuối cùng cũng đến được mục tiêu. Đó là một tòa thành cổ rộng lớn có tên là thành cổ Minh Nguyệt, nó được ghi lại trên bản đồ, tòa thành này cũng khá là nổi tiếng ở Đại Hạ, bởi vì thành chủ của thành là nữ thành chủ duy nhất từ cổ chí kim, nghe đồn người đó xuất thân từ chiến trường, từng là một đại tiên của quân Xích Diễm Đại Hạ. Thành cổ Minh Nguyệt dưới ánh trăng khá là náo nhiệt. Ngước mắt lên nhìn, trên đường cái cực kỳ rộng rãi có rất nhiều người vui vẻ nói cười, làm đủ chuyện trên đời, kẻ dương đao múa kiếm, người nuốt đầu phun lửa, tiếng hét to, tiếng giao hàng không dứt, tất cả mọi sự phồn hoa náo nhiệt đều dồn về nơi này. Cuối cùng cũng đến. Diệp Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Người của mã đội cũng thế, cả đường di chuyển cứ như đường xuống suối vàng, có thể chết bất kỳ lúc nào, ai cũng có cảm giác đang dạo trước quỷ môn quan. Đây là thành cổ Minh Nguyệt ư. Hai mắt Tịch Linh đầy tò mò, đã nhảy xuống ngựa từ lâu, nhìn trái ngó phải. Triệu Bân cũng xuống xe ngựa, cũng nhìn ngắm cả đường đi nhưng mục đích lại là một hiệu thuốc nào đó. Thuốc phiên của hắn đã hết từ lâu, cần bổ sung thêm, tu luyện hao tốn nhiều tài nguyên lắm, phải chuẩn bị nhiều mới tốt. Hả? Đi đến một chỗ thì hắn đột nhiên dừng lại. Đan hải của hắn có phản ứng lạ, là hạt giống tạo hóa đó. Từ ngày gieo xuống vẫn chẳng có hiện tượng gì đặc biệt, nhưng một giây trước nó đột nhiên run lên, hắn dừng lại, nó vẫn run đều đều khiến hắn chợt nghĩ chắc có món bảo bối nào đó đã hấp dẫn hạt giống tạo hóa. Hắn đảo mắt nhìn theo bản năng, liếc sang bên trái. Lọt vào mắt hắn chính là một tòa lầu 3 tầng, biển hiệu ghi to 3 chữ Túy Mộng Lâu cực kỳ bắt mắt, đứng đây có thể ngửi thấy mùi son phấn bay từ trong ra, từ xa xa nhìn lại còn có thể trông thấy trên lầu có nữ tử yểu điệu đang gảy đàn. Rót rượu, và mấy cảnh riêng tư. Ngước lên nhìn lại cửa Túy Mộng Lâu, một nhóm nữ tử quần áo không ngay ngắn đang hất tóc, lôi kéo một đám đàn ông và nói những lời quyến rũ đến tận xương tủy, đại gia, tại sao giờ người mới chịu đến? Thanh Lâu. Đây chính là Thanh Lâu, nói kiểu dân gian hơn một chút thì nó chính là kỹ viện, thông tục thêm chút nữa. Thì là nhà chứa. Bên trong. Hai mắt Triệu Bân chợt híp lại. Hắn chắc chắn bảo bối đang tác động vào hạt giống tạo hóa đang nằm trong Túy Mộng Lâu. Nghĩ thế, hắn sải bước. Cơ ngân. Sau lưng, Tịch Linh khẽ gọi. Triệu Bân nghe thấy bèn xoay người giơ tay, cảm ơn đã chăm sóc ta suốt dọc đường, sau này gặp lại. Mọi người đều cười khan. Tịch Linh thì lại phồng miệng lên, ngước mắt nhìn Túy Mộng Lâu, biết rõ đó là nơi nào. Triệu Bân đã xoay người đi, hắn đâu có đi mua vui. Hắn đi tìm bảo bối.
Nói thật ra thì đây là lần thứ hai hắn đến những nơi thế này. Lần đầu tiên là ở thành Vong Cổ, có đến một lần, về nhà bị phụ thân đánh cho một trận. Gia phong Triệu gia là thế, dám lên Thanh Lâu sẽ đánh gây chân. Vì chuyện đó nên Liễu Như Nguyệt chẳng thèm đoái hoài đến hắn suốt cả tháng trời. Thật ra đó là một sự trùng hợp, nếu nói hắn bị gài bẫy chắc chẳng có ai tin. Cái đó thì hắn vẫn còn thua xa đại thiếu gia nào đó, đi dạo ký viện còn mang cả vợ theo. Đại gia, sao giờ người mới tới? Vừa tới cửa Túy Mộng Lâu đã có người ra chào đó, với khăn tay có thể nói là chuyên nghiệp. Trông cũng đâu có giống mấy kẻ phong lưu đàn đúm là mấy. Người tiêu cục trông thấy Triệu Bân đi vào đó bèn xì xào bàn tán. Đi thôi. Diệp Thanh Sơn ho khan, lúc xoay người đi còn liếc sang con gái nhà mình. Tịch Linh vẫn phồng má đứng đó dậm chân, sau đó đuổi theo, đi rất xa rồi vẫn không quên ngoái đầu lại xem. Cô ta còn định kéo Triệu Bân đi dạo phố sau khi giao đổ đến nơi mà. Giờ thì hay rồi, người ta đã tìm cô nương để mua vui rồi, là do ta không xinh đẹp ư? Hay là do cô nương trong đó hấp dẫn hơn nhiều? Triệu Bân vào đến Thanh Lâu thì nghe thấy tiếng kèn sáo ầm ĩ, đàn ca hát múa cực kỳ vui vẻ. Làn khói thuốc lượn lờ trông như thật lại tự ảo, tấm mảnh được treo trên cao thêu hải đường bằng chỉ bạc, thoải mái lắc lư như cảnh tượng huyền huyễn nào đó. Tạo cảm giác như đang mơ, trang trí bên trong cũng cực kỳ xa hoa, bạch ngọc được khắc thành những đóa sen, năm đóa sen, mỗi một cánh hoa đều lung linh rực rỡ, để chân trần bước lên đó, cảm giác ấm áp chảy dọc khắp người. Nơi này hơn ký viện thành Vong Cổ rất nhiều. Công tử này trông lạ mặt quá. Triệu Bân vừa vào đến đã trông thấy Tú bà trang điểm loè loẹt đi tới, tay cầm cây quạt nhỏ, lắc lư vòng eo như thùng nước, phấn thì dặm thật dày. Dưới cằm còn một cái nốt ruồi đen, nhìn thấy hai cũng cười tươi như hoa. Không có sự khéo léo và lanh lẹ đó thì chắc cũng không thể làm Tú bà. Triệu Bân khẽ đáp, mắt đảo qua một đám người, dù là nữ tử Thanh Lâu hay khách làng chơi gì cũng nhìn hết một lượt, nếu thấy bảo bối, chắc chắn hạt giống tạo hóa sẽ có phản ứng. Công tử tìm gì thế, Tú bà cầm cây quạt nhỏ vỗ vỗ Triệu Bân. Tìm bảo bối, tìm người. Ai đến đây cũng tìm người cả, công tử nhắm chúng bảo bối nào nhà ta rồi. Ta, xem đã. Triệu Bân tùy tiện đáp, vẫn xem xét từng người một. Sau khi xem được hơn phân nửa vẫn không thấy hạt giống tạo hóa có gì khác lạ, vẫn run theo đúng nhịp cũ, nếu nhìn thấy bảo bối thật chắc nó sẽ run lên mạnh hơn. Hay là công tử tới tìm Mộng Điệp nhà ta, Tú bà trêu đùa. Mộng Điệp là ai? Triệu Bân vừa xem vừa hỏi. Trông công tử có vẻ là người nơi khác tới, Mộng Điệp chính là hoa khôi đầu bảng của Túy Mộng Lâu, Tú bà thật thà nói, công tử tới rất đúng lúc, hôm nay Mộng Điệp hiến vũ, bỏ lỡ hôm nay thì phải chờ thêm một năm nữa. Thế thì ta chờ xem. Triệu Bân nói xong bèn bỏ đi, trước khi đi còn nhét cho Tú bà sấp ngân phiếu. Bà ta cứ huyên thuyên một đống thứ, cũng không đến nỗi vô dụng, nhưng làm phiền hắn tìm bảo bối. Thế mới đúng chứ. Tú bà vui vẻ ra mặt, lại chào đón một người khác, Triệu Bân tìm một chỗ cho mình. Xem hết một nửa rồi, còn một nửa là hết. Lầu 1 không có thì lên lầu 2, lầu 2 không có lại lên lầu 3, hắn không tin mình tìm chẳng thấy. Tính ra thì hắn cũng là một gáo nước trong, vào Thanh Lâu nhưng không vương chút hương chút hoa nào. Ai cũng đến đây để mua sắc mua vui, chỉ có mình hắn đến tìm bảo bối, rất nhiều nữ tử chạy tới, hắn thì hay rồi. Cứ như người xuất gia lục căn thanh tịnh, kiên trì lắc đầu, hắn nói cái gì mà. Ta có thê tử rồi, trong mắt bọn họ, loại người này. Có lẽ thận không dùng được, hoặc là eo không khỏe. Cũng may Nguyệt Thần đang bế quan, nếu tỉnh chắc Thanh Lâu này sẽ náo loạn lắm. Người đến đây tối nay cũng rất nhiều, có võ tu, có người thường, có dân địa phương, cũng có người nghe danh mà đến, người am hiểu đều tìm sẵn vị trí gần vũ đài. Rầm rộ như một yến hội long trọng. Triệu Bân lại thấy tò mò, Mộng Điệp múa đẹp đến thế ư. Nhiều người chạy tới đây chỉ để xem cô ta nhảy, xét sâu thêm một chút thì chắc là mặt mũi xinh đẹp, phần lớn người đến đây đều mua vui mua hoan, tiện thể xem nhảy múa, ai may mắn lại có cơ hội bắt được một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Không có ở lầu 1 ư. Những lời đó, Triệu Bân đã thì thầm mấy lần. Cuối cùng hắn mời ngồi đó.
hắn cũng muốn lên lầu 2 nhưng người ta lại không cho đi. Có lẽ đêm nay là một đêm đặc biệt, Hoa Khôi muốn hiến vũ nên họ mới chặn hai lầu trên lại. Người đến ngày càng đông, có khá nhiều người dịch dung. Có một người trong số đó còn là người quen, đó là thiếu chủ tộc Huyết Ưng, Nghiêm Khang. Khỏi cần phải hỏi, cũng đến Thiên Tông, chỉ là nửa đường đi mua vui một chút. Tên đó đã đến cảnh giới huyền dương, vượt xa quá khứ, Triệu Bân tự nhận bây giờ tình trạng của hắn đánh không lại Nghiêm Khang, thiếu chủ tộc lớn không phải là người mà loại ất ơ ngoài kia có thể so sánh, ít nhất cũng bỏ xa tên cầm đầu băng cướp kia mấy con phố. Nghiêm Khang không dùng mặt thật, có lẽ đã đeo thêm mặt nạ ra người đặc biệt. Nếu hắn không có thiên nhãn thì đã chẳng nhận ra, Nghiêm Khang cũng có thiên nhãn, cũng không nhận ra hắn, mặt nạ mà hắn dùng là thứ độc nhất vô nhị ở Long Triều Đại Hạ này. Không chỉ Nghiêm Khang, mà cả Hồng Uyên đến đây cũng không thể nhận ra được. Ở đây không chỉ có mình Nghiêm Khang là quen mặt, còn một kẻ khác với biệt danh rất kêu, Vương Trác. Đúng vậy, chính là tên trộm mắt lác đó, dùng thuật dịch dung nhưng vẫn không thể qua được mắt hắn. Sau lưng là lão già râu chữ bát, hai tay cực kỳ bận rộn, trông có vẻ là khách quen, trái ôm phải ấp, đêm dài tĩnh lặng thì chẳng có gì ngoài thứ đó, đúng là gừng càng già càng cay. Công tử, sao lại đứng một mình thế? Ngước lên thì thấy có một người đã ngồi ngay bên cạnh, nhìn thấy sườn mặt Triệu Bân. Là một công tử. Nói chính xác hơn là một tú tài, thân thể nhỏ nhắn, mặt mũi xinh xắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn lại cẩn thận thì còn ai khác ngoài Tịch Linh. Tịch Linh nữ giả nam trang, buộc mái tóc dài lên, dán hai miếng râu trên miệng, tay còn cầm cây quạt, chẳng qua động tác phẩy quạt trông chẳng ra làm sao cả. Triệu Bân giật mình, cô nương này cũng chạy tới góp vui ư. Đúng là nhiều tỷ tỷ xinh đẹp thật đấy, thảo nào ai cũng chạy tới đây, Tịch Linh vẫn nhìn trái ngó phải, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Triệu Bân, cười nói, chấm được ai chưa? Chưa. Triệu Bân cũng thật thà, hắn thật sự đến tìm bảo bối mà thôi. Tiểu ca ca tuấn tú thật. Ba nữ tử chạy tới, quen ta quen chân ngồi bên cạnh Tịch Linh, lúm đồng tiền tươi như hoa. Phần lớn khách làng chơi đến đây đều là loại cao to thô kệch, thanh niên tuấn lãng không được mấy, Tịch Linh nữ giả nam trang lại là người nổi bật nhất, chỉ nhìn thôi cũng thấy đẹp mắt. Nữ giả nam đều khá là đẹp. Nam giả nữ ấy à, chẳng có ghê tởm nhất, chỉ có ghê tởm hơn. Ta tới uống rượu thôi. Tịch Linh ho khan, có thể thấy cô ta đã quên mất mình là nữ giả nam, bị ba cô nương vây quanh trông cứ như ba tên lưu manh. Bao vây tiểu cô nương người ta, cứ trốn đông trốn tây. Triệu Bân cười gượng, tình hình này cũng khá là mới mẻ. Bấy giờ, Tịch Linh mà nói ra chuyện mình là nữ, thì càng thú vị hơn. Ta, thích nam. So với thân phận nữ tử thì lời Tịch Linh nói, cũng đủ sức bùng nổ. Những lời đó, Triệu Bân thì thấy chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng mấy lời đó lọt vào tai ba cô nương kia thì hơi xấu hổ. Không phải ai cũng có thể nhận ra Tịch Linh là nữ, trong mắt người ngoài, tú tài nhỏ nhắn này chính là nam tử, không gần nữ sắc cũng được đi nhưng lại thích nam. Khẩu vị cũng lạ. Đi rồi. Cuối cùng ba người đó cũng đi rồi, ánh mắt nhìn Tịch Linh cũng khá là kỳ lạ. Thích nam tử thì đừng có chạy tới đây chứ, gương mặt đó. Khiến bọn tỉ muội ở đây làm sao chịu nổi. Đi dạo phố không? Tịch Lịch chọc chọc Triệu Bân, nhỏ giọng hỏi. Ta. Lên rồi. Triệu Bân còn chưa trả lời thì đã nghe thấy tiếng hét to. Sau đó, ánh mắt của tất cả mọi người tính cả Tịch Linh đều nhìn về phía vũ đài. Tiếng tiêu lay động lòng người cùng với tiếng đàn du dương vang lên, cánh hoa muôn hồng nghìn tía rơi từ trên trời xuống hệt như tiên nữ tung hoa, hình ảnh đẹp không sao tả xiết, khiến con người ta chìm vào si mê. Trong màn hoa bay bay đó, chín nữ tử nhanh nhẹn rơi xuống vũ đài. Cùng khom xuống lùi về phía sau, tỏa ra xung quanh, giữa làn khói, một nữ tử áo tím đẹp như thiên tiên, khí chất như đóa lan trong u cốc xuất hiện, cộng thêm mưa hoa đầy trời, ánh nến mờ ảo khiến cô ta như một con bướm mộng ảo. Đó chính là Mộng Điệp, là hoa khôi đầu bảng, che một mảnh tố xa, tạo cho người ta cảm giác xinh đẹp bí ẩn, khả năng nhảy điêu luyện, mềm dẻo và xinh đẹp như tiên dáng trần, chiếc váy dài xòe tròn. Khép rồi lại mở, ánh mắt liếc sang đầy quyến rũ làm bật lên vẻ phong tình. Đẹp quá!
Quần chúng ngước mắt lên nhìn, hai mắt sáng rỡ. Đẹp quá! Tịch Linh cũng bật thốt. Dường như khi Mộng Điệp xuất hiện, tất cả phái nữ ở đây đều trở nên ảm đạm không còn sắc màu. Bảo bối tốt. Triệu Bân vẫn là gáo nước trong vắt. Người ta thì bận xem hoa khôi Mộng Điệp, chỉ có mình hắn nhìn thấy vòng cổ trên người cô ta, khéo léo tinh xảo, mỗi một viên trân châu, mỗi một khối ngọc đều trong suốt sáng bóng, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, treo vào chuỗi trân châu ấy chính là một viên tinh thạch, trông giống một giọt lệ. Bảo bối mà hắn nói tới chính là viên tinh thạch đó. Bởi vì khi hắn nhìn thấy nó, hạt giống tạo hóa trong đan hải run lên dữ dội. Không biết có bán không? Triệu Bân vuốt cằm, khẽ nói. Tịch Linh nghe thế bèn liếc nhìn, đúng là mặt người dạ thú, sao lại nghĩ tới những điều xấu xa như thế? Có bán hay không, ai chạy tới thanh lâu uống hoa tửu đều trực tiếp như thế ư? Con người ấy mà, thỉnh thoảng. Ông nói gà bà lại nói vịt. Chẳng hạn như tướng quân Huyền Giáp đó đến giờ vẫn còn sùng bái Triệu Bân đấy thôi. Nữ soái xích diễm của đại hạ, bị một cảnh giới chân linh ăn sạch sành xanh, thử nói xem có thần kỳ không. Vô lại. Tịch Linh lại phồng má lên. Nói đi cũng phải nói lại, đúng là Mộng Điệp rất đẹp, ít nhất là xinh đẹp hơn cô ta. Mọi người đều chạy đến đây để tiêu khiển cũng có cái lý của nó. Bảo bối tốt thật. Triệu Bân càng xem hai mắt càng trở nên sâu thẳm. Nếu như bây giờ không phải là lúc thích hợp thì có lẽ hắn đã chạy lên đó bàn giá rồi. Nguyệt thần bế quan thế cũng tốt. Nếu Tú Nhi mà tỉnh thì Triệu Bân lại không thể thoát khỏi một trận chửi bới. Bảo bối, trong đầu chỉ có mỗi bảo bối. Muội tử xinh đẹp thế mà chẳng có suy nghĩ gì khác ư. Hay. Tiếng đàn du dương trong Túy Mộng Lâu, tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên không dứt. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lên vũ đài, ai cũng ngắm nhìn nữ tử nhanh nhẹn khiêu vũ trên đó, như một nàng tiên giáng trần, chẳng nhiễm khói bụi nhân gian, cộng thêm khả năng múa điêu luyện khiến cô ta lại càng giống hư ảo. Không ngờ Thanh Lâu lại có một bảo bối xuất sắc đến thế. Rất nhiều người từ nơi khác tới chậc lưỡi thổn thức, rơi xuống hồng trần, lại chẳng nhiễm bụi trần. Đẹp quá! Tất cả mọi người đều thốt lên hai từ đó. Nhưng hai chữ đẹp quá của họ dành cho kỹ thuật nhảy múa. Hay là Mộng Điệp thì chẳng ai biết. Trong lúc xem, rất nhiều người thèm nhỏ dãi và ham muốn chiếm làm của riêng, ai cũng yêu thích cái đẹp, nào có ai không thích tiểu mỹ nhân. Mộng Điệp cười khẽ, lại không thể giấu đi vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt đó. Một đám người dưới đài cứ như con sói gian ác khoác lớp da người, ánh mắt tham lam. Có lẽ cởi hết quần áo của Mộng Điệp mới là dục vọng khó nói nhất trong lòng bọn họ. Đột nhiên, nụ cười khe khẽ trên môi cô ta pha thêm chút mỉa mai. Cô ta đã quên mất mình chỉ là kỹ nữ, từ nhỏ đã là thứ cho người ta mua vui, ở Túy Mộng Lâu này, trinh tiết, tự xem mình là thanh cao, hận đời. Cũng chỉ là một trò cười. Cô ta, chính là trò cười đó. Khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại, cô ta chợt bắt gặp một ánh mắt rất khác. Tất cả mọi người đều nhìn cô ta, nhưng chỉ có ánh mắt đó tĩnh lặng như nước. Nói thẳng ra, cô ta đã không được thấy ánh mắt đó ở Túy Mộng Lâu này từ rất lâu rồi. Tất nhiên đó chính là Triệu Bân. Gáo nước trong ấy mà, tất nhiên là trong lành và mát mẻ, từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn mỗi sợi dây chuyền Mộng Điệp đang đeo, càng nhìn lâu thì hạt giống tạo hóa trong đan hải hắn lại càng mạnh mẽ hơn, nếu không có hắn giữ lại, có lẽ nó đã lao tới. Hắn không thể tưởng tượng nổi bảo bối thế nào lại khiến hạt giống tạo hóa phải kích động đến thế. Tiếc là Nguyệt thần bế quan rồi. Nếu cô ta tỉnh, chắc sẽ cho hắn một đáp án chính xác. Chuyển mắt từ Mộng Điệp sang chỗ khác, hắn lại trông thấy người quen, thiếu chủ tộc ám dạ, Hoa Đô. Hắn ta cũng dịch dung đến, tay cầm quạt trông phong độ có thừa, ngọc thụ lâm phong, nhưng thần thái hắn ta lại chẳng hề thay đổi. Vẫn là khóe miệng nhếch lên trông có vẻ khinh khỉnh và nghiền ngẫm điều gì đó, như vị vua đứng tít trên cao quan sát phía dưới. Từ hội bán đấu giá ở thành Vong Cổ, đây là lần đầu tiên hắn gặp lại Hoa Đô. Hôm đó hắn ta chính là người mua đấu giá được đan thiên võ, vì viên đan dược đó nên đến đêm lại có một hồi chém giết, nghe lão huyền đạo nói lão tổ tộc ám giả cũng tham chiến, có lẽ đan thiên võ đã được bảo vệ an toàn.
nhưng không biết nuốt đan thiên võ rồi có tiến lên cảnh giới thiên võ không. Theo hắn thì việc đó có hơi ảo. Nếu trong tộc có cảnh giới thiên võ, với tính của Hoa Đô thì chắc đã chẳng dịch dung, đã dùng hẳn thân phận thật đi gặp người. Nhà có cảnh giới thiên võ thì còn sợ cái quái gì, hoàn toàn đủ sức hoành hành ngang dọc ở đại hạ. Nguyệt thần cũng có nói tộc ám giả không có thêm cảnh giới thiên võ, hắn vẫn tin lời Tú Nhi. Sau lưng Hoa Đô chính là một tên già trước tuổi, thiếu chủ thành Thương Lang, Hán Triều. Hắn ta cũng dùng thuật biến thân, giống Hoa Đô và Nghiêm Khang, là một công tử văn nhã, quạt trong tay lay động cực kỳ chuyên nghiệp. Hán Triều có mặt ở đây khiến Triệu Bân hơi bất ngờ. Nghe Thanh Giao nói Hán Triều đã chạy tới Thiên Tông từ sớm, đi lâu vậy mà giờ mới tới đây, tốc độ cũng hơi chậm. Hay có thể nói là cố tình chạy ngược về để mua vui. Người đằng sau nữa khiến Triệu Bân thấy ngứa ngáy hết cả người. Đó chính là thanh niên áo đen đã đuổi giết hắn đêm đó, mắt phải lóe lên huyền quang kỳ dị đảo qua những người đang có mặt ở đây, khi lướt qua hắn còn dừng lại một lát, vẫn không nhận ra. May là hắn đã đề phòng trước, hay có thể nói là từ đêm đó hắn đã đề phòng, thanh niên hắc bào vẫn không biết hắn trông thế nào. Thế thì chỉ có thể dùng khí tức để xem xét. Vấn đề là Triệu Bân không cho tên đó cơ hội. Hắn không dùng đến chân nguyên thì đối phương sẽ không phát hiện ra. Hắn không dám chắc là thanh niên áo đen, đã khôi phục đồng lực hay chưa. Trong tình hình này, tất cả mọi người đều xem vũ đài, ai cũng cực kỳ tập trung, nếu thanh niên áo đen muốn giết ai cũng rất dễ, chỉ cần liếc mắt một cái, ngọn lửa đen đó sẽ đốt lên. Thanh niên áo đen chuyển mắt sang nhìn Nghiêm Khang. Giữa các thiên nhãn cũng có sự cảm ứng kỳ dị nào đó. Thanh niên áo đen cảm nhận được thiên nhãn của Nghiêm Khang lại không thể phát hiện ngược lại. Vì thế có thể thấy thiên nhãn của thanh niên áo đen có cấp bậc cao hơn Nghiêm Khang. Chắc cũng có khá nhiều nguyên lý trong này. Triệu Bân thầm suy nghĩ, hắn vùi đầu chìm vào suy tư. Thiên nhãn cũng như mạch máu vậy, có mạnh có yếu, có thể cảm ứng được, cũng có cái không cảm ứng nổi, kẻ gà mờ mở thiên nhãn như hắn. Không có truyền thừa bẩm sinh nên người khác mới không thể thấy. Nói cách khác, cấp bậc thiên nhãn quá thấp nên người khác không thể cảm ứng được. Thường, không biết ai đó đã la lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Đầu bài hiến vũ, một năm mới có một lần, làm gì có chuyện không thường. Triệu Bân nhìn lướt qua, người mở đầu chính là Vương Trác, hắn ngước lên nhìn đống nguyên bảo trong tay hắn ta. Người trong thanh lâu đi tới đặt lên khay. Sau đó, tiếng hô hào vang lên, vị đại gia này thưởng 10 lạng. Chỉ có 10 lạng á, keo kiệt. Khá nhiều người liếc nhìn Vương Trác, để ý đến cái mắt lác của hắn thì đúng hơn. Vương Trác không cho là đúng, khẽ vào đầu, chỉnh vạt áo lại, ý nói. Ta cũng tuấn tú lắm. Thưởng. Sau Vương Trác thì lại có người la lên. Dầu chữ bát bèn thưởng 100 lượng nhưng tiếng hét nghe cứ như cả trăm ngàn lượng. Hai người này. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, lại vào góc ngồi. Vẫn còn đang bị đuổi giết đấy, có thể yên tĩnh một chút không, bộ không sợ người ta nhận ra hay gì. Cũng may đêm đó người thanh niên áo đen đuổi giết là hắn, nếu đuổi theo dầu chữ bát với Vương Trác thì chắc tối nay hai người đó đừng mong rời khỏi đây nữa, thiên nhãn cũng không cần dùng tới nữa. Lực chiến bình thường thôi là đủ để bóp hai người thành cát rồi. Thưởng. Vương Trác cũng không để bị bỏ lại, gào lên. Thưởng. Dầu chữ bát gào to. Theo Triệu Bân thấy thì ông già này đến đây không phải để tìm vui, mà là để giao bán xuân cung đồ. Chi tiền phóng khoáng như thế, chắc hẳn đã bán được khá nhiều, còn cả tên Vương Trác kia nữa. Có trời mới biết hắn ta đã phát tài hay chưa mà tiếng hô sau vang vọng hơn hẳn tiếng hô trước. Nếu để hai người này biết thân phận của đối phương, không biết họ sẽ nghĩ thế nào. Những người khác không nhúc nhích, chỉ có hai người nhảy đồng lên. Trước đó họ từng hợp lực đối đầu với lão già mặc mãng bào ở địa cung, bây giờ tới Túy Mộng Lâu lại đánh nhau vì ngân lượng. Hai tên ngốc hài hước. Người có mặt ở đó bổ sung nốt câu nói mà Triệu Bân chưa nói hết. Từ tên ngốc hài hước này dùng rất đúng, bất kể là Vương Trác hay là ông già dâu chữ bát. Không một ai thưởng tiền vượt quá 500 lượng, thế mà hô hào vang cả trời đất, có giỏi thì thưởng tới cả ngàn lượng đi. Không có tiền mà còn kêu gào ở đó, định cho người ta thấy mình không vắng mặt à. Nói thẳng ra,
trong mắt khách làng chơi, hai tên này đúng là hai tên hề. Cứ đợi đó đi, người hào phóng còn ở phía sau kìa. Mấy chục lượng hay vài trăm lượng chỉ là quấy rối tí thôi. 3.000 lượng. Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến luôn. Là Hán triều thiếu chủ thành Thương Lang, tiếng cười của hắn ta vang khắp mọi nơi. Hắn ta vừa lên tiếng, không ít người phải ngoái nhìn. Mà Vương Trác với lão già dâu chữ Bát cũng ngoan hơn hẳn. Hô hào bao nhiêu lâu, thưởng bao nhiêu lần, nhưng cả hai người cộng lại còn không bằng một lần hô giá của người ta. Họ nhiều tiền ghê. Tịch Linh lầm bầm cảm thán, tiện thể liếc mắt nhìn Mộng Điệp trên sân khấu. Xinh đẹp thật là tốt, chỉ cần nhảy múa thôi cũng có người thưởng tiền. Không biết nếu ta lên đó nhảy múa thì có ai thưởng tiền cho ta không nhỉ? Suy nghĩ của cô nương này cũng thật mới lạ. Triệu Bân nghe xong mà suýt sặc ngụm rượu đang uống, thưởng chứ. 5.000 lượng, cầm đi mà uống trà. 8.000 lượng. Bầu không khí tại đó trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Người đến đây dường như không phải những kẻ tầm thường, thậm chí cô tay cũng túm được cả đống chọc phú, vung tay rất hào sảng, ít thì vài trăm lượng, nhiều thì vài ngàn lượng, không ai coi ngân lượng ra cái gì, người này vung tiền mạnh tay hơn người kia, tiếng hô cũng ngày một vang hơn. Hiển nhiên họ đang khoe tiền, thưởng qua mấy hồi, ai nấy đỏ mặt tía tai. Người hay chuyện thì biết rằng họ đang thưởng tiền, người không biết. Còn tưởng họ đang đấu giá đấy. Hết cách rồi, ai cũng muốn lấy được sự chú ý từ hoa khôi của Túy Mộng Lâu, chưa biết chừng đêm nay còn có thể được Mộng Điệp mời đi uống rượu thưởng trăng, nếu trò chuyện vui vẻ, chưa biết chừng còn có thể trò chuyện trên giường nữa đấy. Sao ngươi không thưởng thế, Tịch Linh lại trọt trọt Triệu Bân. Giữ tiền mua bảo bối, Triệu Bân ho khan, đáp bừa một câu. Nhân lúc rảnh, hắn cũng liếc mắt nhìn chiếc nhẫn ma. Hắn có không ít ngân lượng, nhưng chưa chắc đã đủ. Nếu Mộng Điệp thực sự đòi hỏi như sư tử ngoạm, hắn chỉ có thể dùng bùa chú để gom đủ số lượng. Hạt giống tạo hóa kích động đến mức này chắc chắn không phải là vật tầm thường. Nếu Nguyệt Thần đang thức, chắc hẳn cô ta cũng sẽ nói, táng ra bại sản cũng phải mua về. Không biết nàng ta có chịu bán hay không? Triệu Bân lầm bầm một tiếng, người ta không chịu bán thì bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng uổng phí. Lưu manh. Đôi mắt đẹp của Tịch Linh lại cháy lên một ngọn lửa. Nhìn đi, nói chuyện không cùng chủ đề thì bị mắng là chuyện nhỏ, chứ hiểu nhầm mới lúng túng. Thưởng. Lại là Hán triều, mở miệng ra là hét tới 2 vạn, khiến đám đông ở đó giật mình. Đây là chuyện nhỏ, hắn ta đã từng trải qua sóng to gió lớn, phiên đấu giá ở thành Vong Cổ còn khủng khiếp hơn nhiều. 3 vạn. Tiếng cười vang lên sau đó rất có uy lực. Hóa ra là Nghiêm Khang im hơi lặng tiếng nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng, sau một chữ thưởng còn không quên liếc mắt nhìn Hán triều, nếu không hắn ta không biết đó là Hán triều. Thế nhưng dù là ai cũng vậy thôi, định cướp hết sự nổi bật của lão tử à. Người được cùng Mộng Điệp phong hoa tuyết nguyệt cũng phải là ta, nhất định phải là ta, mẹ kiếp, ngươi là cái thá gì? 5 vạn. Hán triều cũng là một trang hảo hán, tiếng cười khẩy khó lòng che giấu. Úi! Đám đông ở đó đồng loạt hít vào thật sâu. Vì muốn tán gái mà hai tên này chịu bỏ tiền ghê. Tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên, có người còn giơ ngón tay cái. 5 vạn lượng đấy. Tịch Linh cực kỳ kinh ngạc, khoảnh khắc này có vẻ giống nhóc ham tiền. Triệu Bân vẫn ổn, hắn cũng là người từng kinh qua sóng to gió lớn, so với phiên đấu giá thành Vong Cổ thì đây chỉ là tiền lẻ. Điều khiến hắn thấy bất ngờ là Nghiêm Khang đối đầu với Hán triều. Nếu hai kẻ này cùng để lộ dung mạo thật mới gọi là náo nhiệt, như thế thì không phải là tranh nhau thưởng tiền nữa, chắc hẳn hai kẻ này sẽ tìm chỗ nào đó để đánh. Ai cũng mong có được chuyện đẹp đêm xuân, thế mà đối phương quấy rối, vậy thì phải múa võ vài đường. Tú bà cười đến mức không khép được miệng. Hoa khôi luôn dùng để tạo uy danh, hữu dụng hơn mấy thứ dung chi tục phấn kia nhiều. Mộng Điệp vẫn đang múa trên sân khấu cũng mỉm cười xinh đẹp, vẻ lạnh nhạt trong đôi mắt cũng thoáng qua nét tự diễu. Nàng ta hiểu rõ mình có thân phận gì, chỉ là công cụ kiếm tiền và mua vui cho người ta thôi. Thiếu chủ, yên phận chút đi. Hai ông già thành Thương Lang bảo vệ Hán triều đều kéo hắn ta lại. Thiếu chủ nhà họ đúng là đi đâu cũng không thể yên được.
lần đầu tới thành Thanh Phong, mắng Thanh Giao một trận tơi bời, xong việc là bị đánh tơi tả. Lần thứ hai tới thành Vong Cổ, tên này vẫn còn rất bốc đồng, đánh nhau thì chớ, còn bị người ta lừa đến mức không còn gì để mất trong phiên đấu giá. Lần này họ ra đường, vẫn không phải địa bàn của mình, tại sao hắn ta không biết rút ra bài học chứ? Không khác gì một con châu chấu, đi đến đâu là tưng bừng đến đấy, đã vậy người ta can ngăn còn không chịu nghe. Ta biết chừng mực. Hán Triều hừ một tiếng, nhìn chung là hắn ta đang tức. Muốn tìm một cô nương để tiêu diêu tí thôi mà, tại sao lại lắm chuyện thế chứ? Thưởng, 8 vạn. Nghiêm Khang bưng tách trà lên, nói năng rất hờ hững. Nói xong, hắn ta liếc mắt nhìn Hán Triều với vẻ khiêu khích. Thêm đi cho ta. 10 vạn. Hán Triều cũng là một kẻ không chịu nổi khiêu khích. Tăng thì tăng, ông đây thiếu gì tiền, ngươi không tin hả, không tin ta lấy tiền đập chết ngươi. Ta cho rằng đoạn này còn thú vị hơn điệu múa của Hoa Khôi. Vương Trác cắn một miếng hoa quả, lão già dâu chữ bát cũng chắp tay trước ngực. Hai nhân tài trước đó còn đấu đá với nhau giờ đang ngồi chung một bàn, nghiễm nhiên trở thành người xem kịch, chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương vẫn thấy quen lắm, không biết đã từng gặp ở đâu. Người xem kịch đâu phải chỉ riêng mình họ, tất cả mọi người ở đây đều thế cả. Quả thực, so với đoạn múa của Hoa Khôi thì màn đấu đá của hai tên chọc phú này dường như thú vị hơn nhiều. Trước đó người ta tăng vài trăm lượng thôi, bây giờ nâng cấp rồi, tăng vài vạn lượng, nhà nào cũng có núi tiền hả. Lúc này đây, Mộng Điệp cũng phải ngồi xuống nghỉ ngơi rồi. Đấu đi, các ngươi đấu trước, đấu xong ta nhảy tiếp. Nếu không chẳng ai xem ta nhảy, chẳng phải sẽ lúng túng lắm sao? Bảo bối tốt. Nếu nói ai là người chăm chú nhất, chắc hẳn là gia chủ Triệu gia rồi. Người này thật sự muốn đến để tìm bảo bối, không xem nhảy múa, cũng không ngắm người đẹp, càng không xem hai người đó tranh giành mà chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền của Mộng Điệp và suy tính xem phải bỏ ra bao nhiêu bạc để mua được nó. Đúng là một người thú vị. Mộng Điệp đang uyển chuyển nhảy múa không ngừng lẩm bẩm, chắc vị công tử đó không thích náo nhiệt, người thanh cao như thế thật sự rất hiếm gặp. 15 vạn. Nghiêm Khang uống một ly rượu, cũng hăng máu lên. Cả hội trường liên tục vang lên tiếng suýt xoa vào trong. Dùng một 15 vạn lượng mua đan dược thì cũng bình thường nhưng để cô gái thì nhiêu đó tốn kém quá. Nói cho cùng thì cũng vì người ta giàu có. Tu luyện khá tốn kém tài nguyên, có vẻ như đó không phải người thiếu thốn gì. Đúng là người hào phóng. Triệu Bân liền liếc mắt nhìn lại, trong lòng cũng không khỏi suýt xoa. Chắc là trong chuyến đến Thiên Tông lần này, Nghiêm Khang đã mang theo không ít bạc, thiếu chủ của tộc Huyết Ưng sẽ trở thành tộc trưởng của tộc Huyết Ưng trong tương lai, đương nhiên là không thiếu tiền và tài nguyên tu luyện rồi, có tiền vốn để bốc đồng. Nếu như ta không bị thương, Triệu Bân lẩm bẩm. Nếu như hắn không bị thương thì chắc hắn cũng sẽ muốn cướp Nghiêm Khang. Hai người họ vốn có thù, từ khi ở thành Vong Cổ đã kết thù với nhau rồi, việc cửa hàng binh khí của Triệu Bân bị nổ, nhà họ Triệu bị chèn ép hắn bị người đâm rồi bị đánh lén. Tất cả đều có phần của Nghiêm Khang, hắn sẽ không quên mối thù này. 20. Hán Triều bốc đồng, định nổi giận vì người đẹp. Nhưng hắn ta vẫn chưa nói hết chữ vạn thì đã bị hai vị trưởng lão kéo lại rồi. Thiếu chủ bồng bột nhưng hai người họ thì lại rất tỉnh táo. Không có tiền thì bớt ra vẻ ở đây. Nghiêm Khang cười lạnh lùng, có được cơ hội là tên này lập tức mỉa mai đối phương. Đã mấy ngày rồi, từ sau cuộc đấu giá ở thành Vong Cổ, chỉ có hôm nay là sảng khoái nhất. Ngươi hãy đợi đấy. Hán Triều đã bị cưỡng chế đưa đi, trước khi đi, hắn ta còn không quên buông lời đe dọa. Nghiêm Khang được thoải mái thì hắn ta không sao dễ chịu nổi, sao đi đâu cũng gặp chuyện bực bội thế chứ. Còn ai không phục nữa không? Sau khi Hán Triều đi, Nghiêm Khang liếc nhìn cả hội trường. Giây phút đó, dường như phẩm cách của hắn ta lúc này còn sáng chói hơn cả mặt trời. Rất nhiều người ho khan gượng gạo, nói thật lòng, bọn họ đều cảm thấy không phục, ngặt nỗi túi tiền eo hẹp, dù rất nhiều người còn muốn đấu nhưng nghĩ kỹ thì tất cả đều lại thôi. So với 15 vạn lượng thì số tiền lẻ của bọn họ có đáng là gì? 20 vạn. Vừa có kẻ bị hạ gục thì lại có người khác ngoi lên. Đó là Hoa Đô,
sau khi xem kịch xong thì đây cũng là lúc hắn ta phải quay về làm nhân vật chính. Hắn ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong hội trường đều rướn thẳng người lên. Vốn tưởng rằng trước đó đã là màn kịch hay, không ngờ đây mới là tiết mục đặc sắc nhất. Sắc mặt của Nghiêm Khang tối sầm xuống, vừa mới đánh đuổi một tên bỏ chạy, giờ lại thêm một tên không sợ chết. 21 vạn. Giọng Nghiêm Khang cũng lạnh lùng thêm đôi phần. 25 vạn. 30 vạn lượng. 35 vạn. Màn thưởng tiền đã biến thành một tiết mục đấu giá thật sự. Đều là nhân tài, người này tăng tiền thì người kia cũng lên theo khiến giá cả tăng vọt. Tiền là thứ hữu dụng. Lão già dâu chữ bát và Vương Trác đều hít một hơi thật mạnh. Tính ra thì hai người họ là những tên đầu têu khơi mào ra chuyện này, dẫn dụ ra được cả đám nhà giàu. Không ai phản bác lời của hai người, nếu như bọn họ có bạc thì họ cũng sẽ chen chân vào thôi. Nhà giàu sướng thật, đến cả khoe mẽ thì cũng khác hẳn với người khác, dùng 30 vạn lượng theo đuổi con gái, khí phách biết bao. Tiền nhiều thật đấy. Có lẽ vì Tịch Linh quá kích động nên cô ta đã túm lấy cánh tay của Triệu Bân và liên tục lắc. Triệu Bân chỉ nhìn lên sân khấu, hắn không quan tâm gì đến đấu giá hay tiền bạc, đó đều chỉ là phù du, hắn chỉ cần bảo bối. Nếu Nguyệt Thần nhìn thấy đồ đệ mình cố chấp như thế thì cô ta sẽ thấy an ủi biết chừng nào, thật khiến cô ta nở mày nở mặt mà. 35 vạn, còn có ai trả thêm không? Tú bà cũng là một nhân tài, bà ta cười he he. Bà ta vừa thốt ra câu đó thì thật sự đã biến màn tranh nhau thưởng tiền trở thành một cuộc đấu giá thật sự. Đại khái là vậy. Rất nhiều người khoanh tay, nhìn về phía Nghiêm Khang. Đã đến 35 vạn rồi, không biết người đó còn trả cao hơn nữa không? Sắc mặt của Nghiêm Khang đã rất khó coi, giống hệt như dáng vẻ của Hán Triều trước đó. Kỳ lạ thật, sao làm màu mà cũng khó đến thế? Sao đi đến đâu cũng có người đối đầu với hắn ta? Trong trận đấu giá trước đây ở thành Vong Cổ, hắn ta khoe mẽ hết lần này đến lần khác nhưng mà không thành, lại còn bị lừa đến lỗ nặng, bây giờ đến thành Minh Nguyệt cô gái mà cũng không thuận lợi được nữa. Gặp những cảnh thế này thì luôn có các tiền bối nhúng tay vào. Cũng giống như Hán Triều, Nghiêm Khang cũng bị hai trưởng lão mạnh mẽ ngăn lại, cưỡng ép đưa ra khỏi Túy Mộng Lâu. Hôm nay, có cao nhân ở đó nên không dễ gì làm ra vẻ được. Nói tóm lại, thiếu chủ tộc Huyết Ưng lại bị hạ gục trên con đường chứng tỏ phẩm giá của mình. Hoa Đô trở thành người được tất cả mọi người chú ý. Hôm đó, trong buổi đấu giá ở thành Vong Cổ, hắn ta là người nổi bật nhất trong đám đông, trong cuộc tranh thưởng lần này, hắn ta lại trở thành người thắng cuộc. Trên thực tế, hắn ta cũng rất tiếc tiền. Nhưng nhìn Mộng Điệp trên sân khấu thì hắn ta lại không thấy tiếc nữa. Tối nay đối với hắn ta mà nói sẽ là một buổi tối rất tươi đẹp, ông đây bỏ ra 35 vạn lượng thì cô phải để ông đây được sảng khoái mới được, chắc là mùi vị của hoa khôi đứng đầu Túy Mộng Lâu sẽ rất tuyệt. Hắn ta nghĩ đến đây thì không kiềm được mà thấy hưng phấn. Hắn ta chỉ mong màn nhảy múa này mau chóng kết thúc để mình được sớm tận hưởng đêm xuân. Đồ phá ra. Sắc mặt của hai trưởng lão bảo vệ cho Hoa Đô tối sầm lại. Nếu chuyện này truyền về trong tộc, e là nơi đó sẽ biến thành tình cảnh gà bay chó chạy mất. Dù sao cũng là thiếu chủ của một gia tộc, không hề suy nghĩ mà chạy thẳng tới Thiên Tông, rồi còn đến Thanh Lâu tranh giành tình nhân với người ta, sau đó là hào phóng ném ra 35 vạn. Tính ra tiền mà tổ tông họ đi dạo kỹ viện gộp lại cũng chưa tiêu hoang bằng lần này. Nếu cướp được của tên này thì cả đời này không cần sầu rồi. Có lão già trong tối nói mấy lời với vẻ sâu xa. Tay còn vuốt hàm râu. Cách này khá ổn, Hán Triều và Nghiêm Khang đều đã bị người ta theo dõi. Đối với chuyện này, Hoa Đồ đã đề phòng trước, nếu không có biện pháp để an toàn rời đi thì hắn ta cũng sẽ không chơi ngông như thế. Khúc nhạc đệm kết thúc, mọi người vẫn chưa hài lòng. Màn trình diễn rất hay, tiếng đàn du dương, Mộng Điệp trên sân khấu cũng rất đẹp, kỹ thuật múa điêu luyện, đẹp đẽ tuyệt diệu càng thu hút ánh mắt của người xem. Nhưng trong số những ánh mắt đó lại có nhiều người không cam lòng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Hoa Khôi Thanh Lâu như tiên nữ trên sân khấu sẽ bị heo ủi vào đêm nay. Bên này, Triệu Bân đã đứng lên. Đứng dậy cùng hắn còn có Tịch Linh, cô ta như cái đuôi bám theo hắn không rời. Người đâu? Nhưng khi ra khỏi Túy Mộng Lâu,
cô ta không thấy bóng dáng Triệu Bân đâu nữa. Cô gái này dậm chân một hồi, khó khăn lắm mới ra ngoài được mà lại không thấy người. Ở một góc sâu của con phố, Triệu Bân đã mặc huyền bào tỷ thế, lập tức độn thổ, mắt nhìn về hướng nào đó, bí mật di chuyển. Hướng nào đó chính là Túy Mộng Lâu, nói đúng hơn là nơi ở của Mộng Điệp. Vì là hoa khôi đầu bảng nên Mộng Điệp có một sân riêng để ở, tuy diện tích không quá lớn nhưng đó cũng là tượng trưng cho thân phận. Điều này thì Triệu Bân đã nghe ngóng kỹ khi ra khỏi Túy Mộng Lâu rồi, mục đích của hắn rất rõ ràng, đó là thừa dịp mọi người đang xem ca múa thì lẻn vào trong sân kia, đợi Mộng Điệp múa xong, hai bên sẽ nhanh chóng thương lượng trả giá, mua được sợi dây chuyền rồi tức tốc rời đi. Tất nhiên đây là viễn cảnh tốt đẹp dưới điều kiện mọi thứ đều thuận lợi. Nếu Mộng Điệp không bán, dù kế hoạch chu đáo thế nào thì cũng chẳng hoàn mỹ được. Như Triệu Bân đã dự đoán, Túy Mộng Lâu này không đơn giản, ở góc tối có không ít cấm chế. Nhưng hắn có võ hồn, còn thêm cả thiên nhãn nên khéo léo tránh né được hết. Đợi khi tới sân nhỏ, Triệu Bân mới thấy vững vàng, hắn trốn dưới lòng đất. Nhìn từ đó lên thì có thể quan sát mọi thứ của sân nhỏ, nơi này đúng là không lớn, chỉ có một đình nghỉ mát, hai, ba ngọn núi giả, năm sáu cái cây già cỗi cộng thêm bàn ghế bằng đá, cuối cùng là một tòa nhà hai tầng nhỏ, trang trí khá tinh xảo. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Mộng Điệp. Triệu Bân bình ổn hơi thở, tĩnh tâm đợi đối tượng. Không bao lâu sau, có người tiến vào. Nhưng, đó không phải Mộng Điệp mà là một bóng đen, phụt qua một tiếng rồi biến mất. Triệu Bân nhìn thấy rất rõ, đây là thanh niên áo đen đã đuổi giết mình trước đó, không biết hắn ta đã dùng bí thuật gì mà lại trốn được vào bên trong một cái cây già cỗi, dù dùng thiên nhãn cũng khó phát hiện tung tích. Tên này cũng thích Mộng Điệp sao? Triệu Bân nhủ thầm, trong lòng cảm thấy suy đoán này của mình rất đáng tin. Vèo. Gió nhẹ thổi qua, lại có một người xông vào, cũng mặc trang phục đi đêm. Lần này, cả Triệu Bân và thanh niên áo đen đều thấy rõ. Là Nghiêm Khang, mục đích của tên này cũng dỡ môn một, Hoa Đồ đã quấy rối hắn ta như vậy thì người khiến ta khó chịu, ông đây cũng không để người hài lòng còn muốn một đêm xuân tiêu à. Xuân với trà tiêu này. Dưới ánh trăng, trong khoảng sân không người lại là nơi ẩn giấu ba kẻ, một kẻ có thiên nhãn bên mắt trái, một kẻ có thiên nhãn bên mắt phải, một kẻ có cả đôi thiên nhãn. Trong đó có một tên ở dưới lòng đất, một tên núp sau núi giả, một tên trốn trong thân cây, tất cả đều đang ôm cây chờ thỏ, đều có mục đích của mình, đều có âm mưu riêng. Ba người ẩn núp vô cùng bí mật. Trừ Triệu Bân đã tới trước đó, hai người khác, đều không hay biết gì. Thế này thì, khó làm rồi. Triệu Bân hít sâu một cái, có quỷ mới biết sao trong cái sân như cái lỗ mũi thế này lại náo nhiệt như vậy vào lúc nửa đêm nửa hôm. Có hai tên kia ở đây, hắn khó ra tay lắm. Giờ hắn lại muốn rời khỏi đây, ngày khác lại tới, nhưng điều xấu hổ chính là hắn đang không biết chạy ra bằng cách nào. Nếu hắn chỉ động đậy chút thôi, có lẽ Nghiêm Khang sẽ không phát hiện nhưng thanh niên áo đen chắc chắn sẽ nhìn thấy, cặp thiên nhãn quỷ dị kia rất huyền diệu. Hay. Ở trong sân này mà vẫn có thể nghe thấy tiếng khen ngợi ở Túy Mộng Lâu. Triệu Bân đợi lâu lắm mà cũng không thấy Mộng Điệp trở về. Ngược lại Nghiêm Khang là kẻ không chịu nổi sự cô đơn nên hắn ta lại nhảy ra ngoài một hồi. Tên này chui ra làm gì thế? Tất nhiên là đào bẫy gài Hoa Đô rồi. Hắn ta chôn vài tấm bùa nổ ở đình nghỉ mát. Xong việc, hắn ta lại lẻn vào trong tòa nhà. Dán thêm vài tấm bùa nổ ở mặt dưới giường Mộng Điệp. Không khó tưởng tượng ra, vào cái đêm nồng nàn nồng nhiệt kia, hình ảnh giường bị nổ bay lên trời sẽ đẹp mắt cỡ nào. Nghĩ thế, Nghiêm Khang còn không nhịn được mà bật cười. Hắn ta cười, Triệu Bân thấy rõ, thanh niên áo đen cũng nhìn ra. Tên nhóc này sao mà láo cá thế, có mấy tấm bùa nổ này, dù muốn ngủ thì cũng không yên. Nhưng chuyện này phải làm gọn gàng. Ít nhất thì Triệu Bân cũng nghĩ, Hoa Đồ bị nổ đến thê thảm thì hắn có nên bổ thêm một đao không? Trên thực tế, Nghiêm Khang cũng đang nghĩ tới điều này nên chưa đi. Sự thật là thanh niên áo đen cũng ôm suy nghĩ đó, hắn ta tới vì Hoa Đồ. Có ba nhân tài này ở đây, Hoa Đồ bình yên được mới là lạ. Hay lắm! Cùng với những chàng pháo tay, bài hát trên sân khấu của Túy Mộng Lâu đã kết thúc. Mộng Điệp cuối cùng cũng bước ra khỏi sân khấu, chào người xem rồi quay lưng bỏ đi, nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt cũng biến mất.
cô ta chỉ đi thẳng một đường ngang qua sân khấu. Công tử, mời. Tú bà cười ha hả, vị công tử mà bà ta vừa gọi tất nhiên là Hoa Đô. Hắn đã tiêu hết 35 vạn lượng, sao có thể không có đặc quyền được? Chẳng hạn như đặc quyền cùng Hoa Khôi uống rượu ngắm trăng. Rồi sau đó thì lại cùng nhau trải qua một đêm xuân tiêu vậy. Ừm. Hoa Đô khẽ nói một tiếng, phe phẩy chiếc quạt gấp rồi đi theo bà ta. Đừng nhìn tên nhãi này bề ngoài giống chó mà lầm tưởng. Thực chất hắn ta chính là một con sói đội lốt người. Thành thật mà nói, ta cũng chẳng ưa hắn ta chút nào. Phía sau lưng hắn ta có rất nhiều người đang thầm mắng chửi. Bọn họ đều chỉ là mấy cây cải mềm, không thể nào đấu lại hắn ta. Cho nên mới nói, có tiền thật tốt, nếu như bọn họ có nhiều tiền như hắn ta thì bọn họ cũng sẽ tiêu tiền như nước. Cánh cửa tiểu viện cuối cùng cũng mở ra. Một vài nha hoàn bước vào đầu tiên, theo sau là Mộng Điệp. Mấy nha hoàn đều xách theo một xô nước trong veo với những cánh hoa bên trong, hiển nhiên là bây giờ Hoa Khôi phải tắm rửa. Chuyện này không tốt đâu. Triệu Bân, trốn trong lòng đất, bất động. Trong lúc đó, hắn cũng liếc nhìn Nghiêm Khang đang trốn trong hòn non bộ, ánh mắt sáng rỡ. Đúng vậy, nếu như không có Hoa Đô làm phiền thì đêm nay người được một đêm tiêu sái phong lưu phải chính là Nghiêm Khang. Không nhìn hắn ta nữa, Triệu Bân lại liếc nhìn cây cổ thụ. Thanh niên áo đen đang trốn ở trên cây, ánh mắt bình tĩnh hơn rất nhiều, tựa hồ không quan tâm đến nữ sắc, cũng không quan tâm đến Mộng Điệp. Điều này khiến Triệu Bân cũng được yên tâm phần nào. Mục tiêu của hắn ta không phải Mộng Điệp là được rồi, Triệu Bân hiện tại đang bị thương nặng, thật sự không thể đối phó với thanh niên áo đen kia. Tú bà cũng đã tới rồi, bà ta đang dẫn Hoa Đô tiến vào. Trong chớp mắt, ánh mắt của Nghiêm Khang lạnh như băng, trong mắt thanh niên áo đen cũng lóe lên một tia sắc bén. Triệu Bân có thể thấy rõ Nghiêm Khang cũng không ưa gì Hoa Đô. Hắn cũng thấy dường như thanh niên áo đen có thủ oán với Hoa Đô, đây là một chuyện tốt, có lẽ bọn họ còn có thể hợp tác. Bởi vì hắn cũng có thủ oán với Hoa Đô. Cũng giống như Nghiêm Khang, Hoa Đô đã không ít lần tính kế với Triệu gia. Nếu như có thể, hắn không ngại phối hợp với thanh niên áo đen tiêu diệt hắn ta. Công tử, hãy sớm nghỉ ngơi. Nụ cười của Tú bà vẫn nịnh nọt như cũ, chắc chắn bà ta đã nhận được không ít tiền thưởng. Sau khi dẫn Hoa Đô vào xong, bà ta liền đóng cửa tiểu viện lại, trước khi đi còn liếc nhìn Mộng Điệp một cái, ngụ ý rất rõ ràng, vị công tử này không tầm thường, người hầu hạ cho tốt vào. Mộng Điệp không trả lời, cô ta đương nhiên hiểu ý. Đây cũng là số phận của cô ta rồi, những người như cô ta chỉ là công cụ để kiếm tiền, phục vụ Hoa Đô cho tốt là nhiệm vụ của cô ta đêm nay, cô ta không được cãi lời, cũng không thể cãi nổi. Đây là số phận rẻ mạt của cô ta, trong mắt người đời, bồi ngủ cho người khác chính là những gì mà cô ta phải làm. Thiếu chủ, ba vị trưởng lão cũng đi theo vào, một tấc cũng không rời. Mấy trưởng lão của tộc ám dạ này dường như còn muốn ở bên ngoài phòng nghe ngóng gì đó. Đi ra ngoài chờ. Hoa Đô thản nhiên nói, hắn còn phải trải qua một đêm xuân, sao có thể để cho người khác quấy rầy. Ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Muốn nói lại thôi, đành phải rời khỏi tiểu viện, cả ba cũng không nhận ra trong vườn có ba người khác đang ẩn nấp, và đều đang nghĩ cách xử lý thiếu chủ nhà mình. Tiểu mỹ nhân, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Hoa Đô cười tà, một tay cầm chiếc quạt gấp đang đóng lại, nhẹ nhàng nâng cầm Mộng Điệp lên, như thể đang đánh giá một bức họa. Hắn ta chiêm ngưỡng dung nhan của Mộng Điệp, ánh mắt tràn đầy sự dâm dục, vô cùng bẩn thỉu xấu xa, hay nói cách khác. Hắn ta đã không thể kiềm nén được thú tính trong người nữa, bởi vì cô gái này thật sự quá đẹp. Công tử đừng vội, để nô gia đi tắm trước đã. Mộng Điệp khẽ cười, tiếng cười nghe rất kịch, vô cùng gượng ép. Cô ta chỉ là một kỹ nữ, cô ta phải tự nhìn nhận rõ thân phận của mình, cho dù không muốn thì cũng phải mỉm cười, mỗi người có một cuộc đời khác nhau, cô ta đã lưu lạc hồng trần, cuộc đời này của cô ta đã định sẵn sẽ ti tiện cả đời. Vậy ta ở trong phòng chờ nàng. Hoa Đô nhếch miệng cười, miễn cưỡng đi thẳng lên lầu. Súc sinh, Nghiêm Khang thầm mắng. Súc sinh, thanh niên áo đen cũng thầm mắng. Súc sinh, Triệu Bân cũng thầm mắng. Từ đầu tới giờ chỉ có lúc này là cả ba người đang ẩn nấp trong tiểu viện hợp ý nhau tới như vậy.
nếu không phải tình cảnh không đúng lúc, thì có lẽ bọn họ đều đã nhảy ra quần công hoa đô rồi. Hắt xì. Người xưa nói rất đúng, khi đang có ai nghĩ tới mình thì sẽ luôn có một số dấu hiệu. Như hoa đô vừa bước lên lầu là đã hắt xì một cái, hơn nữa còn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Mộng Điệp tự cười nhạo mình rồi đi sang phòng bên. Phòng bên có một bồn nước đầy, bên trong có những cánh hoa đủ màu đã được rửa sạch, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, muốn hầu hạ vị đại gia kia thì phải thơm tho sạch sẽ, một đêm xuân tiêu đáng giá 35 vạn lượng, không biết nên cảm thấy may mắn hay là bi ai. Cô ta cởi y phục, cẩn thận bước vào bồn tắm rửa. Sợ là đêm nay qua đi, muốn tắm cỡ nào cũng sẽ không thể sạch sẽ nữa. Thật thơm. Hoa Đô đã vào phòng của Mộng Điệp, nằm trên giường của Mộng Điệp. Căn phòng tràn ngập hương thơm của phụ nữ, giống như một liều thuốc gây nghiện khiến cho hắn ta muốn dừng cũng không được, dường như còn có một ngọn lửa hừng hực đang xông lên não của hắn ta, thú tính dần dần bộc phát, sắp không nhận thức được gì nữa. Hắn ta tất nhiên không biết ở dưới giường có dán mấy lá bùa nổ, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Trong một thời gian dài cũng không có ai niệm chú kích nổ. Nghiêm Khang thì đang bận theo dõi phòng bên cạnh, tâm trạng vô cùng háo hức, bởi vì ban đêm qua cửa sổ hắn ta có thể nhìn thấy bóng lưng Mộng Điệp đang tắm rửa, nhẹ nhàng lay động bọt nước. Hoa Đô khốn nạn, tại sao không phải là hắn ta chứ? Người đâu? Thanh niên áo đen không thể ngồi yên, Triệu Bân cũng thầm mắng trong lòng. Người dán bùa nổ, rồi nổ mất xác luôn rồi sao? Tiểu mỹ nhân, còn chưa tắm xong sao? Giọng của Hoa Đô vang khắp tiểu viện. Tên nhãi đó đã không đợi được nữa rồi, ngoại trừ cái quần hoa thì trên người hắn ta đã không còn một mảnh vải nào khác nữa. Hắn ta không nói thì tốt rồi, Mộng Điệp còn chưa đáp lại thì đã đánh động Nghiêm Khang, con mợ nó, ngươi không lên tiếng thì ông đây cũng đã quên mất, bùa nổ dán dưới giường đâu rồi. Tiểu mỹ nhân, còn... ầm. Hoa Đô còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang bởi những tiếng ầm ầm. Nghiêm Khang cuối cùng cũng đã tập trung vào chính sự, bùa nổ dán dưới giường đều đã được kích nổ, bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp, cả tòa lầu đều bị thổi bay, thiếu chủ tộc ám dạ đang ngồi trên giường cũng bị nổ bay lên trời. Chuyện này. Đầu của Hoa Đô ong ong, hắn ta đã bị nổ đến ngu người. Làm tốt lắm. Thanh niên áo đen thầm tán thưởng. Làm tốt lắm. Triệu Bân cũng giơ ngón cái lên. Từ bên dưới nhìn lên trời có thể thấy rõ Hoa Đô đang trần trụi, thật không còn gì để nói, trên người của hắn ta chỉ còn lại một cái quần lót hoa, cơ thể thì bị nổ tóe máu giàn giụa. Vèo. Người hung hăng nhất chính là Nghiêm Khang. Hắn ta ẩn nấp ở trong hòn non bộ, ngay khi Hoa Đô bị nổ bay thì hắn ta đã vác theo Lang Nha Bổng lao tới, một bước đạp lên mái hiên bay lên không trung, đánh cho Hoa Đô chưa kịp rơi xuống đất thì đã bay ra xa. Phụt. Hoa Đô giống như bao cát, bay từ lầu cát ra ngoài phố lớn. Mẹ kiếp, đừng đánh ra xa như vậy chứ. Thanh niên áo đen thầm mắng. Ngay sau đó Nghiêm Khang lại lao ra ngoài phố, muốn giết chết Hoa Đô. Đánh ra xa như vậy làm gì? Triệu Bân sắp phóng ra đánh cũng giật giật khóe miệng, sau đó mới ẩn nấp trở lại. Hắn ta đã bị nổ bay lên trời rồi mà còn không giết ngay. Tại sao ngươi không dùng kiếm mà lại đi dùng Lang Nha Bổng? Ồ, vẫn còn có người khác. Nghiêm Khang đang phóng ra ngoài phố thì đột ngột quay đầu nhìn lại. Ẩn thân hơn nửa đêm mà hắn ta vẫn không thể biết ở trong vườn còn có người thứ hai ẩn nấp. Cũng may Triệu Bân ẩn mình lại rất nhanh, nếu không Nghiêm Khang đã nhận ra bên trong tiểu viện đêm nay thật sự là ngọa hổ tàng long. Nói tóm lại, Nghiêm Khang dùng Lang Nha Bổng đánh Hoa Đô bay ra xa. Điều này đã khiến cho thanh niên áo đen và Triệu Bân rất lúng túng. Thiếu chủ. Ba trưởng lão tộc ám giả canh giữ ngoài vườn cũng cùng nhau nhảy vào. Bọn họ vốn muốn vào trong tiểu viện để canh giữ, nhưng lại bị thiếu gia đuổi ra ngoài vườn vì sợ bị ảnh hưởng đến đêm xuân của mình, cho nên chuyện này mới có thể xảy ra được. Có trời mới biết trong vườn còn có kẻ khác đang ẩn nấp. Cũng chỉ có trời mới biết dưới giường có dán bùa nổ. Mộng Điệp cũng bước ra ngoài, vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta đang tắm rửa thì nghe thấy tiếng ầm ầm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sau khi cô ta bước ra thì ba trưởng lão tộc ám dạ đã chia làm ba hướng truy đuổi ra ngoài, một người đi tìm Hoa Đô,
một người đuổi theo thanh niên áo đen, một người đuổi theo Nghiêm Khang. Chuyện gì vậy? Những người trong Túy Mộng Lâu cũng bị đánh thức, và một đám đông đã chạy tới. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng ở trong vườn thì nét mặt của ai cũng trở nên khó coi, Túy Mộng Lâu ở trong thành Minh Nguyệt này có hậu thuẫn rất mạnh, trước giờ chưa từng có ai dám khiêu khích, hôm nay lại có kẻ thật sự dám làm điều đó hay sao? Trong lòng đất, Triệu Bân không dám phát ra tiếng động. Có rất nhiều người đã kéo đến, và nhiều người trong số họ là những võ tu cảnh giới địa tạng. Cũng may là hắn trốn đủ sâu, cho nên chưa có cao thủ nào phát hiện ra hắn. Đuổi theo cho ta. Mấy tên bảo vệ Túy Mộng Lâu quát lớn, chia thành hai phe đuổi giết. Biết bao nhiêu năm nay đây mới là lần đầu tiên có kẻ dám tới gây sự ở Túy Mộng Lâu, bọn họ cũng muốn xem thử là kẻ nào to gan đến thế. Tiểu viện dần dần cũng trở nên vắng lặng. Mộng Điệp vẫn đang quấn khăn tắm, ngây ngẩn không hiểu gì. Đến tận bây giờ cô ta mới biết ở trong vườn còn có người ẩn nấp, hơn nữa còn không chỉ có một. Chuyện này thật đáng sợ, khiến cho người ta trở tay không kịp. Nếu như lúc nãy cô ta không đi tắm mà đã lên giường thì chẳng phải cô ta cũng đã bị nổ bay rồi hay sao, tình hình lúc đó của cô ta sẽ còn đáng xấu hổ hơn lúc này rất nhiều. Thực ra thì Nghiêm Khang không muốn hại cô ta, hắn ta chỉ muốn xử lý Hoa Đô mà thôi. Nhìn chung thì tối nay mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, vì Mộng Điệp đi tắm nên cô ta và Hoa Đô mới bị tách ra, nếu cô ta lên giường thì Nghiêm Khang thực sự không thể kích nổ được, bởi vì cô ta chính là một tiểu mỹ nhân, hắn ta vẫn rất thương Hoa Tiếc Ngọc. Triệu Bân muốn đi ra, nhưng vẫn cố kìm lại. Dường như có một luồng khí tức khác đang mơ hồ bộc phát trong bóng tối, nhưng không hề để lộ ra ngoài. Chờ, hắn còn phải chờ. Chờ mọi thứ qua đi thì hắn mới có thể nói chuyện với Mộng Điệp về chiếc vòng cổ. Ở đây thì yên tĩnh nhưng ngoài phố thì rất náo nhiệt. Ban đêm ở thành Minh Nguyệt vốn rất ồn ào, nay lại đột nhiên có thêm một tiếng nổ lớn, rồi sau đó lại có một người từ trên trời rơi xuống. Người ngoài phố không nháo nhào lên mới là lạ, chủ yếu còn là vì người vừa mới rơi xuống kia chỉ mặc có mỗi một cái quần lót trên người. Nhìn quen quá. Gã trước đó đã từng tiêu 35 vạn lượng ở Túy Mộng Lâu, có phải là gã này không? Nhìn thoáng qua hình như đúng là hắn ta. Khắp nơi không thiếu những kẻ nhàn rỗi đang tám chuyện. Hoa Đô rơi xuống đất thì đã ngất đi, lúc này hắn dường như đã trở thành một con khỉ, những người tụ tập ở đó chính là những người đến xem khỉ, họ nhận ra hắn ta là ai, có người còn bước tới lột tấm mặt nạ ra người của Hoa Đô lên, để lộ bộ mặt thật của Hoa Đô. Hoa Đô, có không ít người nhướng mày. Hoa Đô là ai, có người khó hiểu hỏi. Thiếu chủ, tộc ám dạ. Ồ. Sau đó, tiếng tặc lưỡi vang lên không ngớt. Xem đi, khó trách hắn ta lại có nhiều tiền đến vậy, hóa ra là thiếu chủ của tộc ám dạ. Trước đó hắn ta ở Túy Mộng Lâu nổi bật như thế, vung tay xuất ra 35 vạn lượng, nghiễm nhiên đã trở thành một giai thoại. Chỉ có điều, lúc đó hắn ta là giai thoại. Còn bây giờ hắn ta chính là một trò cười. Tận 35 vạn lượng đó. Một đêm xuân như vậy mà lại thành ra bị nổ tung bay ra đây. Là người nào làm thế, làm tốt lắm. Hoa Đô phát hỏa, tộc ám giả cũng phát hỏa, đường đường là thiếu chủ gia tộc mà lại chạy tới Thanh Lâu, hơn nữa còn tiêu hoang tận 35 vạn lượng. Chuyện này mà truyền đến gia tộc thì chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Chuyện này nếu truyền ra khắp đại hạ thì tiếng xấu của hắn ta sẽ càng vang dội hơn, sau này sẽ không có ai là không biết tới hắn ta. Thiếu chủ. Các trưởng lão của tộc ám dạ đến và giải tán đám đông. May mắn thay, dù bị thương nặng nhưng Hoa Đô vẫn giữ được mạng, hơn nữa hắn ta cũng đã tỉnh. Giúp ta đến Túy Mộng Lâu. Đây là câu đầu tiên Hoa Đô nói sau khi tỉnh lại. Đây cũng là điều duy nhất mà tên nhãi này nói sau khi tỉnh lại, nói xong hắn ta liền ngất đi tiếp. Kẻ có tâm tính như vậy thật sự rất hiếm thấy đó. Người đứng xem xoa tay, vuốt râu, lời nói thấm thía, thiếu chủ tộc ám giả đã bị nổ đến ngu người, bị thương khắp cơ thể như vậy, thế mà còn muốn tiếp tục đêm xuân, muốn cùng Mộng Điệp đại chiến 300 hiệp, với trạng thái này thì hắn ta có thể làm được gì trên giường chứ? Tránh ra! Trưởng lão tộc ám giả quát lớn, mang Hoa Đô đi khỏi đám đông. Gương mặt của mấy vị trưởng lão đã không còn bình thường nữa,
mặt ai nấy cũng đỏ bừng bừng, không biết là do tức giận hay là do quá xấu hổ, bởi vì thiếu chủ nhà bọn họ chính là thể diện của gia tộc, chỉ trong một đêm đã bị bôi đen, trở thành một tên vô sỉ. Mọi người đều biết hắn ta đã tiêu rất nhiều tiền ở Thanh Lâu, lúc đầu tình hình cũng không tệ đến thế, hắn ta cũng đã trở thành một giai thoại ở đây, nhưng tất cả đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, nhanh chóng biến hắn ta trở thành một trò cười cho thiên hạ. Chỉ có điều, lần này bọn họ khó thoát khỏi trách nhiệm. Túy Mộng Lâu cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Bọn họ nên kiểm tra khu vườn bên ngoài từ trước, ngoài đó có hai kẻ ẩn nấp thế mà chẳng có người nào hay biết. Sảng khoái. Đứng một góc trong đám đông, Nghiêm Khang sảng khoái cười. Thiếu chủ tộc Huyết Ưng đúng là có bản lĩnh, bỏ trốn rất nhanh, sảng khoái thoát thân. Để xử lý Hoa Đô, hắn ta đã bỏ ra một cái giá không nhỏ để mua đống bùa nổ cao cấp đó. Điều khiến cho hắn ta cảm thấy tiếc nuối duy nhất chính là vẫn chưa giết được Hoa Đô, chỉ trách hắn ta đã chọn vũ khí không tốt. Trong tình huống đó hắn ta đã quá nóng vội. Thay vì lấy ra lang nha bổng thì hắn ta nên lấy ra một thanh đao mới đúng. Chỉ có điều như vậy cũng đã rất tốt rồi, đã đủ để cho Hoa Đô và tộc ám dạ phải bẽ mặt. Một cơ hội tốt biết bao nhiêu. Thanh niên áo đen cũng đã thoát thân, đang đứng từ xa theo dõi. Qua sự việc này đã chứng tỏ được chuyện chọn địa điểm quan trọng như thế nào, hắn ta chọn cây cổ thụ quá xa Lầu Các, hòn non bộ mà Nghiêm Khang chọn lại gần Lầu Các hơn. Nếu như họ đổi vị trí cho nhau thì có lẽ giờ này Hoa Đô đã xuống đi dạo ở Quỷ Môn Quan rồi. Cũng chỉ có thể trách hắn ta, trước khi tới hắn ta nên chuẩn bị thêm vài lá bùa nổ, lại còn thiên nhãn của hắn ta nữa, nếu như không phải thiên nhãn đã bị tiêu hao năng lượng thì chuyện cũng sẽ không kéo dài phiền phức như vậy. Thiếu chủ ám giả. Đi Thanh Lâu mua vui. Bị nổ. Thành chủ Thành Minh Nguyệt khi nghe báo cáo lại thì không thể nhịn được cười. Năm nào cũng xảy ra những chuyện thú vị, nhưng năm nay thì đặc biệt nhiều, nghe nói Hoa Đô ở thành Vong Cổ thắng được một viên đan thiên võ, không ngờ lúc hắn ta tới thành Minh Nguyệt lại gây ra động tĩnh còn lớn hơn thế nữa. Dưới áp lực từ các phía, thành chủ cũng phải quan tâm đến chuyện này một chút. Thành Minh Nguyệt nhanh chóng bị đóng cửa, dù sao cũng phải tìm cho ra hung thủ. Theo như thành chủ thấy thì Hoa Đô bị nổ là đáng đời, người quá ngông cuồng tất nhiên sẽ có ngày bị quả báo. Với lại, không có thanh niên tốt đẹp nào mà lại không lấy được vợ, phải đi mua vui ở Thanh Lâu, sau đó còn cho thiên hạ đều biết cả. Hoa nhà không thơm bằng hoa dại. Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh vừa nhàn nhạt nói vừa lật xem một cuốn sách cổ. Thế là trước khi bước ra khỏi nhà, thành chủ Thành Minh Nguyệt đã đạp ông ta một cái. Dám đi Thanh Lâu, đạp chết ông. Tiểu viện bên trong Túy Mộng Lâu đã trở thành một đám lộn xộn. Mộng Điệp đã thay quần áo, đứng trong đình nghỉ mát lặng lẽ ngắm sao. Vèo. Triệu Bân lập tức từ dưới đất chui ra, hắn đã quá mức ngạt thở rồi. Mộng Điệp quay đầu lại, bất giác lùi lại một bước, đôi lông mày xinh đẹp cau lại. Thì ra trong vườn không chỉ có hai người ẩn nấp, mà có tận ba người. Chỉ là lúc này kẻ thứ ba mới xuất hiện, dũng khí của hắn thật sự phi thường, không biết hắn có lai lịch như thế nào, cô ta cũng không la lên. Đêm đã quá sâu, cô ta không muốn gây thêm rắc rối. Chủ yếu còn là vì cô ta cũng nhận ra Triệu Bân. Lúc cô ta nhảy múa trên sân khấu, Triệu Bân chính là người có ánh mắt tĩnh lặng nhất. Đúng như cô ta đoán, Triệu Bân này không đơn giản, có khả năng tránh được sự tra xét của cảnh giới địa tạng cũng đủ chứng tỏ hắn phi thường. Công tử, là ai? Mộng Điệp thì thầm nhẹ nhàng. Khách qua đường, Triệu Bân cười, nói tiếp. Ta tới đây chỉ muốn hỏi một chút, cô có bán vòng cổ hay không? Vòng cổ gì? Mộng Điệp không khỏi mỉm cười, không thể không liếc nhìn Triệu Bân thêm vài lần nữa. Vị công tử trước mặt đây thật đúng là một người thoát tục mới lạ, hơn nửa đêm còn chạy tới Thanh Lâu trốn ở đây từ lúc nào, thế nhưng không phải tới để mua vui mà là tới để mua đồ, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc sẽ chẳng có ai tin. Cô ta còn có chút hoài nghi. Triệu Bân này rốt cuộc là do không cảm thấy hứng thú với người đẹp hay là do cô ta còn chưa đủ đẹp? Lúc cô nhảy múa có đeo một chiếc vòng cổ, Triệu Bân cười đáp. Mộng Điệp không nhìn hắn nữa, cô ta lấy ra một chiếc vòng cổ trên tay, chiếc vòng cổ như phản chiếu những vì sao lấp lánh, đặc biệt là viên tinh thạch trên đó có độ sáng tối rất kỳ dị, mơ hồ còn có thể thấy một tia mây mù đang bao phủ lấy nó.
Triệu Bân lúc này ôm bụng dưới. Khoảng cách gần quá khiến cho hạt giống tạo hóa của hắn run rẩy vô cùng, chỉ muốn ủa hết ra ngoài. Mộng Điệp trầm mặc không nói, cô ta đang xem xét chiếc vòng cổ, Triệu Bân liều mạng ẩn nấp lại đây chỉ vì chiếc vòng cổ này, khiến cho cô ta bất giác nghĩ rằng đây là một bảo vật rất phi thường, nhưng lại không nhìn ra manh mối. Giá cả rất dễ thương lượng, Triệu Bân cười nói. Ta không cần tiền, Mộng Điệp lắc đầu nhẹ nhàng. Bí thuật, công pháp, Triệu Bân ngập ngừng hỏi, chỉ cần hắn có thể thì hắn sẽ đổi hết. Ta cũng không muốn những thứ này. Vậy thì cô, ta chỉ muốn một lời hứa từ công tử. Lời hứa? Đưa ta đến một nơi, Mộng Điệp nói. Nơi nào, Triệu Bân hỏi, chuyện này phải nói rõ, đừng đi tới núi đao biển lửa là được. Sông Vong Xuyên, quê hương của ta. Khi Mộng Điệp nói ra điều này, ánh mắt của cô ta lại có chút mông lung. Ngoài ra, còn có một loại hoài niệm dịu dàng không hề che giấu, đã rất nhiều năm cô ta không về nhà. Sông Vong Xuyên. Triệu Bân lẩm bẩm, khẳng định chưa từng nghe nói qua nơi này. Sau một lúc, hắn lại nhìn Mộng Điệp nói, đưa cô về nhà, đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản lắm sao, Mộng Điệp cười và hỏi ngược lại. Cũng không đơn giản như vậy, Triệu Bân ho khan một tiếng, trầm ngâm suy nghĩ. Quả thực không đơn giản, nếu như có thể về nhà thì Mộng Điệp đã sớm đi rồi, nguyên nhân không khó để tưởng tượng, Túy Mộng Lâu chắc chắn sẽ không buông tha cho một hoa khôi như cô ta. Nói thẳng ra, nếu như ai dám mang Mộng Điệp đi thì chắc chắn sẽ bị đuổi giết, cũng tính là đã ra mặt chống đối Túy Mộng Lâu. Thanh Lâu này cũng không đơn giản như bề ngoài. Ít nhất thì hắn cũng đã quan sát thấy cường giả ở trong Thanh Lâu này nhiều như mây, nội tình thâm sâu khó lường. Bị Túy Mộng Lâu nhắm trúng, nếu trốn thoát được thì không sao, nhưng nếu không trốn thoát được thì sẽ thê thảm. Với tình trạng hiện tại, một mình hắn chạy trốn đã khó chứ đừng nói đến việc mang theo Mộng Điệp, khó khăn đó lớn đến mức nào chứ. Tuy nhiên, vì chiếc vòng cổ bí ẩn này, hắn có liều mạng cũng xứng đáng, chỉ cần hắn có thể lập nên một kế hoạch đủ tốt thì hắn sẽ có khả năng trốn thoát, nhưng khả năng cũng không lớn. Hắn còn nghĩ tới chuyện chuộc thân cho Mộng Điệp, nhưng xem ra con đường này so với việc chạy trốn còn khó khăn hơn. Một đêm xuân của cô ta đáng giá 35 vạn lượng, cô ta chính là một cái cây hái ra tiền, chắc chắn Túy Mộng Lâu sẽ không để cho cô ta rời đi. Còn có một cách khác, đó chính là đi hù dọa người ta bằng khí thế thiên võ. Càng nghĩ thì lại càng thấy mức độ nguy hiểm trong chuyện này rất cao, nếu như bị phát hiện thì hắn sẽ chết không có chỗ chôn, có thể dùng phương pháp này nhưng không thể lấy nó làm kế hoạch chính, chỉ được sử dụng khi cấp bách mà thôi. Nếu như công tử đồng ý thì công tử có thể mang nó đi, Mộng Điệp lắc lắc chiếc vòng cổ giữa không trung rồi đưa cho hắn. Ta cần 3 ngày chuẩn bị, Triệu Bân nói, dù sao thì đây cũng là một cuộc chạy trốn sinh tử. Được, cô không sợ ta cầm nó rồi bỏ chạy luôn sao, Triệu Bân cười, cầm lấy chiếc vòng cổ. Nếu quả thực như vậy thì xem như ta tặng nó cho công tử đi, Mộng Điệp nở một nụ cười nói. 3 ngày sau ta sẽ tới đón cô. Triệu Bân mỉm cười rồi biến mất vào đêm tối như một bóng ma. Mộng Điệp nhìn về hướng hắn rời đi, không nhúc nhích hồi lâu, cô ta tin tưởng Triệu Bân, lần đầu tiên khi nhìn thấy ánh mắt của Triệu Bân từ trên sân khấu. Cô ta đã tin hắn, cô ta ở đây lâu lắm rồi, đã gặp qua vô số người, cô ta tin rằng mắt nhìn người của mình vẫn rất chính xác. Bên này, Triệu Bân đã ra ngoài phố, trà trộn vào đám đông. Ngay cả nửa đêm thì ngoài phố vẫn rất náo nhiệt. Đầu đầu cũng nhìn thấy thị vệ mang theo đại đao, chắc là đang đi chóc nã hung thủ, cũng có không ít tiếng xì xào bàn tán về thiếu chủ tộc ám dạ, vung tay xuất ra 35 vạn lượng mua vui ở Thanh Lâu nhưng lại bị nổ bay ra ngoài phố, trên người chẳng có mảnh vải che thân. Hoa Đô tuy còn sống nhưng cả tộc ám dạ của hắn ta cũng phát hỏa, kẻ tới xem náo nhiệt không ít, tiếng xấu đồn xa. Triệu Bân vừa đi vừa nghe suốt đoạn đường. Hắn là người giỏi tưởng tượng, có thể tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó. Đáng tiếc là hắn vẫn chưa giết được Hoa Đô, nếu như không phải Nghiêm Khang hành sự lỗ mãng thì chắc chắn thanh niên áo đen cũng đã giết được Hoa Đô rồi. Thanh niên áo đen chưa thể giết được Hoa Đô, cho nên vẫn còn dịp cho hắn trả thù. Hiếm khi mới có cơ hội ngàn năm có một, đáng tiếc, cả ba người mai phục cũng không thể giết chết được mục tiêu, chỉ trách bọn họ chọn chỗ ấn nấp không tốt, mà Túy Mộng Lâu cũng có không ít cao thủ, hơn nữa ba trưởng lão của tộc Am gia cũng không hề tầm thường. Bọn họ không đờ cường giả của Túy Mộng Lâu nhận xa bản thân.
lúc này không giết được Hoa Đô Dít Ghen Sa ế, khác để đoạt mạng hắn ta. Trong khi lẩm bẩm, hắn đã bước vào một quán trọ. Hừm. Vừa bước vào, hắn đã nghe thấy tiếng hừ nhẹ. Bà cô Tịch Linh cũng ở quán trọ này, nửa đêm đói bụng, định đi ăn cơm sao? Ở một cái bàn cách đó không xa, đám người Diệp Thanh Sơn cũng có mặt, bọn họ đều là đại lão gia, sau khi xong việc, trả công, thu tiền thì mới có thời gian để thả lỏng, tất cả đều rất hào sảng, uống rất nhiều. Tịch Linh đã chạy tới, liếc mắt nhìn Triệu Bân nói, kẻ kích nổ không phải là ngươi đó chứ? Lời này nói ra người ngoài có thể không hiểu, nhưng Triệu Bân thì có thể hiểu, Tịch Linh chắc là đã biết hắn đi tìm Mộng Điệp, có lẽ cũng đã biết Hoa Đô bị nổ bay ra phố. Động tĩnh lớn như vậy, muốn không biết cũng không được. Không phải. Triệu Bân thành thật trả lời. Tịch Linh liếc mắt nhìn Triệu Bân, lại nói, vậy thì xem như ngươi may mắn. Lần sau gặp lại. Triệu Bân nhanh chóng rời đi, chỉ muốn tập trung nghiên cứu chiếc vòng cổ. Tịch Linh phồng má lên, đêm đã khuya cũng không ngăn được ngươi đi dạo phố. Cách đó không xa, mấy người Diệp Thanh Sơn đều mỉm cười lắc đầu. Bọn họ làm sao không biết tâm ý của cô gái nhỏ, nhưng mà tên tiểu võ tu kia chỉ là khách qua đường, lai lịch bí ẩn, chắc chắn là còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Két. Triệu Bân vừa tới cửa phòng thì liền thấy cửa phòng bên cạnh mở ra, một thanh niên cũng bước ra ngoài, đó không phải là thanh niên áo đen hay sao? Đúng là có duyên, cùng nhau đến thanh lâu, cùng nhau đến tiểu viện của Mộng Điệp, không ngờ ngay cả trong quán trọ cũng ở trong hai phòng ngay cạnh nhau. Vị đạo hữu này, chúng ta hình như đã từng gặp nhau thì phải. Thanh niên áo đen nheo mắt lại, đặc biệt là con mắt bên phải còn đang lóe lên tia sáng kỳ dị. Một câu đạo hữu này của hắn ta khiến cho toàn thân Triệu Bân nổi da gà, hắn rất sợ kẻ này dùng tới ngọn lửa ma luân, khoảng cách gần như thế hắn tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Chưa từng gặp. Triệu Bân thản nhiên nói một câu rồi đẩy cửa phòng. Thanh niên áo đen khẽ cau mày. Hắn ta nhất định đã từng gặp qua Triệu Bân rồi, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Thiên nhãn bên phải của hắn ta sắp phục hồi rồi. Vào lúc cánh cửa bị đóng lại, ánh mắt của Triệu Bân cũng lóe lên. Đây không phải là một tin tốt. Đóng cửa phòng lại, Triệu Bân khoanh chân ngồi đó, lấy sợi dây chuyền ra. Dưới ánh nền bập bùng, hắn cứ xoay tới xoay lui xem, tập trung sự chú ý vào tinh thịch hình giọt lệ được treo nơi đó. Hạt giống tạo hóa đã run lên dữ dội vì thứ này, đến tận bây giờ vẫn giữ tình trạng đó. Bảo bối gì thế nhỉ, Triệu Bân khẽ nói. Hắn lấy tinh thạch xuống, giơ lên mắt trái xem. Tinh thạch trong suốt sáng ngời nhưng ngoài ánh sáng của nó thì chẳng còn gì thần kỳ, cẩn thận nhìn lại, bên trong giường như có mây mù lượn lờ, thi thoảng lại có làn khói bay lên, nhìn lâu thêm một chút tinh thần lại hoảng hốt. Nhìn thêm chút nữa, mắt trái lại đổ máu, nó đang bào mòn đồng lực của đôi mắt. Triệu Bân vội vàng xoay đi, nhìn mới có mấy lần đã tổn hại đồng lực, nó cũng quỷ dị quá ấy chứ. Suy nghĩ rất lâu sau đó hắn mới tìm ra được chút manh mối, có lẽ do đạo hành của hắn quá yếu kém, tinh thạch lại có cấp bậc rất cao, muốn nhìn xuyên qua nó thì bị cắn chả là chuyện hiển nhiên, cũng như lúc hắn muốn nhìn quan tài vua man vậy. Bóp nát nó đi. Đột nhiên có một giọng nói lọt vào tai khiến hắn đứng bật dậy. Giọng nói đó vọng đến từ một nơi xa xôi, không biết là ai nói, cũng chẳng biết là nam hay nữ. Mọi thứ trở nên quỷ dị hơn rất nhiều rồi, có ma quỷ gì ở đây ư? Soạt. Khi hắn đang hốt hoảng thì hạt giống tạo hóa lại chợt nhảy ra khỏi đan hải, đảo một vòng quanh tinh thạch, sau đó hắn nghe thấy tiếng răng rắc, tinh thạch lại vỡ vụn, những mảnh vỡ nhỏ dần rơi xuống rồi hóa thành tro bụi. Chỉ có vầng sáng màu xanh hòa vào hạt giống tạo hóa. Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong một cái nháy mắt. Khi Triệu Bân kịp phản ứng thì hạt giống của tạo hóa đã quay trở về đan hải của hắn. Thế nhưng hạt giống tạo hóa được vầng sáng xanh hòa vào đã có một sự thay đổi rất lớn so với trước đó. Nó xuất hiện một vết rạn khiến Triệu Bân chợt ngẩn người. Nguyệt Thần từng nói hạt giống tạo hóa này mất 500 năm mới mọc rễ. 500 năm mới nảy mầm, thế mà vầng sáng xanh đó lại có tác dụng thần kỳ đến thế ư. Hương. Hắn đang sững sờ thì mầm tạo hóa nhỏ đã run rẩy vươn lên. Sau đó là luồng sinh khí dồi dào mãnh liệt tuôn trào. Nhanh chóng hòa vào đan hải, chạy dọc theo tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Mỗi một ngõ ngách trong người,
thậm chí là từng lỗ chân lông cũng được tinh khí bao phủ, nhất là đan hải, chân nguyên cứ như biển rộng mênh mông, sóng to gió lớn đục vỡ nứt đan hải của hắn, khiến hắn phải hét lên một tiếng đau đớn. Ngoài ra còn có võ hồn, nó cũng không thoát khỏi sự kỳ diệu này, chỉ trong nháy mắt mọi thứ đã được thanh lọc tinh khiết đến mức tận cùng. Chưa hết, vì linh khí tuôn trào trong người khiến nội thương của hắn cũng được chữa trị chẳng còn tổn thương gì, không còn sự mệt mỏi, cả người dồi dào sức sống và cũng đẩy tu vi của hắn lên chân linh tầng cao nhất. Sự lột xác đó kéo dài đến một tiếng đồng hồ mới dần biến mất. Trồi tạo hóa yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm đó, khi thì run run lên như đang vui vẻ, mỗi lần nó run lên như thế thì lại có linh khí tuôn trào, đợt nào cũng nhiều như cơn đại hồng thủy. Phù! Triệu Bân thở hắt ta một hơi, cuối cùng cũng kiểm soát được. Dưới ánh nền, hắn nhìn vào trong khí lực, cũng dõi mắt nhìn khắp người, tất cả đều trở nên nóng bỏng, sống mười mấy năm trên đời. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sức mạnh của sinh mệnh dồi dào đến thế, khí lực và tinh lực là vô hạn khiến hắn bất giác nghĩ dù tu vi chỉ ở cảnh giới chân linh thì hắn vẫn đủ sức sống đến mấy trăm năm. Đó, chính là khí tạo hóa ư. Triệu Bân thì thào, nhìn lại thì đó chỉ là khí tức tuôn trào khi tạo hóa nảy mầm. Đó không phải là khí của tạo hóa. Nếu Nguyệt Thần tỉnh lại thì chắc sẽ trả lời hắn như thế. Khí tạo hóa thật sự có sức mạnh cực kỳ to lớn, còn tinh khí tràn ra khi tạo hóa nảy mầm, khí sinh linh đó chỉ là hơi thở của nó, có chứa một lượng nhỏ khí của tạo hóa mà thôi. Còn vầng sáng xanh kia thì hẳn một vật nghịch thiên nào đó, hơn nữa nó có tác dụng với tạo hóa. Lần dạo thanh lâu này không uổng công đi rồi. Triệu Bân cầm sợi dây chuyền, duyên phận là thứ không thể nói rõ thành lời, ai mà ngờ được trong thanh lâu lại chất chứa bảo bối như thế. Tạo hóa mọc rễ nảy mầm không nói, còn chữa khỏi nội thương cho hắn. Thế thì việc cứu Mộng Điệp thoát khỏi thanh lâu sẽ có xác suất thành công lớn hơn nhiều, ít nhất hắn có thể sử dụng hết sức chiến đấu. Nghĩ thế, hắn lại nhìn trồi tạo hóa. Chỉ mới mọc rễ nảy mầm thôi đã có tác dụng bá đạo đến thế. Nếu một ngày nào đó nó lớn thành cây thần tạo hóa, thì sức mạnh đó còn đáng sợ đến mức nào, cả Nguyệt Thần cũng xem trọng nó như thế. Nó lại lớn lên trong đan hải của hắn, đó là vinh hạnh to lớn tới mức nào. Sau này, chắc chắn sẽ còn rất nhiều cơ duyên. Rất lâu sau đó hắn mới thu thần, kéo bàn kéo ghế để dành ra một khoảng trống, sau đó dùng thuật thông linh. Mấy ngày rồi, không biết Đại Bằng đã khỏe chưa? Tiếc là thuật thông linh vẫn không có hiệu quả, rõ ràng nơi đó vẫn có một tấm chắn của lực lượng bí ẩn nào đó, thử rất nhiều lần vẫn thế, không biết tại sao. Hắn chỉ biết rằng Đại Bằng vẫn còn sống. Mong là ngươi không sao, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hắn lấy dụng cụ ra để vẽ bùa, đã hứa sẽ dẫn Mộng Điệp trốn đi thì hắn nhất định sẽ thực hiện, thời gian 3 ngày đủ để hắn chuẩn bị, bùa chú là thứ không thể thiếu, dù sao hắn cũng không biết sông Vong Xuyên đó có xa nơi này lắm không. Giết, giết cho ta. Dưới ánh trăng, tiếng gào thét vào giống to vang lên ở một mảnh sân nhỏ trong thành. Hoa Đô vừa mới tỉnh, đang nằm trên giường kêu la oai oái, hai mắt đỏ tươi, mặt mũi dữ tợn, bị nổ quá thảm, lại còn làm hỏng mất chuyện tốt, 35 vạn lượng vàng mua hoan lại khiến hắn ta và tộc ám giả trở thành trò cười của mọi người, chuyện này còn sôi máu hơn cả lần bị gài bẫy ở thành Vong Cổ. Thành chủ thành Minh Nguyệt đã đóng cửa thành, đang tìm kiếm hung thủ. Bên giường, trưởng lão ám giả thản nhiên nói, gương mặt già nua đó không thể nói là hòa nhã. Nói là tìm hung thủ nhưng cũng chỉ lượn lờ vòng vòng thế thôi, có trời mới biết được ai là kẻ đã bày ra trận này, làm thế chẳng khác gì mò kim đáy biển, có trách thì trách thiếu chủ nhà họ quá hống hách, quá ngông cuồng, chắc chắn đã đụng chạm đến khá nhiều người nên mới bị người ta đâm cho một dao, nói thẳng ra là đáng đời. Gương mặt già nua của hai trưởng lão ám giả khác cũng tái mét. Chờ xem, chắc chắn khi quay về gia tộc lão tổ sẽ chửi cho một trận rửa tay. Hơn nữa sau này đi đến nơi nào cũng không thể tránh được việc bị người ta mỉa mai châm biếm, ai bảo tộc ám dạ bọn họ có một thiếu chủ nổi tiếng như thế cơ chứ. Cả tộc nhà họ, đều được nhờ. Hoa Đô đang nổi giận lại không nghĩ như thế. Bấy giờ, trong đầu chỉ có mỗi hung thủ, chẳng những phải tìm hung thủ mà còn phải giết hết cả gia tộc hung thủ, ít nhiều gì cũng là thiếu chủ của gia tộc lớn, chưa từng phải ấm ức thế này. Tên đó đã khỏe lại thì chắc chắn vẫn cực kỳ bá đạo. Vấn đề ở đây là hắn ta không thiếu tài nguyên tu luyện,
cũng chẳng thiếu đan được chữa thương. Trời tờ mờ sáng, hắn đã ra khỏi nơi ở, một tay cầm thanh kiếm, một người một kiếm lao ra đường cái, đôi mắt màu đỏ tươi chất chứa sự tàn bạo và khát máu, nhìn người nào cũng thấy giống hung thủ. Chậc chậc chậc, mới có một đêm mà đã khỏi rồi á. Bóng người qua lại tấp nập trên đường cái, tiếng âm thầm chậc lưỡi cũng không ít, chậc lưỡi vì hành động hùng hổ của thiếu chủ ám dạ, cũng chậc lưỡi vì tên này hồi phục sức khỏe quá nhanh, đúng là người của gia tộc lớn, tài lực vật lực nhiều vô số, nếu là cảnh giới huyền dương bình thường, bị nổ thảm thế thì chắc phải tốn 10 ngày nửa tháng mới khá lên được. Là kẻ nào? Hoa Đô tức giận gào lên, cứ làm thế suốt cả đường đi. Thành chủ Thành Minh Nguyệt mở một mắt nhắm một mắt, cứ để Hoa Đô chút giận một chút. Sau lưng, trưởng lão âm thầm bảo vệ Hoa Đô cũng nghĩ thế, có lẽ chỉ có vậy thì thiếu chủ nhà họ mới thoải mái hơn, còn thể diện ấy à? Từ tối qua đã mất sạch rồi. Chỉ mong là Hoa Đô trải qua chuyện lần này rồi sẽ chín chắn hơn được một chút. Nhưng người trên đường cái lại không nghĩ thế. Đi khắp nơi tìm hung thủ, lại còn tìm với cái cách này. Chắc là đầu óc Hoa Đô cũng bị úng cả thùng nước rồi, có thằng ngu mới đứng ra thừa nhận. Mới sáng sớm tinh mơ đã ầm ĩ thế này, hắn ta lập tức biến thành thứ tôm tép nhãi nhép trên đường. Là kẻ nào? Sáng sớm, đường cái Thành Minh Nguyệt trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều vì sự xuất hiện của Hoa Đô. Chẳng có người nào để ý tới hắn ta, cũng chẳng có ai ngu ngốc chạy tới tìm việc để làm, giờ người thân đến hắn ta còn chẳng nhận. Ai đụng tới thì kẻ đó xui xẻo nên tốt nhất là né càng xa càng tốt. Nghiêm Khang thì lại nhàn rỗi đẩy cửa sổ khách điếm ra, cũng như bao người khác, thảnh thơi thưởng thức màn kịch được hắn ta chắp bút. Lạch cạch. Cuối cùng Triệu Bân cũng đặt bút vẽ bùa xuống, đẩy cửa sổ ra. Ánh sáng mặt trời buông xuống, luồng khí tươi mát ập vào, xua tan sự mỏi mệt của hắn sau một đêm không ngủ, nhìn lại bàn, những sấp bùa chú được xếp chỉnh tề nơi đó đều là thành quả của hắn. Đủ để dùng rất lâu, một điểm không được hoàn hảo đó là cấp bậc bùa chú quá thấp, ít nhất là vẫn không bằng thứ Nghiêm Khang dùng tối qua, nghĩ thế, hắn hơi hối hận, hắn là người đầu tiên đến đó nên lẽ ra phải giấu bùa trước, dán hết dưới đáy giường, tuy cấp bậc thấp nhưng lại hơn về số lượng nên có thể nổ chết Hoa Đô. Nhưng làm thế thì hắn chắc chắn sẽ bị lộ. Để mở cấm chú của bùa nổ thì cần chân nguyên, hắn mà dám lộ ra chân nguyên thì chắc chắn sẽ bị thanh niên áo đen phát hiện. Nổ chết Hoa Đô là thật, nhưng hắn cũng sẽ bị thanh niên áo đen nhắm vào, không cẩn thận lại phải bỏ mạng. Là ai? Tiếng hét đầy tức giận thi thoảng lại vang lên, cũng trông thấy bóng dáng Hoa Đô. Cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy gương mặt dữ tợn không sao tả nổi, cầm thanh kiếm cứ như một kẻ điên, còn vết thương bị nổ đêm qua thì đã không còn. Triệu Bân nghĩ tên đó bị nổ thảm thế là do không kịp phòng bị, nếu dùng chân nguyên hộ thể trước thì đã không mất mặt đến thế. Trong lúc nói chuyện, Hoa Đô đã đi đến gần đó, đi tới đâu gào tới đấy. Triệu Bân lấy Long Uyên ra, thầm nghĩ xem có nên tặng cho Hoa Đô một cú tuyệt sát không. Hoa Đô bây giờ đang ở trạng thái cực kỳ nổi giận, cũng không hề đề phòng, hắn có đủ tự tin để giết hắn ta trong nháy mắt. Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đầu Hoa Đô đột nhiên bốc lên một ngọn lửa đen ngòm. Triệu Bân giơ tay lên. Hắn nhìn sang cửa sổ phòng bên cạnh, dù nó không mở ra hẳn nhưng cũng có một khe nhỏ, dường như hắn có thể trông thấy thanh niên áo đen. Đứng trước cửa sổ, ngọn lửa màu đen đó chính là kiệt tác của hắn ta, đã mở thiên nhãn, với khoảng cách đó thì tất nhiên sẽ nhắm rất chuẩn, vấn đề ở chỗ rất khó đề phòng, hơn nữa cũng chẳng có ai biết người nào đã ra tay. A! À, tiếng hét thảm thiết của Hoa Đô nghe thật thê lương. Người trên phố chợt lặng đi. Đang yên đang lành sao lại bốc cháy thế? Thiếu chủ! Trưởng lão âm thầm bảo vệ Hoa Đô vội vàng gộp ba bước thành hai chạy tới. Mọi người trên phố đều giật mình, bọn họ cũng không ngờ điều đó sẽ đến, không ngờ lại có người hành hung ngay trên đường cái như thế. Cứu ta! Hoa Đô ôm đầu, tiếng kêu rên thảm thiết. Ma Luân huyết tế! Trưởng lão tộc ám dạ thấy ngọn lửa màu đen thì chợt biến sắc. Có vẻ đã biết được bí thuật là gì. Thế gian này có một loại đồng tử cực kỳ quỷ dị, nó được gọi là mắt ma luân, đó là cấm thuật bẩm sinh, hay có thể nói mắt ma luân là cấm thuật di truyền, cũng có thể gọi nó là ma luân huyết tế, trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy, mục tiêu sẽ bị tấn công mà không cần báo trước, ngọn lửa màu đen đó không thể bị dập bởi thuật pháp bình thường,
bởi vì nó không phải là ngọn lửa thực, một khi bốc cháy thì không đốt sạch sẽ không tắt. Nhưng loại mắt đó đã biến mất ngàn năm nay rồi. Không ngờ rằng nó vẫn còn được truyền thừa đến ngày hôm nay, hơn nữa thiếu chủ nhà họ lại trúng chiêu. Cố nhịn nhé. Trưởng lão ám giả quyết định thật nhanh, một kiếm cắt đứt ra đầu Hoa Đô. Dù ngọn lửa ma luân rất khó dập tắt nhưng nói thẳng ra thì cũng dễ giải quyết, chỉ cần ngăn cách vật thể đó với ngọn lửa là được, cháy đến đâu thì chém đến đó, cũng may bọn họ đến đúng lúc, ngọn lửa đó vẫn chưa lan rộng, nếu không nó sẽ chẳng đơn giản là lột ra đầu nữa, phải cắt cả nửa đầu cũng nên, nếu không ngọn lửa vẫn sẽ cháy mãi cho đến khi vật thể bị đốt thành tro mới thôi. Thế nên người ra tay đó chọn vị trí, cũng khá là danh ma. Nếu nhắm vào cánh tay hoặc chân thì sẽ dễ hơn. Ít nhất cũng không phải đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Nhưng châm lửa trên đầu thì khác, không cẩn thận chắc phải bỏ mạng, nhưng dù thế nào, nếu đã không biết cách dập lửa, thì cắt thịt để ngăn cách ngọn lửa đó vẫn là cần thiết, đau thì có đau đấy nhưng ít nhất còn đỡ hơn là mất mạng. A, à, Hoa Đô kêu la thảm thiết, âm thanh đó trở nên thê lương hơn nhiều. Da thịt bị xẻo ngay trên đầu, thấy cả sọ thì làm sao mà không đau cho được, chẳng những đau mà còn đáng sợ nữa là... Đứng từ rất xa đã có thể trông thấy hộp sọ lành lạnh của hắn ta, óc và máu tươi chảy xuống những góc cạnh của gương mặt, nó vốn đã quá hung tàn, cộng thêm máu và thịt lại càng dữ tợn hơn bao giờ hết. Ai mà không biết lại tưởng hắn là lệ quỷ chạy từ địa ngục lên ấy chứ. Nhìn lại lớp da bị cắt bỏ kia, ngọn lửa màu đen vẫn còn bốc cháy. Đúng là không đốt trụi thì không ngừng, cho đến khi lớp da thành tro tàn nó mới chính thức yếu dần đi. Cấm thuật bá đạo thật. Người đứng xem thầm cảm thấy hoảng hốt, mắt ma luân trong truyền thuyết quả là khủng bố. Chỉ trong một cái chớp mắt, không biết bao nhiêu người phải dùng mình, cứ thấy sống lưng lành lạnh, nếu người đánh lén lệch đi một chút, nhầm sang người nào đó đang có mặt ở hiện trường thì xui xẻo rồi, có lẽ sẽ thảm hơn Hoa Đô rất nhiều. Có đôi mắt đó thì giết người trở nên dễ dàng quá. Cấm thuật đáng sợ đều có một cái giá kèm theo, ma luân huyết tế không phải là thứ có thể dùng tùy tiện. Làm đối thủ bị thương 1.000, cũng tự hại mình 800 đấy. Nói thế cũng không sai. Có rất nhiều người lớn tuổi vuốt chòm râu của mình, khi chẳng ai có thể điều tra được gì thì họ vẫn liên tục nhìn Lầu Các hai bên đường, nhìn đâu đó chục lần. Ma luân huyết tế cần sử dụng trong phạm vi mắt nhìn thấy thì mục tiêu mới trúng chiêu, hay có thể nói người đánh lén cũng không cách nơi này quá xa, nói không chừng đang nấp trên một lầu nào đó, nói không chừng là những kẻ đang xem trò vui. Hoặc là một kẻ nào đó trên đường. Cũng nên, cấm thuật này không chỉ bá đạo mà đáng ghét hơn nữa là chẳng thể biết ai đã ra tay, hơn nữa cũng rất khó đề phòng. Bọn họ nhìn, trưởng lão ám dã cũng thế. Bắt hung thủ cũng không khó là mấy, chỉ cần bao vây chu vi 100 mét xung quanh lại, sau đó điều tra. Tiếc là bọn họ chắc chắn sẽ không tìm thấy, còn chưa kịp phong tỏa thì người ra tay đã trốn mất, có ngu mới ở lại chờ bị tóm, đúng như những gì họ đoán. Thanh niên áo đen đã trốn từ lúc nào? A, à, Hoa Đô lại hét thảm, ngất đi ngay tại chỗ. Trưởng lão ám giả không dám chần chừ, vội vàng đưa thiếu chủ nhà mình vón đi mất, bị cắt mất một lớp da, chạm đến tận xương sọ, vết thương đó không hề nhẹ, tốt nhất là đừng ảnh hưởng gì tới thần kinh. Đi mua hoa thì bị nổ, đi trên đường lại bị đánh lén, Hoa Đề cũng xui xẻo thật đấy. Người ấy mà, tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi ở nhà. Nhảy nhót nhiều quá sẽ gặp báo ứng. Mới có một đêm, người đó lại nổi lên như một ngọn gió. Sau đó là rất nhiều tiếng chậc lưỡi thổn thức, đúng là đáng thương cho thiếu chủ tộc ám giả. Đi tới đâu cũng bị chơi một vố, trải qua hai chuyện này, hắn ta trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, chắc sẽ không tùy tiện đi mua vui nữa. Và chắc cũng sẽ không như hôm nay, cầm kiếm gào thét trên đường cái chẳng kiêng dè ai. Mắt ma luân. Triệu Bân thì thào. Hắn vẫn còn đứng trước cửa sổ. Kiến thức của hắn vẫn còn quá hạn hẹp, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về đôi mắt bá đạo đến thế, thanh niên áo đen lại diễn cho hắn xem một lần, nếu người trúng chiêu là hắn thì chắc cũng chẳng dễ chịu gì. Tiếc là, Hoa Đô vẫn thoát được một kiếp. Chấm. Một hồi sóng gió đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cuối cùng Triệu Bân mới chuyển tầm mắt đi, đóng cửa sổ lại xuống lầu, đặt chân lên đường cái náo nhiệt. Bùa chú hắn đã vẽ xong xuôi rồi, phải bổ sung thêm chút thuốc và linh dịch, con đường bỏ trốn sắp tới sẽ kéo dài khá lâu. Trên đường có rất nhiều tiếng bàn tán.
chuyện của Hoa Đô đã trở thành một câu chuyện để mọi người bàn ra tán vào lúc trà chiều. Theo miệng lưỡi người đời sẽ là nổi một lần chưa đủ, cứ phải nổi thêm một lần nữa, chắc chưa kịp đến Thiên Tông đã nổi tiếng khắp đại hạ rồi, chỉ cần nhắc tới tộc ám giả thì nhất định phải bàn về thiếu chủ nhà đó. Trong tiếng bàn tán, thì có càng nhiều binh vệ đeo đao đi khắp nơi. Thiếu chủ tộc ám giả bị người ta đánh lén trên đường lớn, thành chủ thành cổ Minh Nguyệt nhất định phải làm màu làm mè một phen. Diễn ấy mà, biết rõ là hung thủ đã chạy mất dép rồi nhưng cái gì cần làm vẫn phải làm. Ồ, khéo thật. Đang đi thì chợt có một bóng hình xinh đẹp đuổi tới vỗ vỗ vai Triệu Bân. Đó chính là Tịch Linh, không biết là trùng hợp thật hay là cố tình, dù sao họ cũng đi cùng nhau. Cũng chỉ có một mình cô ta mà thôi. Lẽ ra sau chuyến dạo thanh lâu đó thì hôm nay cô ta sẽ lên đường quay về, nhưng chuyện Hoa Đô bị nổ khiến thành Minh Nguyệt đóng cổng thành lại, chẳng một người nào ra vào được, bọn họ cũng bị nhốt trong thành. Tất nhiên là Tịch Linh rất vui, nếu không đã chẳng thể dạo phố với Triệu Bân rồi. Lòng người hiểm ác, cầm phòng thân đi. Triệu Bân cười nói, rồi lén nhét khá nhiều bùa chú cho Tịch Linh, bùa nổ hay bùa tốc hành gì cũng có. Mấy thứ này quý lắm. Tịch Linh vội vàng từ chối. Cứ xem như đó là báo ơn cứu mạng đi, Triệu Bân cười, rẽ vào hiệu thuốc. Thế, ta không khách sáo nhé, Tịch Linh cười hì hì, cũng theo vào. Nói trắng ra thì thế giới này cũng nhỏ thật, đi tới đâu cũng gặp được người quen. Chẳng hạn như người này, Triệu Bân vừa vào cửa đã trông thấy hắn ta đang cho tay vào túi và lượn ra ngoài, mắt cứ láo liên, trông như con chuột nhắt, thi thoảng lại giơ tay chọn vài thứ. Lật qua lật lại, nhìn xong lại nhét vào túi, động tác cực kỳ nhanh, cả Triệu Bân cũng không bắt kịp. Đúng thế, đó là Vương Trác. Tuy đã dịch dung nhưng vẫn không thể thoát khỏi thiên nhãn của Triệu Bân. Hơn nữa cũng chẳng cần phải dùng đến thiên nhãn, cặp mắt lác đó có dịch dung lại thành mắt bình thường thì khí chất của một kẻ thích trộm đồ vẫn đặc biệt lắm. Ai cũng có một sở trường riêng của mình. Triệu Bân đột nhiên nghĩ tới câu nói đó, chẳng hạn như lão đạo sĩ Áo Liệp. Trộm mộ thì chuyên nghiệp lắm. Chẳng hạn như Vương Trác, đi trộm vặt cũng rành. Chẳng hạn như Dâu Chữ Bát, chào hàng xuân cung đồ cũng nhuần nhuyễn không thua ai, chẳng hạn như hắn. Hình như chẳng có gì đặc biệt, nếu nhất quyết phải có thì chắc là chạy khá nhanh. Triệu Bân đến rồi, Vương Trác đi rồi, có lẽ là đi trộm cho đủ số. Trước khi đi, tên đó còn dương mắt nhìn Triệu Bân, cứ thấy quen quen thế nào đó. Trước khi đi, tên đó còn đụng trúng Tịch Linh một cái. Sau đó thì bị Triệu Bân tóm lại, bùa chú hắn vừa đưa cho Tịch Linh còn chưa cầm nóng tay đâu. Đã bị người ta trộm đi rồi, bao nhiêu người giàu có kia không trộm, tiểu cô nương thế này mà cũng xuống tay được. Vương Trác ngượng ngùng quay lưng bỏ chạy. Triệu Bân lại đưa bùa chú cho Tịch Linh, giữ cho kỹ nhé. Sao lại có nhiều tên trộm cắp thế nhỉ, Tịch Linh phồng miệng, nhét bùa chú vào thật sâu. Nghe cô ta nói thế thì chắc là không chỉ bị trộm một lần, đúng là thói đời hiểm ác. Triệu Bân đã vào trong và tập trung càn quét các loại thuốc phiên. Nói là trộm đồ thì hắn có điều kiện hơn Vương Trác nhiều, đó là chiếc nhẫn ma trên tay hắn, dù bị phát hiện hay bị ngăn cản thì cũng không thấy tang vật, nhưng hắn luôn ý thức được đạo đức nghề nghiệp của mình, người ta kinh doanh cũng không dễ dàng gì, chẳng thể đụng đâu trộm đấy, phải biết điều. Tịch Linh vẫn chưa đi, cũng đi xem xét trông có vẻ ra dáng lắm. Với cô ta mà nói, nơi này bán thứ gì không quan trọng, quan trọng là Triệu Bân đang ở đây. Mua xong lại thành người nghèo rồi. Triệu Bân ôm một đống bình ngọc và cả đống túi thuốc chất lên quầy. Tính sơ sơ giá cả thì chắc hắn sẽ tiêu hết số bạc đang đó, tu luyện hao tốn tài nguyên tiền bạc, đây là ví dụ điển hình. Lâu rồi mới có một vị khách lớn thế này đấy. Ông chủ cửa hàng vui vẻ ra mặt, cầm cái bàn tính gẩy gẩy cực kỳ thành thục. Khách hàng lớn nghe cũng rất đúng, mấy thứ Triệu Bân chọn phần lớn đều là thuốc phiên và linh dịch, hắn gom sạch, thế thì lại chẳng cho lão ta kiếm bộn tiền à. Mua nhiều thế này, có tặng ta được thứ gì không vậy, Triệu Bân cười nói. Hàng ở kệ bên đó, khách quan cứ thoải mái chọn một thứ đi, ông chủ cười hơ hớ, chỉ vào kệ bên kia, trên đó toàn là mấy thứ không đáng tiền, lão ta cũng khá là biết kinh doanh, đồ tặng là mấy thứ chẳng đáng bao đồng. Thoải mái chọn cũng chỉ thể hiện sự rộng lượng thoải mái của ông chủ, ai nghe xong cũng thấy vui. Miếng vải lau này không tệ đấy, tặng ta đi. Triệu Bân cười cười, tùy tiện chi vào một miếng vải lau trên quầy.
đó cũng không phải vải lau gì mà là một quyển sách cổ màu tím rách nát, được làm từ da dê, không biết ông chủ mò đâu ra, lại không nỡ bỏ nên mang ra quê dùng. Với ông chủ mà nói thì nó chỉ là miếng vải lau, nhưng trong mắt Triệu Bân lại là bảo bối. Sách cổ da dê màu tím này là thứ hắn từng được thấy. Đêm đó, sau khi càn quét Linh Lung Các, lấy được quyển sách cổ cùng loại, trên đó có khắc rất nhiều đường vân, Nguyệt Thần từng xem thử, nó được vẽ một bản đồ kho báu, chỉ là bản đồ bị rách nát rồi. Sau đó khi hắn đến hàng động Quỷ Minh thì sách cổ da dê tím cũng bị hủy theo. Bị hủy cũng chẳng sao cả, những đường vân trên đó đã nằm trong đầu hắn, có thể thoải mái vẽ ra bất kỳ lúc nào. Bức này có lẽ chính là một góc của tấm bản đồ hoàn chỉnh, trước đó hắn không để ý, khi trả tiền hắn mới đột nhiên phát hiện ra, đó cũng là bản đồ kho báu thì tất nhiên không thể bỏ qua. Muốn lấy nó hả, ông chủ cửa hàng lại chợt nhướng mày. Triệu Bân không lấy thì thôi, hắn đòi lấy khiến lão ta bất giác nhìn lại miếng vải lau thêm vài lần. Làm ông chủ của một cửa hàng thì tất nhiên ai cũng có sự lanh lợi, vô duyên vô cớ xin một miếng vải lau thì chắc chắn phải có vấn đề, nói không chừng nó là món bảo bối nào đó, nhưng lão ta nhìn lại, vẫn không thấy điều gì đặc biệt, lão ta biết mới là lạ, có lẽ do làm vải lau quá nhiều năm nên những nét vẽ trên đó đã mở đi rất nhiều, nhìn kiểu nào cũng chỉ là một miếng da dê cổ vô dụng, chẳng thể thấy chút manh mối nào. Lão ta không nhận ra nhưng Triệu Bân lại thấy rất rõ. Bởi vì hắn có thiên nhãn, những nét vẽ không còn thấy rõ, hắn lại thấy rõ mồn một. Sao thế, không nỡ cho hả, Triệu Bân cười nói. Đang yên đang lành sao lại lấy miếng vải lau, đây là bảo bối gì hả, ông chủ cửa hàng hỏi. Không muốn tặng thì ta đổi thứ khác, gốc thảo dược kia cũng không tệ, Triệu Bân nói. Thôi, cứ lấy miếng này. 500 lượng, ta lấy miếng vải lau này. Ông chủ chưa kịp nói cho hết lời thì đã có người lên tiếng ngắt ngang. Quay lại nhìn thì còn ai ngoài tên Nghiêm Khang đó, thành cổ Minh Nguyệt đã đóng cửa thành, hắn ta cũng nhốt lại, chẳng có gì làm nên đi dạo xung quanh, đúng lúc gặp được cửa hàng này, cũng đúng lúc nhìn thấy tấm da dê cổ màu tím, nhìn thì chẳng có gì nhưng lại chất chứa bí ẩn, hắn ta cũng có thiên nhãn nên tất nhiên cũng nhìn ra. Đúng với lời Triệu Bân nói, thế giới này quá nhỏ, đi tới đâu cũng có thể gặp được người quen. Lời hắn ta vừa dứt, ông chủ vừa cụp mắt xuống lại ngước lên, là bảo bối thật hả? Nếu không tại sao hai người đều muốn giành, một người trong đó còn ra giá 500 lượng, miếng vải lau đắt đến thế ư? Tiếc ghê, miếng vải đã được tặng, Triệu Bân cũng đã nhận và cất đi. Thứ ta đã chọn chúng mà ngươi cũng dám giành ư? Sắc mặt Nghiêm Khang ấy à, chẳng hòa nhã là bao, cực kỳ lạnh lùng. Nếu đã có lãnh ý thì tất nhiên cũng sẽ hành động. Thiên nhãn của hắn ta đã lóe lên ánh sáng màu đen, dùng ảo thuật thiên nhãn với Triệu Bân hòng dụ hắn giao mảnh da dê cổ màu tím ra. Đây là lần thứ hai hắn ta dùng ảo thuật với Triệu Bân. Lần đầu tiên chính là lúc ở Vọng Nguyệt Lâu, thành vong cổ, cũng bị phá. Hôm đó Triệu Bân có thể phá dược thì hôm nay cũng thế, chưa tạo ra võ hồn đã không thể mê hoặc hắn, huống chi giờ đã có võ hồn ở đó, cấp bậc ảo thuật của Nghiêm Khang không thấp nhưng nó vô dụng với hắn. Có võ hồn ở đó, hắn hoàn toàn không thể trúng ảo thuật, đã có khả năng miễn dịch bẩm sinh. Đến trước được trước, đạo hữu đã đến trễ rồi. Triệu Bân lạnh lùng nói, hắn nhận lấy quyển sách cổ màu tím, trả tiền rồi quay đầu bỏ đi. Tịch Linh vội vã đuổi theo, lúc đi ngang qua Nghiêm Khang, cô ta còn không quên lén liếc nhìn hắn ta. Đi đâu? Nghiêm Khang hừ một tiếng lạnh lùng, tiến lên trước một bước rồi tung lại một chưởng. Triệu Bân lập tức quay lại, kéo Tịch Linh ra sau rồi đánh một chưởng. Ầm. Hai chưởng va chạm phát ra tiếng nổ như tiếng sấm. Triệu Bân đứng im lìm, vẻ mặt bình tĩnh, còn Nghiêm Khang thì đã có biểu cảm không ổn, hắn ta liên tiếp lùi về sau ba bước, ngón tay và cánh tay đều tê dại, sau đó là đau đớn vô cùng. Cấp Huyền Dương thì đã sao, gặp phải Triệu Bân cấp chân linh thì cũng thất bại như thường. Ông chủ tiệm thuốc thầm cảm thấy kinh ngạc trong lòng, trước đây Triệu Bân không để lộ chân nguyên nên ông ta không biết tu vi của hắn, bây giờ hắn bộc lộ ra thì phát hiện tên này chỉ là cấp chân linh và Nghiêm Khang là cấp huyền dương. Chênh nhau cả một cấp mà Nghiêm Khang lại bại trong một chiêu, chuyện này hơi đáng sợ, cấp chân linh mạnh đến vậy sao? Hay lắm nhãi danh, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.
thần thái của Nghiêm Khang lại đáng sợ thêm đôi phần, chân nguyên dâng trào, đậm mùi sát khí. Mẹ kiếp, ông chỉ muốn ra vẻ chút thôi mà cũng khó vậy sao? Sao lần nào cũng không thành thế kia? Còn một chuyện nữa là hắn ta vẫn chưa nhận ra Triệu Bân. Dù Triệu Bân đã để lộ khí tức nhưng hắn ta vẫn không nhận ra hắn. Khí huyền hoàng tẩy luyện cơ thể rất thành công, hắn đã thay đổi khí tức nên đương nhiên người ngoài không nhận ra được, dù cho đó là Nghiêm Khang đã từng đánh nhau với Triệu Bân, dù cho có thiên nhãn thì cũng vậy thôi. Thiếu chủ. Nhưng trong chớp mắt thì trưởng lão tộc Huyết Ưng đã đến. Tiếp đó là uy áp đáng sợ, ba võ tu cấp địa tạng chèn ép đến mức Triệu Bân phải hừ lên khó chịu, nhưng Tịch Linh ở phía sau hắn thì lại không có cảm giác gì vì Triệu Bân đã hứng chịu tất cả uy áp. Biểu cảm Triệu Bân vẫn không thay đổi, nếu như không có ba trưởng lão này âm thầm bảo vệ thì hắn đã tiêu diệt Nghiêm Khang ngay trên phố rồi. Hắn có khả năng và tiềm lực để làm điều đó, càng tự tin là mình có thể trốn được. Tiểu bối, muốn chết rồi nhỉ? Trưởng lão Huyết Ưng hét lớn, uy áp mạnh hơn liền xuất hiện. Ấy chà, lại có kịch hay rồi, rất nhiều người tụ tập lại với tâm thế muốn xem náo nhiệt. Nghiêm trọng, đây là thành cổ Minh Nguyệt, người dám xem nhẹ quy tắc ở đây sao? Triệu Bân chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một giọng nói chậm rãi vang lên. Đó là một người trung niên mặc áo giáp, sát khí đằng đằng, có lẽ người này từng lên chiến trường, ông ta đang tuần tra. Tình cờ gặp phải có người đang hoành hoang phô bày thực lực. Hắn đánh thiếu chủ nhà ta bị thương, Nghiêm Trọng hừ lên lạnh lùng. Ông đây đâu có mù, cũng đâu phải ông không thấy ai ra tay trước, người trung niên cười, từ rất xa thì ông ta đã thấy rồi, còn dám mở to mắt nói dối sao, đây đâu phải là địa bàn của tộc Huyết Ưng ngươi. Ngươi! Nghiêm Trọng nhất thời không biết nói gì, muốn ra oai nhưng có vẻ như không đủ thực lực. Thành cổ Minh Nguyệt không giống với những thành cổ khác, thành chủ của nó có mâu thuẫn với tộc Huyết Ưng, nếu không thì người đàn ông trung niên mặc áo giáp cũng sẽ không công khai chống đối ông ta như thế. Ở địa bàn của người ta thì tốt hơn nên ngoan ngoãn an phận, ra oai không phải mục đích chính mà đưa thiếu chủ nhà họ an toàn đến Thiên Tông mới là việc quan trọng nhất. Đi thôi. Trưởng lão chưa xuống nước mà Nghiêm Khang đã xuống nước trước rồi, hắn ta sải bước rời đi. Lúc tên này quay đi. Hắn ta còn liếc Triệu Bân một cái, ý tứ rất rõ ràng, đó là ngươi hãy đợi đấy. Triệu Bân không nhìn, ta cũng đâu phải kẻ nhát gan, nếu như không có trưởng lão nhà ngươi bảo vệ thì ta đã đập chết ngươi rồi. Đa tạ tiền bối đã giải vây giúp. Triệu Bân chắp tay, hắn cũng rất biết lễ phép. Sự lễ phép của hắn khiến người đàn ông trung niên mặc áo giáp cảm thấy rất thoải mái, ông ta thích những thanh niên hiểu chuyện, còn kiểu không coi ai ra gì như Nghiêm Khang. Nếu ra ngoài mà không dắt theo người bảo vệ thì đã bị người ta đánh chết cả trăm lần rồi, mà ông ta chắc cũng là người nằm trong số gọi là người ta đó. Nếu như ông ta gặp ở bên ngoài thì gặp đâu đánh đó luôn. Giải tán hết đi, người đàn ông trung niên mặc áo giáp lạnh lùng nói. Ông ta chưa dứt lời thì mắt đã nhìn thấy một ngọn lửa đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay trái, còn lòng bàn tay phải thì xuất hiện một tia chớp màu bạc, ngọn lửa liền biến thành cung, tia lửa điện biến thành tên. Ông ta dương cung, bắn tên lên trời. Bụp! Máu đỏ phun ra trên không, mũi tên đã bắn trúng một con diều hâu đang bay ngang qua bầu trời. Người đàn ông trung niên mặc áo giáp đã nương tay rồi, ông ta chỉ bắn vào cánh của diều hâu. Vì diều hâu bị thương nên người đứng trên lưng nó cũng rơi xuống theo. Đó là một ông già, bị ngã xuống đất rất thê thảm. Trong thời gian phong tỏa thành, không ai được rời khỏi. Người trung niên mặc áo giáp lạnh lùng nói, giọng điệu khá đanh thép, ông ta nói xong thì quay đầu bỏ đi. Ông già với bộ dạng tà tơi cũng cười gượng, vốn dĩ ông ta định mượn tòa kỵ biết bay len lén ra khỏi thành, khổ nỗi chọn không đúng thời điểm, gặp phải ngay nhân vật cứng, không giữ lại chút thể diện nào cho người khác như thế này. Triệu Bân cũng bỏ đi, hắn cũng đã liếc nhìn tướng quân mặc áo giáp, không ngờ ông ta cũng đồng thời có cả lửa lẫn sấm sét. Biến lửa thành cung. Biến xét thành tên, giống hệt như đang làm ảo thuật nhỉ. Tịch Linh bỗng nhìn lên bầu trời, nói thật lòng thì đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy phép thuật này. Có điều, câu làm ảo thuật đó của cô ta dùng rất chuẩn. Vì đó không phải là bí thuật võ đạo đơn thuần mà có lẫn yếu tố bàng môn tà đạo bên trong. Điểm này Triệu Bân biết rất rõ, bởi hắn cũng đã từng dùng.
dùng lửa biến thành cung, dùng sét biến thành tên, bất cứ võ tu nào có thể dùng đồng thời cả lửa và sấm sét thì cơ bản đều có thể làm được, không có ai là ngoại lệ. Chuyện này không khó, khó ở chỗ có thể đạt được đến cảnh giới nào, cùng một loại tên sấm sét, nhưng những người khác nhau thi triển thì sức sát thương sẽ không giống nhau. Còn về pháp thuật bàng môn tà đạo thì người đời đều rất khinh thường nó. Trên thực tế, đó là pháp tu, thuộc loại pháp sư. Từ khi Đại Hạ thành lập, võ đạo đã được tôn lên thành xu hướng chính, mạnh tay đàn áp pháp tu. Bao nhiêu năm trôi qua, nó bị chèn ép mãi, đến cuối cùng thì đã trở thành bàng môn tà đạo. Nhưng Triệu Bân biết, pháp tu bị đàn áp cũng chứa đầy những thứ thâm sâu, trong những hoàn cảnh đặc biệt, thời điểm đặc thù thì thuật bàng môn tà đạo lại hữu dụng hơn nhiều so với bí thuật võ tu, chẳng hạn như bùa nổ. Pháp sư cũng có bùa chú chuyên khắc chế, điểm này còn dễ dùng hơn cả chân nguyên hộ thể của võ tu. Hoàng tộc đàn áp pháp tu như thế đương nhiên cũng có lý của họ, đa phần là vì muốn thống trị tốt hơn, chẳng hạn như bùa nổ, rất nhiều năm về trước đã bị cho vào danh sách cấm, chỉ có hoàng tộc được dùng vì bùa chú của pháp tu cỡ đó quá tà ác, nếu như bị dân chúng nắm được thì chính hoàng tộc sẽ không thể nào được yên giấc. Nói cho cùng, so với võ tu thì trên một phương diện nào đó, pháp tu có uy hiếp rất lớn với hoàng tộc, vì gần đây chiến sự khá nhiều, cần có pháp tu hỗ trợ nên hoàng tộc mới nới tay với pháp tu. Bí thuật thế này được ghi chép rất nhiều trong bí kíp hốt được từ Linh Lung Các. Rất khó để nói là giữa võ tu và pháp tu, cái nào mới là xu hướng chính, chẳng qua là điểm mạnh của hai bên không giống nhau, không có võ tu nào dám nói thứ mình tu luyện là võ đạo thuần túy. Cũng không có pháp tu nào dám nói thứ mình tu luyện là pháp thuật thuần túy, quan hệ của hai bên không thể nào vạch rõ được. Lần này thì lỗ nặng rồi. Ông chủ tiệm thuốc thấy Triệu Bân đã đi xa thì chỉ thấy đau chứng. Tặng không một cái, bỏ tiền ra mua một cái, vụ làm ăn này rõ ràng là một vụ lỗ vốn mà. Ông ta có thể chắc chắn, miếng rẻ lau đó là bảo bối, nếu không hai người đó cũng sẽ không tranh nhau vì nó. Ngặt nỗi. Tặng thì cũng đã tặng mất rồi. Người trên phố vô cùng náo nhiệt, Triệu Bân càng đi càng xa. Còn Tịch Linh thì nghiễm nhiên trở thành cái đuôi theo sau hắn, Triệu Bân đi tới đâu là cô ta theo tới đó. Nhìn từ phía sau thì hai người họ cũng khá có dáng vợ chồng, nếu Nguyệt Thần vẫn còn tỉnh thì nhất định cô ta sẽ nhận định như thế. Hễ là cô gái trẻ đẹp thì cô ta đều có ý muốn kéo về nhà cho đồ đệ mình. Màn đêm buông xuống. Triệu Bân và Tịch Linh quay về khách điếm. Dường như Triệu Bân thật sự không biết lãng mạn là gì, sau khi về đến nhà trọ thì hắn liền khóa cửa phòng mình lại, khiến Tịch Linh phải bĩu môi. Cô ta đã từng mấy lần mò đến trước phòng của Triệu Bân, kề sát tai vào để nghe ngóng động tĩnh bên trong nhưng lại không nghe thấy gì, mọi thứ rất yên ắng, cũng không biết Triệu Bân đang giở trò gì bên trong. Còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là điều chế thuốc rồi. Triệu Bân lấy toàn bộ dược hoàn cũng như tất cả đan dược mà mình có được suốt dọc đường ra, nhét lần lượt từng viên vào trong hồ lô nhỏ màu tím rồi kết hợp với nước thuốc để hòa tan, tạo thành một hồ lô linh dịch tràn đầy tinh khí. Đương nhiên, thứ này không thể nào bì được với tiên lộ trước đây. Sau khi điều chế thuốc xong, hắn mới lấy quyển sách cổ bằng da dê mới lấy được từ tiệm thuốc ra, ai nhìn cũng cho là rẻ lau nhưng may mà hắn có thiên nhãn nên đường vân bên trên đó đã hiện rõ rành rành. Hắn vẽ lại từng đường một. Sau khi hắn làm xong mọi thứ thì lại lấy ra một mảnh da dê nữa, sau một hồi cắt may, hắn đã mô phỏng lại quyển sách cổ da dê màu tím mà mình đã từng lấy được ở Linh Lung Các, bất kể là hình dáng hay những đường vân bên trên, tất cả đều được làm giống hệt. Đặt hai mảnh da dê bên cạnh nhau thì có vài chỗ thật sự rất khớp nhau. Ngặt nỗi, vẫn bị thiếu. Phải tìm ra những tấm da dê khác thì mới có thể ghép lại thành một tấm bản đồ kho báu hoàn chỉnh. E rằng tối nay sẽ không được bình yên. Ta chuẩn bị vài thứ thú vị cho các ngươi. Triệu Bân lẩm bẩm, cất tấm bản đồ kho báu rồi lại vùi đầu loay hoay làm tiếp. Đêm về khuya, không gian vắng lặng, dường như cả thành cổ Minh Nguyệt đều không còn tiếng động. Phòng của Triệu Bân vẫn trong đèn sáng choang. Bỗng dưng, một cơn gió nhẹ thổi qua. Ngọn đèn cũng lắc lư theo, một luồng khói xanh thổi vào, đó là khói độc. Triệu Bân vẫn còn đang bận rộn bỗng loạng choạng rồi ngã xuống đất, hắn giả chết. Không sai, hắn đang giả chết, không có hơi thở, hoặc cũng có thể nói đó là một bí thuật nín thở. Nói trắng ra là hắn đang giả chết.
tối nay không bình yên, sẽ có người chạy đến chỗ của hắn. Còn về phần khói độc, đúng là đối phương rất mạnh tay, chỉ có điều hắn không hề hít vào, chính vào lúc ánh nến lung lay thì hắn đã nín thở, chẳng qua là muốn tạo ra cảnh tượng giả để che mắt người đến mà thôi. Chỉ trong vài giây, một bóng đen mặc đồ đi đêm lẻn vào. Đó là trưởng lão của tộc Huyết Ưng, ban ngày thiếu chủ của ông ta bị thua thiệt, đương nhiên giờ ông ta phải trả đũa, chủ yếu là vì thiếu chủ có căn dặn là phải giết chết tên này. Hơn nữa, ông ta còn một nhiệm vụ là phải đem hành lý của Triệu Bân về. Thật ra cần hành lý là giả, cần sách cổ da dê màu tím mới là thật, đấy là một tấm bản đồ kho báu. Để tránh những rắc rối không cần thiết, cao thủ cấp địa tạng như ông ta đã dùng đến khói độc. Đấy không phải là khói độc bình thường, độc tính của nó cực mạnh, cấp chân linh hít phải thì nhất định sẽ phải chết. Dù sao thì họ cũng đang ở thành Minh Nguyệt, trên đường có lính tuần tra, không thiếu người có tu vi cao thâm. Nếu như có tiếng hét thảm vang lên trong đêm yên tĩnh thế này thì nhất định sẽ bị phát giác, không phải địa bàn của mình thì tốt nhất đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Đây chính là cái giá cho việc động đến thiếu chủ nhà ta. Trưởng lão Huyết Ưng thấy Triệu Bân không còn hơi thở, tim và mạch cũng ngừng đập thì nở cười lạnh lùng. Sau đó, ông ta mới bắt đầu tìm kiếm trong phòng, tìm từ hành lý của Triệu Bân rồi bao gồm cả những thứ trên người của hắn, hễ là những thứ có thể lấy đi thì ông ta đều vơ hết. Nhưng trên thực tế cũng không có thứ gì quý giá, vì bảo bối của Triệu Bân, gồm cả chiếc nhẫn ma đó của hắn đều không có ở trong phòng. Soạt! Trưởng lão Huyết Ưng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi ông ta đi, Triệu Bân mới từ từ mở mắt ra, duỗi eo đầy mệt mỏi. Với phép nín thở, mặc dù hắn không có nhịp tim và hơi thở nhưng ý thức vẫn luôn tỉnh táo. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ, hắn cũng gan thật, ngộ nhỡ trưởng lão Huyết Ưng hủy thi diệt tích để xóa dấu vết hoặc là trưởng thêm cho một trưởng thì chẳng phải là hắn tèo thật rồi sao? Nói thật lòng, Triệu Bân cũng sợ, diễn mà, làm cho giống thật là chuyện rất quan trọng. Hắn cũng không phải không có phòng bị. Nếu như thấy tình hình không ổn thì hắn sẽ chuồn đi ngay, sẽ không cho đối phương có cơ hội ra tay thêm. Dù cho đối phương có là cao thủ cấp địa tạng, hắn cũng tự tin có thể trốn được. Phải biết rằng, đây là thành Minh Nguyệt, trên phố có rất nhiều thị vệ mang đao, trưởng lão tộc Huyết Ưng không ngu, ông ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Nếu như thật sự chọc đến thành chủ thành Minh Nguyệt, khiến đối phương phong tỏa thành đến nửa năm thật thì đừng ai mong ra ngoài. Vậy thì họ có thể không đến kịp để tham gia cuộc thi tuyển của Thiên Tông. Chính vì biết được điểm này nên Triệu Bân mới dám bày trò đó. Hơn nữa, những thứ mà trưởng lão Huyết Ưng ăn cắp không có món gì ra hồn. Có điều, Triệu Bân lại chuẩn bị đồ hay cho ông ta, cũng tức là bản đồ kho báu, một tấm bản đồ kho báu giả, có đến mười mấy tấm. Bên này, trưởng lão Huyết Ưng đã quay về chỗ ở. Nghiêm Khang vẫn chưa ngủ. Hắn ta là người đầu tiên nhảy ra hỏi han, giết được chưa? Có lấy được không? Lão phu ra tay thì đương nhiên là xong xuôi hết rồi, trưởng lão Huyết Ưng cởi áo đen ra, đặt hành lý của Triệu Bân lên bàn rồi nói, hít phải khói độc cỡ đó thì hắn đã chết ngay tại chỗ rồi. Tốt lắm, ghi cho trưởng lão một công. Nghiêm Khang mỉm cười, mở hành lý của Triệu Bân ra, lục tìm hết một lượt. Thiếu chủ, đang tìm gì vậy? Ba trưởng lão Huyết Ưng hỏi với vẻ thăm dò. Bản đồ kho báu. Nghiêm Khang lập tức mỉm cười, cuối cùng hắn ta cũng đã tìm đủ mười mấy tấm da dê. Bản đồ kho báu, ba ông lão cùng nhíu mày, nhất là trưởng lão thường đi trộm đồ, hai mắt cứ sáng rỡ lên, lão ta chỉ biết rằng thiếu chủ cử người đi để giết Triệu Bân, trộm túi hành lý của hắn chứ chẳng rõ bên trong là bản đồ kho báu. Hắn có được nhiều như thế, cũng chỉ để làm giá y cho bản thiếu chủ mà thôi. Nghiêm Khang cười lạnh. Một tay vung lên hất những thứ linh tinh trên bàn để dành ra một khoảng trống. Sau đó hắn ta bàn đặt hơn 10 miếng da dê lên bàn, ghép hết tất cả và khâu lại. Đặt đây. Không đúng, hai miếng này nối liền nhau. Ghép miếng kia lại nữa. Dưới ánh nến, bốn người cùng tiến tới, châu đầu lại để ghép bản đồ, cùng nghiên cứu. Liều mạng hì hục làm một hồi mới ghép ta được một tấm bản đồ đầy đủ. Nhìn tới nhìn lui. Gương mặt họ bắt đầu biến thành một màu đen. Cũng không thể trách họ, bởi vì những nét vẽ trên bản đồ trông khá là chi tiết, nhìn tới nhìn lui vẫn là đường đến kho báu, nhưng cẩn thận nhìn lại thì nó lại tạo thành hai chữ, đần độn. Ở nơi tập trung đông người thì thứ đáng sợ nhất chính là bầu không khí chìm vào yên tĩnh.
khoảnh khắc đó, mặt mũi của bốn người không còn giữ được vẻ bình tĩnh. Bị chơi một vố rồi. Nghiêm Khang hừ lạnh, cầm kiếm bỏ ra ngoài. Đi đâu ấy hả? Tất nhiên là đi tìm Triệu Bân, tên đó mẹ nó dám chơi lão tử. Tên đó được lắm. Ba trưởng lão cũng đi theo, mặt mũi cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Trưởng lão thường đi trộm đồ mang vẻ mặt hung hăng và tàn nhẫn hơn rất nhiều, có thể thấy, mấy miếng vải trông có vẻ sẽ ghép được tấm bản đồ đó là thứ Triệu Bân cố tình chuẩn bị cho họ. Buồn cười là đến tận bây giờ bọn họ mới biết, từ đầu chí cuối chẳng hề hay biết gì, cứ bị hắn đùa giỡn như mấy con khỉ già, bản đồ còn ghi hai chữ đần độn, đó chính là bằng chứng rõ nhất, lão ta chẳng những tức mà mặt còn nóng rát lên, lúc nãy lão ta còn thề thốt rằng đã giết Triệu Bân, thế mà bây giờ lại bị lừa. Tiểu võ tu đó có lẽ vẫn còn sống, giả chết để lừa gạt. Chờ tới khi họ có mặt ở khách điếm đó thì trong phòng đã chẳng còn một bóng người, Triệu Bân trốn mất dạng từ lâu. Không có Triệu Bân, chỉ có mỗi thị vệ đeo đao, bọn họ vừa mới vào đến thì sau lưng thị vệ đã kéo vào, dẫn đầu. Chính là người đàn ông trung niên mặc giáp sáng nay, vì khi Triệu Bân trốn đi đã rời một tin cho thị vệ tuần tra, nói đêm nay phòng khách điểm này sẽ có người tới gây chuyện. Hơn nữa còn là người tộc huyết ung. Người đàn ông trung niên mặc giáp cũng không muốn đến, nhưng nghe nói đó là người tộc huyết ung nên mới cấp tốc chạy tới. Chẳng vì điều gì, chỉ để nắm thóp gia tộc lớn, ai bảo thành cổ Minh Nguyệt có xích mích với tộc huyết ung cơ chứ? Đó cũng là lời thành chủ đã dặn, sáng nay chỉ là chút chuyện nhỏ, ông ta không tiện ra tay, nhưng nếu dám giết người ở đây thì đừng hòng đi đâu cả, đại lao trong thành vẫn còn trống nè. Cần gấp người vào đó ở. Bốn vị, đi chơi vui vẻ quá nhỉ, người đàn ông trung niên cười nói. Hơn nửa đêm mà tướng quân cũng không ngủ à, trưởng lão huyết ưng cười lạnh, biết được tình hình lúc bấy giờ, thì là ôm cây đợi thỏ thôi. Tiểu võ tu đó còn biết tìm người chặn đường cho mình. Ban đêm ban hôm, đi cẩn thận rơi xuống hố. Trung niên áo giáp để lại một câu rồi xoay người đi mất, cứ thấy mình vào quá sớm. Tìm, lật mọi ngóc ngách tìm hết cho ta. Nghiêm Khang nghiến răng nghiến lợi, cố nén giận sau khi bị người ta chơi cho một vố. Ba trưởng lão cũng tận tâm tận lực, cũng lao đi tìm người, tiếc là bọn họ chắc chắn sẽ ủ rũ quay về. Đây không phải là địa bàn nhà họ, tìm người thì cũng được đó, nhưng thành Minh Nguyệt lớn như thế, không thể lật hết tất cả mọi căn nhà để tìm, cũng không thể làm quá rầm rộ, thành chủ thành Minh Nguyệt đang nghĩ cách để giải quyết họ kia kìa. Đúng thật, có quá nhiều người đang lẳng lặng ngồi đó chờ. Người tộc huyết ưng đã trở thành đối tượng bị nhắm tới. Tìm rất lâu vẫn không thấy bóng người, ai dưng không chạy ra đường lúc nửa đêm, người không tìm thấy, lửa giận lại thích cho một bụng, từ đầu tới cuối cứ thấy bị tiểu võ tu đó nắm mũi dẫn đi. Dùng dao mổ trâu giết gà, Nghiêm Khang chợt nhe răng cười. Dường như hắn ta vừa mới nghĩ ra được chuyện gì đó, có vẻ đã tìm ra cách. Ý thiếu chủ là... Thiếu chủ tộc ám giả cần gấp một hung thủ để chút cơn tức của mình mà, Nghiêm Khang cười âm u, đưa tin cho Hoa Đô, tiện thể đưa bức họa tên võ tu đó. Kèm theo. Mượn đao giết người, vẫn dùng rất tốt. Trưởng lão huyết ưng cười nói, lập tức vẽ mặt mũi Triệu Bân, gửi thẳng đến chỗ Hoa Đô. Dầm. Đúng như những gì Nghiêm Khang đoán, Hoa Đô nghe được tin lập tức nổi giận, lập tức bắt về đây ngay cho ta. Người đã chạy mất rồi. E là khó tìm thấy. Trưởng lão huyết ưng vuốt mồ hôi, bọn ta tìm suốt đêm đấy. Tìm thành chủ, truy nã hắn, Hoa Đô gào lên như một kẻ tâm thần. Đã mắc câu. Trưởng lão huyết ưng cười vui vẻ, thoải mái sải bước đi. Tìm Hoa Đô là để Hoa Đô chạy tới tìm thành chủ thành Minh Nguyệt, nếu thành chủ ra lệnh tìm người thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, thành đã bị phong tỏa, chạy đằng trời chắc. Chỉ cần tìm thấy rồi thì cái gì cũng dễ, bọn họ sẽ theo dõi sát sao, có một ngàn một vạn cách để lặng lẽ giết chết Triệu Bân. Phủ thành chủ lúc nửa đêm không hề yên tĩnh. Hoa Đô nổi giận dẫn ba trưởng lão nhà mình tới và nhất quyết phải vào trong, có ngăn cũng không được khiến thành chủ thành Minh Nguyệt khó chịu, đang bận nằm trên giường hưởng thụ cơ mà. Bị ngắt ngang thế này, còn vui được nữa mới là lạ, Hoa Đô thì cũng bình thường, nhưng ba trưởng lão tộc ám dạ lại ho khan mãi. Tìm, ta tìm cho các ngươi, thành chủ thành Minh Nguyệt nghiêm mặt ra lệnh. Tộc ám dạ không thể so với tộc huyết ưng, hai nhà có vài quan hệ sâu xa nên vẫn phải nể mặt.
Nếu không có quan hệ đó thì chắc tộc ám giả cũng chẳng dám đến gõ cửa lúc nửa đêm, tìm kích thích. Mau mau mau. Phủ thành chủ không yên tĩnh, thành Minh Nguyệt cũng chẳng được yên bình. Thị vệ đeo đao lại nhiều lên, đội này đội khác giải rác khắp nơi, đa số đều ngáp ngắn ngáp dài, có đội lần lượt lục loát từng khách điếm một. Có đội đi thành nhóm tìm khắp các ngõ hẻm. Trong một phòng khách điếm nọ, Triệu Bân ngồi xuống. Phòng khách điếm này cũng rất gần Túy Mộng Lâu, đứng trước cửa sổ lầu ba nhìn xuống có thể trông thấy Mộng Điệp đang đứng dưới mảnh sân đó, ngày mai hắn sẽ dẫn Mộng Điệp bỏ trốn. Điều kiện tiên quyết là, thành cổ Minh Nguyệt gỡ bỏ phong tỏa. Dù không gỡ phong tỏa thì tối mai hắn cũng sẽ đến đó nói một tiếng. Nhưng hắn nghĩ thành cũng sẽ mở phong tỏa trong vòng vài ngày tới thôi, chẳng thể phong tỏa thế mãi được, có rất nhiều người đang vội vã chạy đến Thiên Tông cơ mà. Chẳng hạn như Nghiêm Khang, chẳng hạn như thiếu chủ tộc ám giả. Sáng sớm, trên đường cái ồn ào tấp nập. Minh vệ đang tìm người, ai cũng ráo rác tìm khắp nơi. Đến nay vẫn chưa tìm thấy Triệu Bân, vì Triệu Bân hoàn toàn không hề ra ngoài, cũng do thành cổ quá rộng lớn, muốn tìm người cũng chẳng dễ dàng, nhỡ đâu đối phương dịch dung thì sao. Màn đêm lại lặng lẽ buông xuống. Triệu Bân chưa tỉnh, hắn vẫn khoanh chân nhắm mắt. Thật ra hắn đang nghiên cứu trời tạo hóa, tinh khí và sinh linh khí dồi dào, mạnh mẽ kèm theo chút khí tạo hóa khiến tinh thần hắn cứ lâng lâng, có những lúc hắn còn thoáng trông thấy thần thụ. Gió lạnh thổi vào, hắn dần mở mắt tỉnh lại. Đã là nửa đêm, đến thời gian hắn với Mộng Điệp đã hẹn trước. Rầm. Hắn còn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy cửa phòng bị đá văng. Sau đó có một đội binh vệ vọt vào, sau lưng là người đàn ông trung niên mặc giáp, trong tay còn cầm một bức họa, có người trong bức họa đó tất nhiên là Triệu Bân, mỗi binh vệ đều có một bức. Tiểu Hữu, khiến ta tìm mệt thật đấy. Người đàn ông trung niên mặc giáp ngáp dài. Tiền bối, ông đang, Triệu Bân hỏi dò ông ta. Thành chủ cho mời. Mời ta, Triệu Bân hơi bất ngờ. Đi thôi. Trung niên áo giáp cuộn tròn bức họa lại, sải bước đi trước. Triệu Bân chẳng hiểu mô tê gì, nhìn lại thị vệ đeo đao hai bên, sau đó đuổi theo. Người lén ra tay với Hoa Đô là ngươi hả? Ra khỏi khách điếm. Trung niên áo giáp đột nhiên nói. Không phải, Triệu Bân trả lời rất dứt khoát. Đó là sự thật. Hắn muốn ra tay với Hoa Đô trong tiểu viện, nhưng lại bị Nghiêm Khang giành trước. Trên đường, hắn cũng muốn nhưng lại bị thanh niên áo đen giành trước. Thế thì ngươi phải chuẩn bị tinh thần, đừng để đến phủ thành chủ rồi lại không cãi được. Trung niên áo giáp nói, có lẽ ông ta biết Triệu Bân muốn hỏi gì nên bổ sung thêm, tộc huyết ưng đến tìm Hoa Đô. Triệu Bân nghe xong bèn nhướng mày. Hắn là người thông minh nên chẳng cần ông ta phải giải thích, hắn có thể tự suy nghĩ được. Có lẽ Nghiêm Khang đã đổ tội lên đầu hắn, nói hắn là hung thủ, muốn mượn đao giết người, Hoa Đô chính là thanh đao đó. Đúng là thua ngươi, Triệu Bân khẽ thổn thức. Không ngờ Nghiêm Khang dùng đến cả cách này chỉ để tìm được hắn. Tiếc là hắn không phải quả hồng mềm, không phải ai muốn nắm muốn bóp cũng được, chuyện đầy tính kích thích thế này. Hắn cũng không ngại chơi cho Nghiêm Khang thêm một vố, chẳng hạn như giúp Hoa Đô tìm hung thủ. Ta tin nhầm người rồi ư. Ở Túy Mộng Lâu, Mộng Điệp thì thào tự hỏi. Đã hẹn là giờ này, cô ta đã chờ Triệu Bân rất lâu, dù thành Minh Nguyệt vẫn còn phong tỏa, nhưng ít nhất hắn cũng phải đến nói một tiếng, hay là võ tu cảnh giới chân linh đó hoàn toàn không có ý định giúp cô ta. Kế hoạch nào cũng có biến cố. Triệu Bân theo sau người trung niên áo giáp, luôn miệng nói thầm. Lúc đi ngang Túy Mộng Lâu, hắn còn dương mắt nhìn, có lẽ giờ này Mộng Điệp đang sốt ruột chờ. Hai người một trước một sau bước vào phủ thành chủ. Triệu Bân nhìn ngó suốt cả đường đi, phủ thành chủ được xem là trọng địa binh gia, tất nhiên có rất nhiều cấm chú, còn nhiều hơn phủ thành chủ thành Vong Cổ. Đó chỉ là những cái hắn có thể trông thấy, không biết ẩn sâu bên trong còn che giấu bao nhiêu nữa. E là địa tàng tầng cao nhất đến đây gây chuyện cũng khó thoát nổi, nên biết rằng phủ thành chủ không chủ có nhiều cơ quan mà còn có cao thủ nhiều như mây, cùng là thành chủ nhưng Dương Hùng lại thua Minh Nguyệt nhiều. Thành chủ, người đã được đưa tới. Vào đến đại đường, người trung niên áo giáp lập tức đứng sang một bên. Triệu Bân khẽ liếc mắt, trông thấy Hoa Đô và trưởng lão ám dạ, trông thấy Nghiêm Khang và trưởng lão huyết ưng,
còn một người nữa là thành chủ thành Minh Nguyệt, dù không xinh đẹp xuất sắc như nữ soái Xích Diễm nhưng cũng khuynh quốc khuynh thành. Dù không lộ ra uy áp nhưng vẫn có thứ sát khí đã khắc vào tận xương cốt. Chẳng ai có thể bắt chước được thứ sát khí của một người từng trải qua chiến trường. Còn vẻ mặt ấy à, chẳng có người nào giống người nào. Chẳng hạn như thành chủ thành Minh Nguyệt và người trung niên áo giáp, bình tĩnh thong dong, suy cho cùng vẫn là chuyện của người ngoài. Chẳng hạn như Hoa Đô, nhe răng trợn mắt, đôi mắt lanh lợi ấy trở nên khát máu và tàn bạo. Chẳng hạn như Nghiêm Khang, nụ cười đầy ẩn ý, nhưng người nằm trên ghế trông cứ như đang chờ xem tuồng kịch, chạy ư. Ngươi chạy thử ta xem coi nào, chạy tới chân trời góc biển ta cũng sẽ lôi đầu về bằng được. Ra mắt thành chủ. Triệu Bân chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ chắp tay thi lễ với thành chủ thành Minh Nguyệt. Dám chơi ta. Muốn chết. Thành chủ thành Minh Nguyệt chưa kịp mở miệng thì Hoa Đô đã tức tối nhảy dựng lên. Bị nổ một lần, bị thiêu một lần, trông hắn ta dữ tợn như một tên ác quỷ, đầu vẫn còn quấn đầy băng vải, da đầu bị cắt bỏ thì chẳng khỏe khoắn gì cho cam, đến nay vẫn chưa lành. Không phải tất cả mọi người đều am hiểu về tẩy tủy dịch cân kinh. Thiếu chủ ám dạ, đây là phủ thành chủ. Người trung niên áo giáp thản nhiên nói, uy áp lộ ra, Hoa Đô đang muốn rút kiếm giết người bị ép ngược trở về, khiến ba trưởng lão ám dạ bực bội. Tiểu bối, người có nhận tội không? Thành chủ thành Minh Nguyệt khẽ liếc sang Triệu Bân, tiện tay bưng tách trà lên, không muốn dây vào chuyện này, nhưng vì tộc ám dạ tạo áp lực nên vẫn phải làm ra vẻ. Vãn bối đã phạm tội gì? Triệu Bân hỏi. Có đặt điều nữa cũng vô dụng thôi, tối đó ta đã trông thấy người, Nghiêm Khang cười lạnh, người tưởng việc mình làm thần không biết quỷ không hay ư. Người nên biết rằng, người làm có trời đang nhìn, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Thành chủ thành Minh Nguyệt chỉ lo vuốt cằm thưởng thức trà ngon, người trung niên áo giáp cũng đứng ngay ngắn, không có ý định chen miệng vào, cứ đứng xem là được, Hoa Đô thì không nén được lửa giận, chỉ muốn nhảy dựng lên chém cho Triệu Bân một kiếm. Thiếu chủ Huyết Ưng cho hỏi. Hung thủ đêm đó, có mấy người, Triệu Bân hỏi. Có rất nhiều người trông thấy là hai người, Nghiêm Khang cười âm u. Thế lại hỏi thiếu chủ Huyết Ưng, hai hung thủ đó. Có tu vi thế nào, Triệu Bân lại hỏi. Cũng có rất nhiều người trông thấy, cảnh giới huyền dương. Thế thiếu chủ Huyết Ưng thấy ta, giống cảnh giới huyền dương không? Triệu Bân nói xong bèn lộ chân nguyên, đó rõ ràng là cảnh giới chân linh. Đó chính là sự danh ma của ngươi để qua mắt người đời, ngươi tìm hai tên động bọn, thần không biết quỷ không hay, Nghiêm Khang khẽ nhếch khóe miệng, cũng không phải tên ngốc nên hắn ta đã nghĩ rất kỹ lý do để bao biện. Đổi trắng thay đen cũng được, khuấy vũng nước đục cũng chẳng sao. Dù sao cái mác hung thủ này cũng phải được gắn lên người Triệu Bân. Nói thế thì e là không thuyết phục được ai đâu. Làm tức là làm, xong rồi lại không dám thừa nhận ư. Một câu của Triệu Bân. Câu kia của Nghiêm Khang, mỗi người một câu móc mỉa nhau. Trung niên áo giáp khoanh tay đứng đó xem mà cứ buồn cười, muốn cười vào mặt Nghiêm Khang, đầu óc tên này cũng không được ổn lắm nhỉ, đối đáp hăng hái thế. Còn nữa, lý do ngươi nói chẳng những không thể thuyết phục ai mà còn vớ vẩn lắm kia. Ngươi tưởng bọn ta bị ngu hết hả? Cả ông ta còn biết chứ đừng nói đến thành chủ Minh Nguyệt, thành chủ vẫn ngồi đó cười không nói, ai đầu không bị uống nước đều biết Nghiêm Khang đang nói dối. Đã thế còn nói như đúng rồi. Nhìn lại trưởng lão Huyết Ưng, trông vẫn bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Có phải là hung thủ hay không chẳng quan trọng, bọn họ chỉ muốn tìm Triệu Bân, những chuyện khác không hề quan trọng, nếu Triệu Bân thật sự bị thành chủ Minh Nguyệt giết thì đỡ phải lo, nếu được thả ra thì bọn họ sẽ bám theo Triệu Bân cho đến khi dế được hắn. Trưởng lão ám giả cũng đứng khoanh tay như thể chuyện chẳng liên quan đến mình. Đều là mấy lão già. Ai lại chẳng biết Nghiêm Khang ăn không nói có, đầu óc bọn họ sáng như gương, nhưng chẳng sao cả, tìm một kẻ gánh tội thay để thiếu chủ bớt giận, chuyện này tạm kết thúc ở đó. Bọn họ còn phải chạy đến Thiên Tông mà, không có dư thời gian để ở đây dây dưa mãi. Hung thủ thật sự thì chờ thiếu chủ an toàn đến nơi rồi, bọn họ sẽ điều tra cẩn thận. Nói thẳng ra là hai nhà phối hợp với nhau, mượn đất phủ thành chủ để diễn một tuồng kịch, ai cũng có nhu cầu mà. Đao được mượn để giết người, dù người đó là ai thì cũng không quan trọng. Còn Hoa Đô thì với tình trạng của hắn ta bây giờ, đầu óc cũng không được tốt lắm, chỉ số thông minh giảm đáng kể, những điều khuất tất đằng sau hắn ta chẳng muốn nghĩ, chỉ muốn giết người,
chẳng cần biết hắn có phải là hung thủ hay không, cứ thấy máu đã rồi mình bàn tiếp, lửa giận của hắn chỉ có thể dùng máu tươi để dập. Muốn tìm hung thủ cũng không khó. Triệu Bân nói, thành chủ Minh Nguyệt nghe thế bèn dương mắt nhìn. Ngươi chính là hung thủ, còn tìm hung thủ nào nữa, Nghiêm Khang cười lạnh. Triệu Bân chẳng thèm ngó ngàng đến hắn ta, nhìn sang trưởng lão tộc ám dạ, đêm đó, kẻ hận thiếu chủ nhà ngươi nhất là ai? Trưởng lão tộc ám dạ ho khan một tiếng, xem như không nghe thấy. Không nghe thì lại càng dễ nói, Triệu Bân trả lời thay bọn họ, kẻ hận thiếu chủ nhà ngươi nhất trong đêm đó chính là kẻ đấu giá thất bại. Nói tới đó, Triệu Bân nhìn sang Nghiêm Khang, chắc người đó phải thích đầu bài Túy Mộng lâu lắm, không tiếc bỏ ra 30 vạn lượng để mua một đêm xuân. Vấn đề ấy à, có người nhảy ra gây rối, có nhiều hơn hắn ta 5 vạn lượng, chuyện tốt bị người ta phá hỏng, thậm chí còn ghi hận trong lòng nên đêm đó tới trả thù. Nói thì cứ nói, ngươi nhìn ta làm gì, Nghiêm Khang hừ lạnh, có tật giật mình. Triệu Bân cười chuyển tầm mắt sang thành chủ Minh Nguyệt, tiền bối, vãn bối phân tích thế có đúng không? Đúng, thành chủ Minh Nguyệt cười. Vung tay ném 30 vạn lượng, người có tài lực vật lực như thế chắc cổ thành Minh Nguyệt chẳng có mấy, Triệu Bân cười nói, lại nhìn sang Nghiêm Khang, vãn bối nghĩ thiếu chủ tộc Huyết Ưng. Cũng là một người như thế. Ăn nói linh tinh, muốn chết. Nghiêm Khang hét lớn, đứng bật dậy, chân nguyên bùng nổ. Đây là phủ thành chủ thành Minh Nguyệt, trung niên áo giáp không phải kẻ bất tài, những lời như thế lại được mang ra, cũng như Hoa Đô trước đó, Nghiêm Khanh vừa đứng dậy lại bị uy áp đó đè xuống. Ba vị trưởng lão, khí tức chân nguyên của hắn ta có quen không? Triệu Bân quay đầu lại nhìn ba trưởng lão tộc ám dạ, lời nói đầy ẩn ý. Trưởng lão tộc ám dạ không để ý tới Triệu Bân, hai mắt híp lại chẳng nhìn hai mà chỉ liếc mỗi Nghiêm Khang. Triệu Bân nói thế mới thấy nó quen thật, đêm đó khi họ đuổi theo, dù không bắt được nhưng khí tức ấy à. Vẫn rất quen, giống với Nghiêm Khang lắm. Chẳng những giống mà đó chính xác là chân nguyên của hắn ta cơ. Lần này thì đúng người rồi. Ba vị đừng nghe lời hắn châm ngòi ly gián. Thiếu chủ nhà ta cây ngay không sợ chết đứng, tuyệt đối không làm những chuyện xấu xa như thế. Đừng trúng kế của hắn. Thấy ánh mắt người tộc ám giả có gì đó không đúng, ba trưởng lão tộc Huyết Ưng vội vàng nói, những lời đầy chính nghĩa, ai không biết lại tưởng thiếu chủ nhà hắn ta là đứa trẻ ngoan ngoãn lắm. Yên tâm, bọn ta tự biết rõ. Ba trưởng lão tộc ám giả cười, không biết tại sao họ lại cười vui vẻ. Đúng là một tuồng kịch hay, bắt một hung thủ giả, lại lôi ra được hung thủ thật. Nhưng bọn họ vẫn chưa có thái độ gì, trong lòng biết là được rồi. Không thể trở mặt với nhau ở đây được. Có những ân oán chỉ nên được giải quyết bên ngoài, tộc Huyết Ưng được lắm, chơi rất vui. Tính kế thiếu chủ nhà ta như thế, không ngồi lại tâm tình với các ngươi một phen này có lỗi với liệt tổ liệt tông quá. Hoa Đô nổi giận, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn ta nhìn Nghiêm Khang chất chứa sự lạnh lẽo. Dù đầu óc không được tốt lắm cũng có thể nhìn ra manh mối, Triệu Bân suy đoán cực kỳ khách quan. Dù xét về động cơ, khí tức hay tài lực thì Nghiêm Khang vẫn là kẻ thích hợp là hung thủ nhất, thích hợp đến lạ. Con mẹ nó, đi cả một vòng lớn, hung thủ lại đứng ngay trước mặt. Phì. Người dung niên áo đen đứng bên cạnh phì cười, cảm thấy hơi bất lịch sự nên cố nén lại, nhưng vẫn không được, lại bật cười. Thật sự không thể kìm nén được nữa nên đứng che miệng cười khẽ. Hay, đúng là con mẹ nó rất hay. Nghiêm Khanh đúng là một tên rất khá, khởi binh vấn tội thay Hoa Đô, hỏi được một hồi lại tự chôn sống mình, tìm một hung thủ ra, trong lúc bất cẩn còn chưa kịp bắt thì đã tự để hung thủ thật là mình lộ ra. Đúng là một pha đi vào lòng đất, ông ta từng này tuổi rồi mà đây là lần đầu tiên thấy. Mẹ nó, ta cũng muốn cười. Trong đầu thành chủ Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện một câu như thế. Nhưng bản thân là thành chủ, cái gì nên giữ vẫn phải giữ, khi nên nhịn. Vẫn phải nhịn. Nhưng với thiếu chủ Huyết Ưng, hôm nay thành chủ lại được mở mang tầm mắt, đúng là hành động cực kỳ dữ dội. Rõ ràng là một vai phụ bên lề thôi, thế mà hắn ta lại diễn như nhân vật chính, lại còn diễn rất hay. Rắc. Trong đại đường phát ra một âm thanh. Hay có thể nói đó là Nghiêm Khang nghiến răng nghiến lợi, mới nãy còn bình tĩnh lắm, bây giờ mặt mũi đã nóng bừng bừng,
ngoài ra chính là sát khí lạnh như băng, đó là sát khí dành cho Triệu Bân, tiểu võ tu này cố tình chọc hắn ta tức điên để rồi lộ ra chân nguyên. Chẳng có gì phải nghi ngờ nữa, hắn ta bị phát hiện. Lần này thì chẳng cần phải lắm mồm lắm miệng làm gì nữa, có ra vẻ cũng không còn tác dụng gì, sự thật có thể chiến thắng mọi lời giải thích. Đồng đội ngu như heo mà. Gương mặt già nua của trưởng lão Huyết Ưng cũng đỏ bừng, thật sự không thể bao biện thêm được nữa. Thiếu chủ nhà họ tự chui đầu vào giọ rồi, giữ cũng giữ không xong. Còn nói cái gì nữa giờ? Triệu Bân bình tĩnh đứng đó như một đứa trẻ ngoan ngoãn, chẳng thèm để ý đến sát khí từ Nghiêm Khang. Hai chữ hắn ghi trên bản đồ đưa cho tộc Huyết Ưng tối qua đã thành danh xứng với thực rồi. Lần này không phải do hắn cố ý gài bẫy. Là do Nghiêm Khang đã bày ra một vở kịch không nên có, và lại hắn ta cũng không nên làm nhân vật chính, đêm đó từ lúc họ tranh giành đầu bài cho đến khi Hoa Đô bị nổ thì hắn luôn có mặt, là nhân chứng hàng thật, gài ta, ngươi còn chưa đủ trình. Tối nay thời tiết không tệ, mở phong tỏa thành thôi, thành chủ Minh Nguyệt nhấp một ngụm trà. Mở phong tỏa là đúng, ngoài thành nhiều đất trống, có thể thoải mái đánh nhau. Trung niên áo giáp xoay người đi truyền lệnh. Những lời trước khi ông ta đi cực kỳ sâu sắc. Những lời đó người nào hiểu thì hiểu, người không hiểu thì cũng giả vờ hiểu. Thành đã mở phong tỏa, bọn ta xin phép đi trước. Ba trưởng lão Huyết Ưng vội vàng đứng dậy, ai cũng hốt ha hốt hoảng. Đi, mau đi thôi, bốn người đối diện chẳng hề hiền lành tí nào, mẹ nó đến phủ thành chủ có một chuyến mà toàn chuyện gì thế này, thành chủ Minh Nguyệt giúp bọn họ tìm được tiểu võ tu. Nhưng tiểu võ tu đó lại giúp Hoa Đô bắt được hung thủ, đó cũng chính là thiếu chủ nhà họ. Ngươi, chờ đó cho ta. Nghiêm Khang vẫn chưa nói gì, nhưng hắn mắt hắn ta trước khi đi cũng đã thể hiện được những lời đó. Triệu Bân vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới, ta đâu có dễ bị dọa thế, có giỏi thì đừng dẫn người bảo kê theo, ta đánh chết ngươi. Thế thì bọn ta cũng xin phép. Trưởng lão ám giả cũng đứng dậy. Còn chưa thi lễ xong thì Hoa Đô đã vác kiếm lên đuổi theo tộc Huyết Ưng ra khỏi đại đường. Đã biết Nghiêm Ngang là một trong những hung thủ thì cần gì phải nói nữa, trong thành không được đánh nhau nhưng ra khỏi thành thì mặc sức đánh giết, ngọn lửa giận bị đè nén bấy lâu nay, hắn ta nhất định phải chút cho bằng hết lên người Nghiêm Khang. Ba trưởng lão ám giả cười gượng, vội vàng đuổi theo. Trước khi đi bọn họ còn liếc sang Triệu Bân, ánh mắt có chút biết ơn thì thôi rồi. Cảm ơn vì Triệu Bân đã giúp họ giải quyết tộc Huyết Ưng, lôi ra được tên hung thủ, chuyện đó làm rất đẹp. Thiếu chủ nhà ngươi mà không mang theo bảo kê thì ta vẫn sẽ chơi chết hắn thôi. Đó là những lời Triệu Bân nói thầm trong lòng, hung thủ là hung thủ, ân oán ở thành Vong Cổ thì rảnh rỗi vẫn phải tính, các ngươi đánh trước đi, để ta mang Mộng Điệp về nhà rồi quay lại giải quyết từng người một. Thành chủ, vãn bối xin phép đi, Triệu Bân chắp tay, chuẩn bị xoay người. Có muốn vào phủ thành chủ của ta không? Thành chủ Minh Nguyệt đứng dậy, cười nhìn Triệu Bân. Chuyện trước đó bà ta cũng có nghe nói, cảnh giới chân linh dùng một đòn đánh bại Nghiêm Khang cảnh giới huyền dương, tên này không đơn giản như những gì họ tưởng tượng, từng đó tuổi đã có được tu vi như thế, tại sao lại không thu nhận, tự tay bồi dưỡng, sau này chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực. Điều kiện tiên quyết là Triệu Bân đồng ý vào phủ thành chủ. Cảm ơn tiền bối cất nhắc. Vãn bối còn chuyện quan trọng cần làm, Triệu Bân bèn nói ngay. Tên không biết điều này, người trung niên áo giáp khinh bỉ, thành chủ đích thân mời mà lại không nể mặt thế à? Nếu ngày nào đó suy nghĩ cẩn thận rồi thì cứ đến đây. Thành chủ Thành Minh Nguyệt khẽ cười, cũng không làm khó. Đúng là, người của nữ soái Xích Diễm đều là người biết ý. Cảm ơn tiền bối. Triệu Bân lại thi lễ rồi xoay người rời đi. Một giây trước đó. Suýt chút nữa hắn đã buột miệng nói chuyện Mộng Điệp ra, hắn muốn mượn danh của thành chủ Minh Nguyệt để ép Túy Mộng Lâu thả người, thế thì hắn sẽ đã phải dẫn uy Mộng Điệp bỏ trốn. Nhưng ngẫm lại vẫn bỏ qua. Theo hắn nghĩ, có lẽ thành chủ của một thành cũng không thể đụng tới Túy Mộng Lâu. Chuyện đó thì mấy ngày nay hắn có hỏi thăm, Túy Mộng Lâu sâu hơn hắn tưởng, đằng sau không phải là ngọn núi nhỏ mà là người nắm quyền cao ở đế đô, thành chủ Minh Nguyệt có lẽ không đủ mạnh. Thế thì thôi khỏi nói cho xong, đỡ đánh rắn động cỏ. Bây giờ việc hắn phải làm chính là lặng lẽ đưa Mộng Điệp ra khỏi Túy Mộng Lâu, ra khỏi thành Minh Nguyệt, trời cao mặc chim bay, chỉ cần kế hoạch đủ hoàn hảo, chỉ cần họ trốn đủ nhanh thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Cứ thả hắn đi vậy hả?
Sau lưng, người đàn ông trung niên mặc giáp nhìn thành chủ Minh Nguyệt. Hắn không phải là người tầm thường. Thành chủ Minh Nguyệt cười cười, một thanh niên thú vị như thế, một là giết từ trong trứng nước, hai là nhận về phe mình, thế nhưng bà ta lại được dạy dỗ là không lạm sát người vô tội. Nếu đối phương đã không muốn thì bà ta cũng không ép, để lại một mối duyên thế cũng tốt, sau này có khi lại được nhờ. Tu vi người cao, người nói thế nào thì là thế ấy. Trung niên áo giáp cười, cũng duỗi lưng xoay người đi. Tìm người suốt một ngày một đêm, mệt chết đi được, nhưng màn kịch tối nay cũng khá là hay, nếu không phải do mệt quá thì chắc chắn ông ta sẽ chạy ra ngoài thành xem thử hai nhà huyết ưng và ám dạ đã đánh nhau chưa. Bên này, Triệu Bân đã ra khỏi phủ thành chủ, đi thẳng tới Túy Mộng Lâu. Chậm trễ lâu thế này, chắc Mộng Điệp sốt ruột lắm rồi, nói không chừng đang suy sụp tinh thần đấy nhỉ. Cơ Ngân. Đang đi thì không biết Tịch Linh từ đâu xuất hiện. Không nghỉ ngơi à, Triệu Bân cười. Không nghỉ, mệt mỏi ba ngày nay rồi, tối nay sẽ lập tức lên đường quay về. Đi xuyên đêm à. Tịch Linh khẽ gật đầu. Mặt mùi cứ cúi gằm xuống, chúng ta có thể gặp lại không? Có lẽ có, Triệu Bân cười nói. Thế thì, sau này gặp lại, cuối cùng Tịch Linh cũng ngước mắt lên, tự tay tháo một miếng ngọc bội màu xanh xuống nhét vào tay Triệu Bân, người cho ta bùa chú, ta tặng ngươi miếng ngọc bội này, mong ngươi. Đi đường bình an. Cảm ơn nhiều. Linh Nhi, đi thôi. Cách đó không xa có tiếng Diệp Thanh Sơn kêu gọi, mã đội cũng đang chờ. Đến ngay. Tịch Linh xoay người, đi cẩn thận từng bước một. Chờ họ đi ngày càng xa, đôi mắt xinh đẹp ửng hồng, Diệp Thanh Sơn thấy thế bèn thở dài, hiểu rõ con gái nhà mình thế nào, nhưng tiếc là thanh niên tên Cơ Ngân đó chắc chắn chỉ là một vị khách qua đường. Triệu Bân nhìn theo một lúc lâu, cũng xoay người. Có lẽ hắn chưa phát hiện ra, khi miếng ngọc bội màu xanh kia nhập vào nhẫn ma, nó lóe lên một chút ánh sáng lờ mờ, rất kỳ quái, nếu như Nguyệt Thần tỉnh dậy. Có lẽ đôi mắt đẹp của cô ta sẽ tỏa sáng. Sân nhỏ của Túy Mộng Lâu. Mộng Điệp vẫn đứng dưới ánh trăng, lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao, cô ta đứng đợi một người đã rất lâu. Đến bây giờ, cô ta vẫn chưa thấy Triệu Bân tới, đôi mắt mơ màng đột nhiên trở nên mờ mịt, không biết có phải bản thân tin nhầm người hay không mà chỉ biết rằng thế giới trong đôi mắt của cô ta, ánh sao đong đầy, tỏa sáng rạng rỡ nhưng giờ lại u ám như vậy, từng cơn gió trong đêm. Đối với cô ta, lạnh đến thấu xương. Xin lỗi, ta đến muộn. Một câu nói đột ngột vang lên, phá vỡ mạch tư duy của Mộng Điệp. Mộng Điệp vội vàng quay người, tiếng gọi này khiến cơ thể lạnh lẽo của cô ta có thêm chút hơi ấm, sự u ám trong mắt dần tan đi, lần này, cô ta không tin nhầm người. Thành này đã bị phong tỏa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi. Triệu Bân lập tức nói. Chậm trễ thì sẽ xảy ra chuyện, nên nếu muốn chạy trốn, thì càng sớm càng tốt. Ta đã sẵn sàng rồi. Mộng Điệp mặc một bộ đồ đen, có tác dụng che giấu hơi thở. Cô ta cũng không có nhiều hành lý, từng thứ ở đây, cả đời này cô ta đều không muốn gặp lại. Mộng Điệp mặc chiếc áo đen, giơ một tay ra. Sau đó, một làn sương mù hóa ra bên cạnh cô ta, biến thành một Mộng Điệp khác. Phân thân sao, Triệu Bân lẩm bẩm, hắn không biết rằng Mộng Điệp thông hiểu thuật phân thân. Nếu muốn học thì sau này ta sẽ dạy ngươi. Mộng Điệp khẽ cười, đây không phải nụ cười gượng ép, mà là nụ cười từ tận đáy lòng. Trong khi nói chuyện, phân thân đã đi sang phòng bên, mục đích của Mộng Điệp rất rõ ràng, cô ta muốn phân thân ở đây thế thân mình, nếu như thật sự có người tới kiểm tra phòng thì cũng có thể kéo dài thời gian, thứ bọn họ cần nhất bây giờ chính là thời gian. Thế thì tốt, Triệu Bân cười, đi xuyên qua tường. Mộng Điệp thì như hóa thành một con bướm, bay vọt đi. Không định tạm biệt sao? Đây là một cái hố lửa, cũng chẳng có gì để lưu luyến. Hai người chưa dừng lại, ra khỏi sân nhỏ, đi qua phố xá ồn ào, sau đó đi thẳng ra ngoài thành, cả quá trình, trong cả Túy Mộng Lâu, không ai phát hiện. Có lẽ, bọn hắn nghĩ rằng Mộng Điệp không dám trốn. Nếu trốn thì cô ta chỉ có đường chết. Vun vút. Ra khỏi thành cổ, Triệu Bân dùng bùa tốc hành, nhân tiện nhét cho Mộng Điệp mười mấy tấm. Thuật thông linh bị ngăn cách thì chỉ có thể dùng bùa tốc hành. Cũng may, Triệu Bân có đủ hàng, nếu như thuận lợi,
có thể đi nhanh tới cố hương của Mộng Điệp. Dưới ánh trăng, hai người giống như hai bóng đen, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu sau, nơi sân nhỏ của Túy Mộng Lâu mới có động tĩnh. Đó chính là Tú Bà. Bà ta mở cổng, sau lưng còn dẫn theo một đám nha hoàn, trong tay họ nâng một thùng nước, trên mặt nước rải những cánh hoa, bà ta muốn tắm rửa cho Mộng Điệp, bởi vì, vị khách quý kia lại tới. Người được gọi là khách quý, chính là Hoa Đô. Không sai, tên này vẫn muốn trải qua một đêm xuân. Công tử, xin hãy chờ một chút. Phân thân của Mộng Điệp trong phòng, khẽ nói một tiếng. Cô ta đã tắm xong. Từ ánh nến phản chiếu có thể thấy bóng lưng mảnh mai thon gọn của cô ta, đóm lửa lay động nhẹ nhàng. Nhanh lên! Hoa Đô tùy tiện giật áo ngoài, khắp người nóng ran, trên trán lấm tấm mồ hôi, xem ra là hắn ta vừa mới đánh nhau với ai về. Còn đánh với ai nữa? Chắc chắn là với Nghiêm Khang, 4-4, đánh một trận khốc liệt. Điều đáng tiếc chính là dù đội hình tương xứng nhau, nhưng hắn ta không bắt được đối phương, để đám Nghiêm Khang trốn mất. Chuyện này vẫn chưa xong đâu, trốn được một lần đâu trốn được cả đời. Cũng chính vì để cho Nghiêm Khang chạy mất, hắn ta mới phải nén giận, cần khẩn trương tìm người để dập lửa, lúc này mới tới Túy Mộng Lâu, 35 vạn lượng đêm đó vẫn còn tác dụng, tiền bạc cũng đâu thể tiêu lung tung được. Không có việc của các ngươi nữa, đi ra ngoài. Ba trưởng lão ám giả cũng ở đó, nhanh chóng đuổi Tú Bà và đám nha hoàn đi. Về phần bọn họ, đêm nay sẽ không rời khỏi sân này, an phận canh giữ ngoài cửa, họ không muốn thiếu gia bị nổ một lần nữa, đợi Hoa Đô thoải mái rồi thì bọn họ cũng lên đường tới Thiên Tông. Ngoài ra, việc cần làm chính là kiểm tra nơi đây. Vẫn là câu nói kia, bọn họ vẫn nhớ rất lâu, có quỷ mới biết dưới giường có dán bùa nổ hay không. Ba người phân công rất rõ ràng, một người tìm ở bên ngoài, một người tìm trong phòng, người thứ ba là người kính nghiệp nhất, quan sát đến từng tấc đất. Thấy không có gì nguy hiểm mới yên tâm. Bọn họ đã quan sát khắp nơi, trừ phòng bên cạnh. Lúc này, bọn họ cũng không biết Mộng Điệp thật sự đã đi rồi, còn người trong phòng tắm chỉ là một phân thân. Phân thân cũng có hạn chế thời gian, không kéo dài được bao lâu. Cả Triệu Bân và Mộng Điệp đều hiểu rõ chuyện này. Nhắc đến hai người thì họ đã cách Minh Nguyệt Thành đủ xa, đi xuyên qua núi rừng. Sông Vong Xuyên còn cách nơi này bao xa? Sau khi chạy được một đoạn, Triệu Bân cuối cùng liếc mắt sang bên hỏi. Ánh mắt này cũng không thể hiện sự lo lắng, hắn chỉ khẽ nhíu mày, chỉ vì Mộng Điệp bây giờ đã không còn giống Mộng Điệp của trước khi ra khỏi thành, mái tóc dày mượt phấp phới, bây giờ lại có thêm vài mái tóc bạc, đôi má vốn hồng hào, bây giờ lại tái nhợt đi, giữa hàng lông mày, không chỉ là bệnh tật và thương thích, giờ lại có thêm dấu vết của nỗi đau không thể nguôi ngoai. Rất xa. Mộng Điệp cười nhẹ, cô ta không hề ngạc nhiên với bộ dạng hiện tại của mình như thể cô ta đã biết điều này từ lâu. Triệu Bân không nói gì, lặng lẽ mở thiên nhãn, muốn tìm ra manh mối, vốn dĩ là một cô ta nương đang khỏe mạnh, sao lại biến thành thế này, cô ta có bệnh hay sao? Hay là bị thương? Triệu Bân nhìn qua, hàng lông mày lại nhíu chặt hơn, bởi vì tuổi thọ của Mộng Điệp đang trôi đi rất nhanh, mỗi lần trôi qua. Mái tóc của cô ta lại trắng thêm một chút, khuôn mặt tuyệt mỹ kia cũng tái nhợt theo. Trong cơ thể ta, có một chú ấn cực kỳ đáng sợ, Mộng Điệp cười, cơ thể khá đau đớn, một khi ta rời khỏi Túy Mộng Lâu thì chú ấn sẽ cắn nuốt tuổi thọ của ta, không thể ngăn được nó, cũng không thể hóa giải nó. Ta muốn ngươi đưa ta về nhà, chính là vì, dù ta có thể rời khỏi Túy Mộng Lâu, cũng không thể trở về nhà, ta sẽ chết bệnh, chết già trên nửa đường. Ta không muốn chết trên đường. Ta muốn chết gần quê hương hơn một chút. Chấm. Triệu Bân nghe Mộng Điệp nói xong thì im lặng. Đến giờ hắn mới biết tại sao cô gái này lại muốn hắn đưa cô ta về nhà, không phải vì cô ta không biết đường, cũng không phải vì cô ta không thể ra khỏi Túy Mộng Lâu và thành Minh Nguyệt mà là do cô ta đã biết là trong cơ thể mình có chú ấn, không chịu đựng được bao lâu nữa. Theo tốc độ giảm tuổi thọ như bây giờ thì nhiều nhất 3 ngày nữa thôi, tuổi thọ sẽ cạn. Nếu chỉ có một mình thì cô ta sẽ bị ngã gục giữa đường hoặc có thể sẽ bỏ mạng ở nơi rừng núi hoang vu hoặc trở thành thức ăn cho dã thú. Suy nghĩ bi thương đó chiếm trọn lấy cõi lòng của Triệu Bân. Chắc về nhà là tâm nguyện lớn nhất của Mộng Điệp, chắc đa phần đó cũng là chấp niệm duy nhất của cô ta. Dù biết rõ là sẽ chết nhưng vẫn làm một con thiêu thân lao vào lửa,
có chết cũng phải chết ở quê hương, dù sao cũng tốt hơn sống trong chốn lầu xanh bần tiện này. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, mua vui cho người khác là ý nghĩa tồn tại duy nhất của cô ta ở Túy Mộng Lâu, chắc là cô ta đã chán ngán cuộc sống phải luôn tươi cười đầy gượng ép thế này, không muốn tiếp tục sống như thế nữa. Chỉ trong vài giây mà hàng ngàn suy nghĩ đã hiện lên trong đầu Triệu Bân. Hắn ngừng suy nghĩ, nhìn sang Mộng Điệp, thiên nhãn vẫn chưa khép lại. Hắn đã tìm thấy chú ấn đó trong cơ thể của Mộng Điệp, nó liên tục lóe lên tia sáng ma mị, liên tục nuốt chửng tuổi thọ của Mộng Điệp giống như một con sâu độc đáng sợ, không bao giờ biết no, tham lam hút máu, e là đến khi Mộng Điệp chết đi thì nó mới chịu dừng lại. Không phá được, cũng không luyện hóa được. Triệu Bân lẩm bẩm rồi nhìn tới nhìn lui mười mấy lần. Chú ấn à không phải là chú ấn bình thường, hơn nữa, nó đã hợp thành một với Mộng Điệp, nếu cố ý phá chú ấn thì chẳng khác nào giết chết cô ta, người gieo ấn chú này rất tàn độc, vốn dĩ không trở lại đường lùi cho Mộng Điệp. Cũng có thể là do đạo hạnh của hắn còn quá non kém, hiểu biết còn hạn hẹp, tu vi quá thấp nên không tìm được cách phá giải, nếu Nguyệt Thần tỉnh thì nhất định sẽ có cách nhưng hắn gọi đi gọi lại Nguyệt Thần mà cũng không thấy cô ta hồi âm. Tưởng tượng thì đẹp đẽ nhưng thực tế thì tàn khốc. Nhưng dù Nguyệt Thần có tỉnh thì cũng lực bất tòng tâm, nói gì thì vị thần đó cũng chỉ là một tàn hồn, cô ta có thể chỉ cho Triệu Bân cách phá giải nhưng ngặt nỗi Triệu Bân chỉ là một võ tu quen, hắn vốn không làm được, có lòng cứu người là tốt nhưng nhiều lúc không đủ sức mới khiến người ta thấy áy náy nhất. Bao nhiêu năm không ra ngoài, vẫn là thế giới bên ngoài thoáng đãng. Mộng Điệp mỉm cười, nhẹ nhàng hít một hơi, vui chưa từng có. Mặc dù ánh mắt của cô ta rất ảm đạm, nụ cười nhợt nhạt nhưng lại đẹp hơn so với nụ cười giả tạo dạng người bình thường, nó bộc lộ chân thật cảm xúc trong lòng, không hề che giấu một chút nào. Cuối cùng cô ta cũng đã ra khỏi chiếc lồng đó, cuối cùng cô ta cũng có thể giống như một con chim tự do, bay lượn trên bầu trời, mặc dù cuộc đời chỉ còn lại mấy ngày nhưng như vậy đã đủ rồi, thấp kém cũng được, ích kỷ cũng được, có sao cô ta cũng vẫn muốn về nhà. Ây! Triệu Bân thầm thở dài, hắn có lòng giúp người nhưng lại không đủ sức. Lúc hắn than thở, Mộng Điệp đã đưa ra một quyển sách cổ, đó là bí kíp thuật phân thân. Cảm ơn. Triệu Bân không hề chối từ mà giơ tay nhận lấy. Dưới ánh trăng, hắn mở quyển sách cổ ra, vừa đi vừa nghiên cứu điểm huyền bí bên trong. Xét về ý nghĩa nhất định, phân thân cũng thuộc một loại bí kíp của pháp tu và đã bị cấm từ rất nhiều năm về trước. Để có thể thống trị tốt hơn, không biết hoàng tộc đã cấm biết bao nhiêu bí thuật, chẳng hạn như thuật phân thân mà Mộng Điệp đưa. Chắc là không phải chính thống, nhìn từ cấp độ phân thân trước đó của Mộng Điệp thì biết có điểm khiếm khuyết. Một lúc sau, Triệu Bân cất sách cổ vào. Sau đó hắn bấm ngón tay ấn và thầm niệm pháp quyết. Tiếp đó, có một luồng khói xanh bay ra từ trong cơ thể của hắn, tụ thành hình người ở bên cạnh, đó là hắn thứ hai, bất kể là khuôn mặt hay đường nét của ngũ quan đều giống hệt như hắn thật, ngay cả hơi thở cũng giống hệt, mới nhìn qua thì rất khó phân biệt được ai mới là thật. Thiên phú thật đáng sợ, Mộng Điệp khẽ lẩm bẩm. Năm đó, lúc cô ta học thuật phân thân thì đã phải nghiên cứu mất mấy tháng cơ. Người này thì hay rồi, chỉ mất có khoảng 15 phút là đã có thể biến ra được phân thân, thiên phú của hắn phải cao đến cỡ nào đây? Nhìn thì rất bình thường nhưng thực tế lại là một thiên tài, ít nhất thì cô ta cũng không sao bì kịp được. Triệu Bân liên tục đảo mắt, quan sát phân thân từ trên xuống dưới. Nói thật lòng. Nhìn một con người khác của mình như thế có cảm giác rất kỳ lạ. Nhìn phân thân của hắn có vẻ hơi cứng đờ, dường như không có cảm xúc, cũng không có khả năng nói chuyện, đấy chính là khuyết điểm của phân thân hay nói chính xác hơn thì thuật phân thân mà Mộng Điệp truyền cho hắn có khiếm khuyết rất lớn. Nếu như là pháp thuật phân thân chính thống thì ít nhất có thể nói chuyện hơn nữa còn có thể dùng bí thuật. Có điều, có còn hơn không mà. Phân thân có khiếm khuyết nhưng hắn còn sống. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ phát triển nó thành bản hoàn chỉnh. Cũng giống như thiên lôi trận, ngày xưa hắn chỉ lén học được phần căn bản của nó, sở dĩ sức sát thương của nó đáng sợ như bây giờ, tất cả đều nhờ hắn liên tục phát triển mà có lúc thiên phú siêu cấp cũng giống như thần. Vẫn chưa biết ngươi tên họ là gì, Mộng Điệp khẽ nói. Triệu Bân mỉm cười, sau đó cho phân thân biến mất rồi nói, gọi ta là Cơ Ngân được rồi. Cơ Ngân à? Mộng Điệp đã nhớ dối, Mộng Điệp khẽ cười, sắc mặt lại nhạt nhạt hơn. Triệu Bân muốn nói nhưng rồi lại thôi, nếu như kết cục đã được định thì có nói gì thêm nữa cũng vô dụng, đấy là con đường mà Mộng Điệp đã lựa chọn,
đường về nhà cũng là đường xuống suối vàng, quãng đời còn lại của cô ta cũng chỉ có 2-3 ngày thôi. Phân thân của ta, đã tan biến rồi. Mộng Điệp đột nhiên lên tiếng, cắt ngang sự trầm ngâm của Triệu Bân. Triệu Bân đưa tay lên, lấy ra thêm mấy tấm bùa tốc hành, không còn phân thân nữa thì e là sẽ có người đuổi theo nhanh thôi. Với năng lực của Túy Mộng Lâu thì nhất định sẽ điều đến rất nhiều người, hơn nữa còn là những người có tu vi cấp cao. Khốn nạn! Khuôn viên của Túy Mộng Lâu tối nay vẫn náo nhiệt như vậy. Là Hoa Đô, hắn ta giống như một con chó đang nổi điên, đứng la hét om sòm, cởi hết quần áo, chuẩn bị hưởng thụ đêm xuân với Mộng Điệp, nhưng khi đến nơi thì lại thấy chỉ là phân thân của Mộng Điệp. Bụp! Hắn ta tức đến hộc máu. Cũng không biết do giận quá mất lý trí hay là sự tà ác dâng lên quá độ mà hắn ta không thể kiềm chế nổi. Mất 35 vạn lượng để mua gái, lần đầu tiên bị nổ, lần thứ hai gặp phải phân thân, ngủ với người đẹp thôi mà cũng khó vậy sao? Mà cũng may là chưa lên giường, nếu như đang lúc thăng hoa mà người biến mất thì mới đau. Sao lại thế này? Những khách làng chơi vẫn còn đang ở trong Túy Mộng Lâu đều liếc mắt nhìn. Chắc là vì Hoa Đô đã hét quá lớn tiếng, dù cách rất xa nhưng họ vẫn có thể nghe thấy, rất nhiều người đến xem náo nhiệt đều bị chặn lạ, nghe Hoa Đô nổi giận như vậy thì chắc sự việc không đơn giản. Hay cho Túy Mộng Lâu, dám chơi đều tộc ám giả ta. Trưởng lão ám giả túm lấy cổ áo của Tú bà, nổi trận lôi đình. Tú bà sợ đến toàn thân run lên, khuôn mặt già nua trắng bệch không còn giọt máu, chỉ sợ bị một trưởng đập cho chết tươi. Phân thân, sao lại là phân thân chứ? Hộ vệ Túy Mộng Lâu ngây mặt ra. Vậy thì vấn đề đến rồi, phân thân ở đây thì người thật chạy đi đâu mất rồi. Các ngươi phải cho tộc ám giả ta lời giải thích về chuyện này. Trưởng lão tộc ám giả lạnh lùng hừm lên một tiếng, hất Tú bà ra đất. Đâu chỉ có mình Hoa Đô nổi giận, ông ta cũng nổi giận, vì một thanh lâu mà tộc ám giả đã mất hết mặt mũi. Mẹ nó! Một phân thân mà họ cũng không nhận ra. Trước đó, thiếu chủ bị nổ, bị hãm hại, chính là do Mộng Điệp và hung thủ cùng bày mưu, nói không chừng Túy Mộng Lâu cũng biết chuyện và hợp tác gài hàng tộc ám giả của bọn họ. Mất 35 vạn lượng mà bị nổ như thế, thôi thì bọn này cũng đã nhịn nhưng dùng đến phân thân thì quá đáng thật rồi. Lời giải thích, nhất định phải cho tộc ám giả một lời giải thích. Rất nhiều người ra khỏi Túy Mộng Lâu, các tòa kỵ lần lượt bay lên trời cao. Còn có cả các thú cưỡi dưới đất như hỏa lang, báo, hổ. Loại nào cũng có, tất cả đều là những loài hiếm có, từ đó có thể thấy thế lực của Túy Mộng Lâu này phải có đến mấy chục cao thủ, cả đám ào ào chạy ra khỏi thành cổ Minh Nguyệt. Bọn họ biết đuổi theo hướng nào là vì trong người của Mộng Điệp có chú ấn, có thể chỉ hướng cho họ. Động tĩnh lớn dữ vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi? Rất nhiều người ngước mắt lên nhìn, nửa đêm rồi mà còn gây ra động tĩnh lớn như thế. Nghe nói, Hoa Khôi đầu bảng của Túy Mộng Lâu đã chạy mất rồi. Xấu hổ nhất là Hoa Đô, đợi cả đêm mà chỉ đợi được phân thân của Mộng Điệp. Lần này thì đau rồi. Chỗ nào có người tụ tập thì chỗ đó có tiếng chậc lưỡi, suýt xoa, bàn luận. Không thể không nói, thiếu chủ ám dạ lại nổi điên thêm lần nữa, đúng là kỹ nữ gây ra huyết án mà. Ngoài sự suýt xoa chính là sự tiếc nuối. Mộng Điệp chạy rồi, nếu có thể bắt về thì còn đỡ. Nếu như không bắt về được thì sau này có lẽ họ khó có thể được chiêm ngưỡng điệu nhảy tuyệt vời của cô ta nữa rồi, và cũng chỉ có thể tìm thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc đó trong ký ức mà thôi. Tiểu Hữu bất giận, nhất định sẽ có lời giải thích cho người. Tú bà vừa lau mồ hôi lạnh vừa lễ phép nói. Bà ta chỉ là một tú bà, bợ đỡ để kiếm chút bạc lẻ, không thể chọc đến tộc lớn, ai mà biết sao Mộng Điệp lại chạy mất, khổ nhất là đến giờ bọn họ mới biết, bất ngờ này thật sự rất kinh hoàng. Nếu bắt về được thì còn đỡ, nếu không tìm được người thì nhất định bên trên sẽ hỏi tội. Còn ngây ra đó làm gì, trưởng lão ám dạ hét lên. Tú bà hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, vội vã ra khỏi khu nhà đó. Một lát sau, lúc bà ta quay trở lại, phía sau còn dắt theo mười mấy cô gái để Hoa Đô hưởng thụ. Mặc dù nhan sắc không so được với Mộng Điệp nhưng ai cũng rất xinh đẹp, quan trọng nhất là ai cũng còn trinh trắng, chọn một người trong số họ hay chọn hết cũng được. Đừng để hại đến gan thận là được. Vào đi, vào hết đây cho ông. Tiếng gào thét của Hoa Đô vang lên trong phòng. Mắt của hắn ta đã nổi đầy gân máu khiến hai mắt đỏ ửng lên, khuôn mặt đáng sợ vô cùng cao có, bị nổ một lần,
bị đánh lén một trận, còn bị chơi khăm một lần nữa, tất cả thật sự khiến hắn ta thật sự đã nổi điên. Hầu hạ tốt sẽ có thưởng. Tú bà cũng hiểu chuyện, lần lượt đẩy các cô gái vào. Các cô gái đều hoảng sợ, chủ yếu là vì Hoa Đô lúc này thật sự quá đáng sợ, hung dữ như một ác ma, băng quấn ở trên đầu đã được mở ra, càng nhìn miếng da đầu bị lột ra kia, họ càng thấy sợ. Tiện nhân, một đám tiện nhân. Hoa Đô cười đáng sợ, nhào qua giống như một con mãnh thú hung hãn. Thiếu chủ tộc ám giả có vẻ hơi biến thái, bất chấp tất cả xé toạc quần áo của bọn họ, và cũng bất chấp tất cả để giải tỏa thú tính. Cơn giận và dục vọng đã che lấp đi chút lý trí cuối cùng của hắn ta, sự tức giận và căm hận tích tụ đã được trút hết lên người bọn họ trong đêm nay. A! À, tiếng thét đau đớn của các cô gái là âm thanh của tội ác trong đêm. Đáng tiếc, không phải tất cả đều may mắn như Mộng Điệp là gặp một người giữ lời hứa như Triệu Bân đưa cô ta về nhà, dù cho có chết cũng tốt hơn bị ác ma trà đạp, quãng đời còn lại của bọn họ đã định sẵn phải khốn khổ, đến chết cũng bị khắc dấu ấn bẩn tiện, đấy là sự tàn khốc của cuộc sống. Ba trường lão của ám dạ ngồi xếp bằng bên ngoài cửa. Ba người họ đều không có chút động lòng trước tiếng la thảm thiết của các cô gái, đối với bọn họ mà nói thì sự sống chết của mày cơ chẳng là gì. Chỉ cần thiếu chủ biết giận thì chuyện gì cũng dễ nói, còn tranh thủ lên đường đến Thiên Tông. Soạt, soạt. Triệu Bân và Mộng Điệp di chuyển trong khu rừng tối mịt như những bóng đen. Thỉnh thoảng Triệu Bân lại liếc mắt nhìn, không biết còn cách sông Vong Xuyên bao xa nữa, chỉ biết tốc độ giảm tuổi thọ của Mộng Điệp đã tăng nhanh, càng cách xa Túy Mộng lâu thì tốc độ giảm thọ sẽ càng nhanh, hơn nữa còn rất khó khống chế. Phải nói là thủ đoạn của Túy Mộng lâu cũng thật tàn nhẫn. Không ngờ lại dùng cách này để khống chế Mộng Điệp. Chỉ đáng tiếc là bọn họ đã đánh giá thấp chấp niệm của cô gái này rồi. Để được về nhà, cô ta đã không màng đến sống chết. Để trở về được về quê hương, đến mạng sống, cô ta cũng không cần. Bọn họ đã đến rồi. Mộng Điệp hạ giọng nói với vẻ đau khổ. Cô ta mang trên người chú ấn, đám người đuổi theo cũng có chú ấn. Chú ấn của họ kết nối với chú ấn của cô ta, đám người đó có thể cảm nhận được cô ta và cô ta cũng có thể cảm nhận được đám người đó. Điểm khác biệt là, chú ấn của cô ta đang nuốt chửng tuổi thọ của cô ta còn chú ấn của đám người kia thì không. Tốc độ giảm tuổi thọ của cô ta lại tăng thêm một phần. Chuyện khiến Triệu Bân chau mày là không chỉ tuổi thọ của Mộng Điệp bị bòn rút mà cả cảnh giới tu vi cũng bị giảm xuống. Vốn dĩ là cấp chân linh đỉnh cao. Nhưng từ khi ra khỏi thành Minh Nguyệt đến nay đã giảm xuống còn chân linh tầng 1, hơn nữa, nó vẫn còn đang tiếp tục giảm. Tất cả đều do cái chú ấn đáng chết đó, từ đầu chí cuối đều là nó nuốt chửng, hết lần này đến lần khác đầu độc Mộng Điệp, thật sự muốn giày vò cô gái tội nghiệp này đến chết mới thôi. Bỗng dưng, khí tức của cô ta đột ngột giảm sút, từ cấp chân linh rớt xuống ngưng nguyên. Chú ấn thật đáng sợ. Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đột ngột dừng lại. Cõng Mộng Điệp bỏ chạy. Cô ta thật sự đã quá yếu rồi, tuổi thọ đang giảm dần, tu vi cũng đang giáng cấp, đến cả chân nguyên cũng bị nuốt dần, hơi thở yếu ớt như thế, đến cả bùa tốc hành cơ bản nhất cũng khó mà chịu nổi. Trốn rừng núi hoang vu, người có giết ta thì cũng không ai biết. Mộng Điệp khẽ nói, không biết là đang tự lầm bầm hay là đang nói với Triệu Bân. Giết chết cô ta thì chú ấn sẽ tự biến mất. Đám người đang đuổi theo sẽ mất đi phương hướng, vậy thì tiếp theo đây, Triệu Bân cũng sẽ không cần phải bỏ chạy nữa, như thế vẫn tốt hơn là dắt theo cô ta như một của nợ. Mẹ ta từng nói, chuyện đã hứa với người khác thì có chết cũng phải làm cho bằng được. Triệu Bân mỉm cười, hắn không tùy tiện hứa hẹn, nhưng một khi đã hứa thì dù có lên núi đao hay xuống biển lửa, hắn cũng phải thực hiện. Đời này e là ta không thể trả được đại ơn của công tử, Mộng Điệp mệt mỏi cười. Giọng cực kỳ yếu ớt, nô gia vẫn còn trong trắng, nếu công tử muốn có thể tùy ý. Cô là Mộng Điệp, là loài chim của sự tự do, đừng nói mấy lời ngu ngốc này nữa. Triệu Bân đáp, toàn thân tràn đầy chân nguyên, tinh khí, sinh linh khí. Từng chút một truyền vào cơ thể Mộng Điệp, mặc dù không thể ngăn được quá trình tuổi thọ Mộng Điệp dần mất đi nhưng có thể bổ sung vào lượng tiêu hao của nó. Đôi mắt xinh đẹp của Mộng Điệp trở nên mơ hồ. Gương mặt trắng bệch áp nhẹ vào lưng Triệu Bân. Lưng hắn rất ấm, khiến cơ thể lạnh băng của cô ta như được ánh sáng chiếu vào, câu nói đến chết cũng phải thực hiện đó như một vầng sáng được thắp lên trong thế giới đen tối của cô ta. Đừng giết cô ta, bắt sống đi.
Ở một nơi sâu thẳm trong đêm đen, bóng người hỗn loạn. Đó là cường giả Túy Mộng Lâu, có chú ấn dẫn đường nên không ngừng bị đuổi theo, đội hình cũng khá dữ dằn, toàn cao thủ cảnh giới huyền dương trên mặt đất, trong không trung lại là cảnh giới địa tạng, uy thế mạnh mẽ. Cơ Ngân, thả ta ra. Mộng Điệp nói rất khẽ, cũng chỉ có Triệu Bân nghe thấy. Trên người cô ta có chú ấn, cảm nhận được rất rõ về là mấy kẻ truy sát đến ngày càng gần, tu vi tuyệt đối có thể nghiền ép được Triệu Bân, tất nhiên tốc độ cũng vượt xa Triệu Bân, có đuổi kịp hay không chỉ là vấn đề thời gian. Là do cô ta nghĩ quá đơn giản, xem thường sự lợi hại của Túy Mộng Lâu, sợ làm hại đến Triệu Bân. Ta! A! À. Triệu Bân chưa nói hết câu thì đã nghe thấy một tiếng hét thảm. Triệu Bân muốn nhảy ra xa, vô thức nghiêng đầu nhìn lại, hắn có cảm giác cú giẫm vừa rồi hình như đạp lên thứ gì hơi mềm, có lẽ đạp trúng một người nào đó. Nhìn lại thì đúng là người thật, người đó đang nằm sấp dưới đất mà ngủ. Có lẽ là quá tối hoặc có lẽ là tốc độ quá nhanh nên hắn không cảm giác được dưới đất có người. Người phản rồi, dám đạp lên người ta. Tiếng lải nhải bỗng ngừng lại, người kia đứng lên chạy thẳng đến. Thấy thế Triệu Bân không khỏi nhướng mày, thế mà lại là người quen, chính là lão già dâu chữ Bát. Có ma mới biết sao họ ra khỏi thành Minh Nguyệt, chạy đến nơi xa thế này mà vẫn gặp, đúng là có duyên thật. Hắn không dừng lại quá lâu, hắn không có thời gian để dề dà. Chạy à! Lão già dâu chữ Bát cực kỳ phẫn nộ, cũng dán một lá bùa tốc hành. Hơn nữa còn là loại bùa tốc hành cao cấp, lão ta như một luồng sáng vụt một cái đuổi theo. Không lâu sau đã đuổi kịp Triệu Bân. Lúc này lão ta mới thả chậm tốc độ đi kề bên Triệu Bân, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Ta nói này, đây là hoa khôi đứng đầu bảng của Túy Mộng Lâu nhỉ. Lão già dâu chữ Bát vuốt bộ râu của mình, đảo mắt nhìn Mộng Điệp từ trên xuống dưới. Nhìn Mộng Điệp xong lão ta mới nhìn sang Triệu Bân, sửng sốt nói, ôi trời, người vẫn còn sống à? Lại gặp nhau rồi, Triệu Bân cười nói. Nửa đêm nửa hôm sao ông lại chạy đến ngủ ở đây? Ngủ bà mẹ nó chứ ngủ, ông đây đang đào bảo bối đó, lão già dâu chữ Bát sầm mặt nói, vừa đào được cái hố thì mẹ nó, người đạp một phát lên người ta. Ôi, cái eo già cỗi này, người phải đền tiền thuốc cho ông đây đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Bân không đáp, nhấc chân bước lên cây cầu đá bắc qua một con sông dài. Hai ngươi là sao đây? Đang chạy trốn à, lão già dâu chữ Bát đi theo hắn như hình với bóng, tò mò hỏi. Đưa cô ta về nhà. Đây là, ấn sinh tử. Lão già dâu chữ Bát xoa cằm, lão ta đã nhìn thấy chú ấn giữa mi tâm của Mộng Điệp. Ông biết nó, Triệu Bân vội vàng nghiêng đầu sang hỏi, không chừng ông lão này có cách. Biết chứ, tất nhiên là biết rồi, lão già dâu chữ Bát nói, đây là một loại ấn chú rất tàn ác, là ấn sinh tử. Tự động phân thành ấn sinh và ấn tử. Trong cơ thể của người gieo ấn có ấn sinh, cô nhóc này bị trúng ấn tử. Sở dĩ gọi là tà ác là vì ấn sinh có thể cắn nuốt ấn tử, người gieo ấn có thể hấp thu chất dinh dưỡng, tuổi thọ, cũng có thể là chân nguyên từ cơ thể người bị gieo ấn tử. Một ấn tử có thể tiếp nhận nhiều ấn tử cùng lúc, nếu số lượng đủ thì chân nguyên của người dùng ấn sẽ không cạn kiệt. Mỗi phần tiêu hao có thể tước đi một phần trên người ấn tử, nhưng loại ấn chú này đã bị thất truyền lâu rồi. Nhưng phải có cách phá giải chứ, Triệu Bân lập tức hỏi. Có, tìm được kẻ gieo ấn chú, giết người đó thì được, lão già dâu chữ Bát nhàn nhã nói. Ông, nói thừa, Triệu Bân liếc mắt, ngoài cách này ra còn cách khác chứ? Không có, lão già dâu chữ Bát chắc nịch đáp, cảnh giới thiên võ cũng bó tay. Triệu Bân lại trầm mặc, chuyện này rơi vào ngõ cụt, muốn tìm kẻ gieo ấn chú chẳng khác nào mò kim đáy biển, hơn nữa cũng không kịp. Người kia đang ở đế đô, còn chưa đến được đó thì Mộng Điệp đã chết mất rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe đến loại ấn chú tà ác như vậy, chỉ nghe nói thôi cũng đã thấy độc ác rồi, không biết đã có bao nhiêu người bị trúng loại ấn tử này, có lẽ kẻ thi triển ấn chú đã khống chế được rất nhiều võ tu rồi. Số mệnh sắp hết, cho ta mượn dùng một đêm đi. Lão già dâu chữ Bát xoa tay cười ha ha, chủ yếu là Mộng Điệp quá xinh đẹp. Đáp lại lão ta là tiếng gầm của Triệu Bân, lão ta bị chấn động đến độ đầu choáng váng mắt hoa cả lên. Sau đó lão ta ngã sấp xuống đất, bị Triệu Bân giẫm lên thân như giẫm tàn thuốc lá, tiếng xương kêu răng rắc.
một ông già như lão ta đã không có lòng đồng cảm mà còn có tâm trạng đùa giỡn. Tiếng hét trong đêm nghe rất chói tai. Vèo. Dưới ánh trăng, Triệu Bân lướt qua rất nhẹ nhàng. Ta nói đùa thôi, lão già dâu chữ bát vẫn đang ở đó, vừa ôm lấy cái thắt lưng già nua của mình vừa chạy theo suốt nửa đêm, vừa chạy vừa gào lớn, chờ ta với, chạy nhanh như vậy làm gì? Có kẻ đuổi giết, Triệu Bân lười nói nhảm. Cũng đúng, đây là hoa khôi đầu bảng của Túy Mộng Lâu mà, lão già dâu chữ bát liếc nhìn Mộng Điệp, nói thật ra, tình hình của cô gái này cũng không được tốt lắm. Lúc trước khi lão ta xem cô ta nhảy múa thì cô ta vẫn còn cảnh giới chân linh, giờ phút này thì tu vi của cô ta đã tiêu tán hết, lại nói đến sinh khí thì lúc này cô ta cũng chỉ giống như một quả bóng xì hơi, hai má tái nhợt không còn một chút hồng hào nào, hơn nữa đôi mắt của cô ta lúc này còn ánh lên một tia khổ sở không thể che giấu. Triệu Bân không nói nhiều, chỉ một mạch chạy trốn. Hắn đã từng nghĩ sẽ đưa Mộng Điệp vào thế giới bên trong chiếc nhẫn ma. Nhưng ngặt một nỗi hắn không thể đưa sinh vật sống vào trong đó, chỉ có Liễu Tâm như là một ngoại lệ, bởi vì nàng đã thức tỉnh huyết mạch đặc biệt, cộng thêm có quan tài băng phong ấn nên mới có thể miễn cưỡng đặt nàng vào bên trong đó. Giờ phút này cho dù hắn có thêm một chiếc quan tài băng thì hắn cũng không thể đặt Mộng Điệp vào bên trong đó, bởi vì tình trạng của cô ta rất khác. Gặp nhau tức là có duyên, để ta giúp ngươi, lão già dâu chữ bát lấy ra một lá bùa màu trắng, một hơi dán lên lưng của Mộng Điệp, nói. Đây là bùa ẩn chú, trong một thời gian ngắn có thể cắt đứt sự kết nối của các chú ấn đối với nhau. Dùng tốt không? Vô cùng tốt. Còn không, cho ta thêm một lá. Triệu Bân nhìn vào hành trang của lão già dâu chữ bát, bên trong đó có rất nhiều thứ tốt. Chỉ có một lá thôi, giá trị lắm đó, lão già dâu chữ bát trưng ra vẻ mặt đau khổ nói. Đa tạ, Triệu Bân cười nói, sau đó hắn tăng tốc. Chờ ta với, lão già dâu chữ bát cũng tăng tốc chạy theo, lão ta cảm thấy rất nhàm chán, thật sự muốn có người nói chuyện. Bọn họ đã biến mất, mấy kẻ truy đuổi cũng dừng lại. Dù là những kẻ bay trên trời hay những kẻ chạy trên mặt đất, tất cả đều đã dừng lại. Trong nháy mắt, mối liên hệ giữa các chú ấn đã trở nên mờ nhạt, đến lúc này thì đã hoàn toàn biến mất, khiến cho đám người truy đuổi không thể xác định phương hướng. Thiên hạ rộng lớn như vậy, bọn chúng biết đi đâu mà tìm tiếp. Bùa ẩn chú, một lão già áo tím nhíu mày. Xem ra đã có cao nhân giúp đỡ, một thanh niên tóc đỏ cầm chiếc quạt xếp trong tay khẽ cười nói. Nếu đã là bùa ẩn chú thì chắc chắn có thời hạn, cứ đợi là được, một mụ già lưng còng thản nhiên nói. Bên kia, Triệu Bân đã dừng chân trong một ngôi miếu cổ đổ nát. Lão già dâu chữ bát thở hổn hển. Không lâu sau liền đuổi theo tới nơi, lão ta liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới, không biết tại sao tên này lại có nhiều bùa tốc hành đến như vậy, dọc đường hắn đã thay bùa hơn chục lần, lão ta đuổi theo một đường, suýt chút nữa là đã mất dấu hắn. Cô ơi! Triệu Bân đặt Mộng Điệp xuống, khẽ gọi cô ta. Mộng Điệp không biết đã ngất đi từ lúc nào, khóe miệng còn chảy máu, hai má tái nhợt, toàn thân cũng tái nhợt không chút sinh khí. Lúc này khí huyết của cô ta cũng đã dần dần cạn đi. Có phải lúc này trông ta rất xấu hay không? Mộng Điệp không mở mắt, cô ta dường như đã vắt kiệt sức lực của mình chỉ để nói một câu đó. Vẫn rất đẹp, Triệu Bân cười nói, tiếp tục truyền tinh khí cùng sinh khí cho cô ta. Hãy để cho cô ta ra đi thoải mái. Đừng để cô ta chịu khổ như thế này nữa. Lão già dâu chữ bát lấy ra một tẩu thuốc đã nhồi đầy thuốc lá bên trong. Mặc dù làm thế thì không đúng, nhưng nhìn bộ dạng của cô ta bi thảm như vậy, lão ta cũng có chút không đành lòng. Triệu Bân im lặng, tất nhiên hắn sẽ không xuống tay. Hắn có lời hứa, cũng có lòng tốt, hắn phải mang Mộng Điệp còn sống về tới Vong Xuyên. Ít nhất, hắn phải giúp cô ta nhìn thấy quê nhà của mình một lần cuối trước khi chết. Đợi bùa ẩn chú hết thời hạn, nếu người còn mang cô ta theo cùng thì sẽ trở thành mục tiêu của kẻ khác. Lão già dâu chữ bát hút một hơi thật sâu sau đó thả ra làn khói dày, lão ta nói, Túy Mộng Lâu thâm sâu như thế nào chắc ngươi cũng đã biết. Thành bại là do bản thân quyết định. Triệu Bân cởi huyền bào tị thế của mình đắp lên người Mộng Điệp, huyền bào tị thế có khả năng che mắt, tuy không thể che giấu chú ấn nhưng cũng có thể khiến cho đối phương mơ hồ, kéo dài cho hắn được thêm một chút thời gian. Không thân cũng chẳng quen, sao ngươi lại phải phiền lòng như vậy? Lão già dâu chữ bát phất tay xua làn khói,
lại nhàn nhạt nói, thế đạo bây giờ nếu như cứ để tình cảm lấn át lý trí thì cẩn thận đánh mất tính mạng. Ta đã hứa với cô gái này. Lời hứa đáng giá mấy đồng, lão già dâu chữ bát không khỏi cười. Mẹ ta đã dạy, một khi đã hứa với người khác. Được, được, được rồi, ông đây phục ngươi rồi, lão già dâu chữ bát cắt ngang lời nói của Triệu Bân, phất tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ, tùy tiện ném cho Triệu Bân. Đó là một viên đan dược ba vân, trông cực kỳ bắt mắt, hơn nữa đan dược ba vân này còn có cấp bậc không hề thấp. Đan giả chết. Triệu Bân nhận lấy viên đan dược, trong nháy mắt liền nhận ra. Hắn đã từng muốn trở thành một luyện đan sư, cho nên bản thân cũng có một ít công phu trong lĩnh vực này. Hắn đã từng thấy qua nó khi đọc những lý giải về đan dược lúc hắn còn nắm trong tay nhiều cuốn sách cổ trộm được từ Linh Lung Các. Đáng tiếc mấy cuốn sách cổ đó đều đã bị rơi mất trong chuyến đi tới hang động Quỷ Minh rồi. Nhóc con, mắt nhìn hàng của ngươi rất tốt, lão già dâu chữ bát cười nói. Đa tạ. Triệu Bân nhanh chóng nói lời đa tạ lão ta, đây là lời nói chân thành của hắn. Hắn không hề suy nghĩ mà đã nhét viên đan dược vào trong miệng của Mộng Điệp. Hắn còn rót một ngụm linh dịch vào miệng cô ta, khiến cho viên đan dược tan ra, hơi thở yếu ớt của Mộng Điệp dần dần tắt mất. Ngay cả nhịp tim cũng ngừng lại, thậm chí máu chảy trong cơ thể cũng từ từ đông đặc, cơ thể cô ta dường như bị bao phủ bởi một tầng xương trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhìn thoáng qua chẳng khác gì một bức tượng băng được điêu khắc sống động. Đây chính là công hiệu của viên đan dược này. Đan giả chết, tên gọi đúng như công hiệu, có thể khiến cho người ta ngất đi như chết, một khi nuốt vào sẽ không khác gì người chết, đến khi đan dược hết dược hiệu thì sẽ sống lại. Lão già dâu chữ bát đưa cho Triệu Bân đan dược này rõ ràng là muốn hắn dùng nó để ngăn cách mối liên hệ của chú ấn trên người cô ta với những kẻ truy đuổi. Mộng Điệp giờ phút này đã là một người chết, cho nên những kẻ truy đuổi sẽ không thể cảm nhận được chú ấn trên người cô ta nữa. Lời đa tạ trên khóe miệng không có chút chân thành nào, lão già dâu chữ bát bĩu môi nói. Vậy để ta thể hiện sự chân thành của mình, Triệu Bân phất tay phóng ra một đống bùa chú. Ồ, bùa lơ lửng. Lão già dâu chữ bát không hút thuốc nữa, nhanh chóng nhận lấy đống bùa chú. Đây là một thứ tốt, quý giá hơn bùa tốc hành nhiều. Có nó thì lão ta có thể bay thẳng lên và bước đi trên không trung, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thật thần kỳ. Đã chân thành chưa? Chân thành rồi, lão già dâu chữ bát vui vẻ ra mặt. Triệu Bân phất tay đưa Mộng Điệp vào không gian bên trong chiếc nhẫn ma. Cô ta bây giờ đã ở trong trạng thái của một người chết cho nên đã có thể tiến vào không gian bên trong chiếc nhẫn ma. Về phần lão già dâu chữ bát, lão ta là một người tốt, trong thời khắc mấu chốt lão ta đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Hẹn gặp lại. Triệu Bân nói xong liền rời khỏi cổ miếu, tiếp tục lên đường. Hẹn gặp lại. Lão già dâu chữ bát lẩm bẩm, nhưng vẫn lẹ làng đuổi theo. Sao ông còn đi theo ta? Đợi ngươi lo xong chuyện của con bé này thì ta còn phải nói với ngươi vài điều. Hai người vừa đi vừa nói, chạy càng lúc càng xa. Lại nói, lão già dâu chữ bát có được bùa lơ lửng thì bắt đầu tỏ ra rất phô trương. Lão ta vừa dùng bùa tốc hành vừa dùng bùa lơ lửng để bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng còn ngâm nga hát rất khoái chí. Nhìn lão ta giống y như một con chim lớn đang kêu loạn, Triệu Bân thật sự rất muốn lấy cung tên ra bắn lão ta rơi xuống đất. Một tên bắn xuyên qua, chắc là không sao đâu nhỉ. Chú ấn biến mất rồi. Dưới ánh trăng, những kẻ truy đuổi dừng lại, nghi hoặc nhìn nhau. Chết rồi sao? Mới có một ngày, làm sao có thể chết nhanh như vậy được? Nói không chừng bọn chúng đã bị kẻ khác giết chết rồi. Mấy năm gần đây bên ngoài đúng là rất loạn. Tách ra tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lão già áo tím lãnh đạm nói, ánh mắt nghi hoặc, lão ta nghi ngờ rằng đây chỉ là thủ thuật che mắt để ẩn giấu chú ấn, nói không chừng đối phương còn có đan giả chết cho Mộng Điệp uống để có thể trốn thoát. Theo lệnh của lão ta, những kẻ săn đuổi tản ra. Một ngày dài cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Khi Triệu Bân nghỉ chân lần nữa, hắn đã ở trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Ở phía xa là núi non trùng điệp cùng với vô số sườn dốc đứng, nếu đường đi mà Mộng Điệp chỉ là chính xác, thì chỉ cần đi qua dặng núi phía trước là đã tới sông Vong Xuyên rồi. Từ sông Vong Xuyên đi về phía bắc chính là quê hương của Mộng Điệp. Thành thật mà nói, quê hương của Mộng Điệp đúng là rất xa, nếu không có người hỗ trợ,
Mộng Điệp thật sự không thể nào trở về được. Ngươi có đi đúng đường không vậy? Lão già râu chữ bát ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Chắc là đúng, Triệu Bân lấy ra bầu rượu, tiện tay ném cho lão già râu chữ bát một bầu. Gầm. Đột nhiên lại có tiếng gầm của dã thú vang vọng trên bầu trời. Triệu Bân và lão già râu chữ bát đều nhìn quanh, chớp mắt liền nhìn thấy một con báo đen có đôi cánh dài từ xa đang phóng tới. Con báo đen này hẳn là có thuộc tính băng, toàn thân của nó bộc phát ra khí tức lạnh giá, trên lưng của con báo đen còn có hai người, một bên trái một bên phải. Nhìn kỹ hơn thì đây chính là những kẻ đã đuổi giết Triệu Bân trước đó, thanh niên tóc đỏ và mụ già lưng còng, cả hai đều có cảnh giới huyền dương, không biết tìm đâu ra được con báo đen có cánh này. Con báo đen vô cùng hung hãn, trên người nó ngoài khí tức lạnh giá còn có không ít huyết tinh khí, chắc chắn nó đã từng nếm qua máu của rất nhiều sinh vật sống. Trong đó có cả con người. Huyết mạch đặc biệt. Triệu Bân lẩm bẩm nhìn thanh niên tóc đỏ.